chương 2861 y nói ở nơi này chờ đợi đại không chi hòa. Mọi người lông tóc dựng đứng, trong địa thế thái thượng còn có thứ đồ này. Sở phong cũng chấn động không thôi, hắn lập tức nhớ đến đoạn thoại kia, mai táng giữa tư cực phù thổ, phạt hai bó củi âm dương, dẫn ra đại không chi hòa. Mà lão tăng kia lại nói bản thân ở nơi này để chờ đại không chi hòa, muốn mượn lực của nó để nhất bàn trùng sinh. Cuối cùng, người của Phật tộc không lập tức rời khỏi mà quyết định ở lại, muốn mật đàm với lão tăng kia, thần thức lão tăng tuy rằng chỉ độn, không phải rất tỉnh táo, nhưng vẫn tỏa ra một vầng quật quang như cũ, ánh sáng bao trùm cả bờ biển, khiến nơi đó hóa thành một chốn cực lạc, không ai có thể quấy nhiễu. Những người còn lại đều nâng chân, không thể ở lại nơi này quá lâu. Sở phong ở bên bờ biển suy tư một phen, cuối cùng liền bày ra một trường vực kinh người, mà ngay sau đó, giữa thiên địa giống như có sấm sét nổ vang, xé rách bầu trời mờ mịt. Một cây cầu lập tức xuất hiện, nó được dựng thành từ những cọc gỗ khô héo, tự động nối dài đến mờ bên kia, vượt qua trên biển rộng, thông thẳng về phía bì ngạn không tên nào đó. Đây là tình huống gì? Những người khác đều ngẩn ra. Xung quanh cầu gỗ là xương đen cuồn cuộn, mà phía dưới lại chính là biển dung nham vô tận. Địa thế của vùng non sông này quá quỷ dị, cũng vô cùng đáng sợ, tâm linh của chúng ta đều bị che mắt, đặt chân lên đi mới có thể nhìn thấy chân tướng. Sở phong lên tiếng, lập tức động thân. Khi hắn đạp chân lên cây cầu, những người khác cũng lập tức nối gót đuổi sát theo sau sau đó không lâu tất cả mọi người đều sửng sốt trong một thoáng quay đầu nhìn lại nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì biển dung nham trước đó ở đâu trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một mảnh chất lỏng màu đỏ được tích tụ giữa hai khe núi nào phải đại dương mênh mông cùng lắm cũng chỉ tính là một cái hồ dung nham nho nhỏ bọn họ cứ như thế liền vượt qua bờ bên kia chiếc cầu bắc qua hai ngọn núi bọn họ trực tiếp men theo mà vượt qua ngay cả thiên nhãn cũng bị che đậy có người than thở cũng chưa chắc là che đậy, ban nãy đứng bên bờ dung nham, nơi đó chính là biển, một hạt cát cũng tự trở thành thế giới một phương, càng không nói đến Phật Hải ban nãy. Sở Phong nói, mọi người kinh dị, đồng thời cũng không thể không gật đầu, ban nãy chỗ kia xác thực có điểm quái lạ, giống như đại dương chân thật diễn dịch ra thiên địa một phương. Đến rồi, rất nhiều người kích động chỉ tay về phía trước, bọn họ nhìn thấy vùng đất trung cực, tiên vụ lượn lờ tràn đầy sức sống. Ánh lửa lập lòe lay động, hỏa kỳ lân ẩn náu, chu tước phiêu động, đây đều là chân thật sao không vẫn nên nói là dị tượng chỉ có điều bọn họ có thể xác định nơi này có các loại phù hiệu đại đạo đan sen có phải tất cả mọi người chúng ta đều qua ải rồi có người cực kỳ vui sướng sở phong không lên tiếng chỉ đang quan sát xung quanh ừm nơi kia là bất tử sơn mà đạo tộc ta khổ sở tìm kiếm trên núi có khả năng có cửu chuyển kim thân hoa người của dị hoang kim thân đạo tộc vô cùng kích động có người sửng sốt kêu lên nhất mạch này của bọn họ, năm đó chính là tách ra từ đạo tộc, cũng là vì cổ tổ bất ngờ ăn phải Cửu chuyển kim thân hoa, đột nhiên vượt qua bản thân, đạt được sức mạnh cực hạn, cho nên lựa chọn rời tộc mà đi. Cửu chuyển kim thân hoa là thực vật cấp đại vũ, thế gian khó tìm, dị quả cùng phấn hoa cấp bậc này, cho dù ở Dương Gian bao nhiêu đời cũng khó trồng được một cây. Chỉ có điều, dị hoang kim thân đạo tộc xác định, bên trong bất tử sơn này còn có một cây đang niết bàn. Các vị, hẹn gặp lại, chúng ta đi trước một bước người của dị hoang kim thân đạo tộc rời đi, mượn bảo vật trí cường trong tộc, nhanh chóng đi về phía ngọn núi được gọi là Bất Tử Sơn. A, à, tổ khí lại có phản ứng. Các vị, xin thứ cho chúng ta không phụng bồi. Thịnh Ngọc Tiên của hải ngoại tà linh đảo cũng lên tiếng, dẫn dắt tộc mình cùng Khương Lạc Thần mau chóng hướng về một nơi mà đi. Các nàng lấy ra tổ khí, vượt qua hư không. Tiến hóa giả của các tộc đều tiến vào nơi sâu nhất trong địa thế thái thượng. Một phần là muốn rèn luyện bản thân, một phần còn có mục đích khác. Ha ha, chúng ta cũng đến rồi." Người của nguyên tộc cười lớn, "Bọn chúng vậy mà lại có biện pháp tiến vào mảnh khu vực đặc thù này, rõ ràng trên người có bảo vật khó lường nào đó." Sở Phong rất bình tĩnh, trên mặt không chút biểu tình, hắn biết đại sát chi địa chân chính sắp thức tỉnh, địa thế thái thượng nào có thể dễ dàng để các tộc ngoại lai làm loạn. Nhưng Sở Phong không hề sợ hãi, hắn muốn lấy được tạo hóa của chính mình. Thứ lọt vào mắt chưa chắc đã là thật, mà thứ biến mất chưa chắc đã không có khả năng trường tồn. Sở Phong có hảo cảm với người của Hải Ngoại Thiên Tiên Đảo, do đó hắn âm thầm truyền âm nhắc nhở, bởi vì địa phương này quá tà tính, cũng quá mức đáng sợ, hơi bất cẩn một chút liền rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thị Ngọc Tiên quay đầu nhìn lại, bạch y vốn trắng tinh không tì vết, cả người thanh lệ như trích tiên, nhưng thời khắc này nụ cười trên mặt lại hiện rõ vẻ phong tình vạn chủng, không khỏi khiến người ta động lòng. Đa tạ, nàng ta gật đầu, khóe miệng cong cong, dáng vẻ vô cùng tự tin, mang theo tộc nhân nhanh chóng tiến về phía trước. Khương Lạc Thần cũng ngoảnh đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc nhìn sở phong một cái, cảm giác của cô dành cho thiếu niên này có chút khác so với mọi người, luôn cảm thấy hai người giống như đã từng nhận thức, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trải qua lần nguy hiểm lúc trước, sau khi nhìn thấy một màn chấn động góc tay áo của nữ đế chấn áp 108 vị thủy thần, thì thiên tiên tộc đã làm xong công tác chuẩn bị. Lần này thịnh tiên ngọc mở ra một bình ngọc đặc biệt nào đó, bên trong có một giọt huyết dịch cực kỳ thần bí, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Mà giọt huyết dịch kia thật sự quá đặc thù, giống như chúng hoa nở rộ, giống như âm thanh chùa cổ vang vọng từ phương xa, tựa như sa mạc trống trải khô héo được truyền cho một tia sinh cơ, cũng tựa như dòng chảy thời gian, ngưng tụ mà động lại ở nơi đó vừa thần thánh vừa rực rỡ. Lúc này được Thịnh Ngọc Tiên mở ra, cả thế gian tựa hồ đều chấn động, khắp nơi phải quỳ bái. Mà thứ kia chỉ là một giọt máu. Sau khi mọi người trông thấy một màn chấn động nhân tâm này, trước mắt giống như nhìn thấy được một thời đại một thịnh thế một đoạn lịch sử huy hoàng mà phồn hoa người đó là ai rất nhiều người không tự chủ được mà quỳ dạp trên nền đất không thể thừa nhận cũng không thể kháng cự cơ thể giống như phản bội lại linh hồn chính mình bọn họ quỳ xuống trước giọt máu kia mà dập đầu cung kính sau đó cả thần hồn cũng quy phục từ đáy lòng dần dâng lên niềm cung kính người của thiên tiên tộc cũng như vậy bọn họ giống như đang tế trời lại giống như đang cúng bái linh hồn của một vị tổ tiên toàn bộ đều thành kính cầu xin thần Phật phù hộ, yên lặng khấu đầu, chiều thánh mà tiến về phía trước. Trong quá trình này, Thịnh Ngọc Tiên đã đem giọt máu đặc biệt kia vẩy lên tổ khí, khiến khối đồng nọ càng trở nên óng ánh, giống như được khôi phục lại, có hô hấp của chính mình. Không sai, khối đồng kia giống như có sự sống, nó đang hô hấp giống như một cá thể hoàn toàn mới, mở ra toàn bộ lỗ chân lông bằng đồng, cộng hưởng với thiên địa này. Trong lúc nhất thời, sấm vang chớp giật sạch qua hư không, tia lửa điện sáng rực đan sen trên bầu trời ngày càng rực rỡ tựa như bản thân nó đang tiến hành thay đổi nhảy vọt của sinh mệnh sấm chớp tỏa ra hào quang mông lung đem hết thảy người của hải ngoại thiên tiên đảo bao phủ vào trong giống như tự mình hình thành một tiên quốc một phật thổ một đạo giới ngũ thải lấp lánh không nói rõ được là rực rỡ hay quái lạ đây rốt cuộc là máu của người nào lẽ nào là huyết dịch thuộc về nữ đế bạch y kia trong lúc nhất thời rất nhiều người phía sau đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô cả người không khỏi run bần bật. Đồng thời cũng có rất nhiều người phát hiện bản thân đã quỳ trên mặt đất từ lúc nào, mãi đến khi trông thấy đám người thịnh ngọc tiên đi xa, bọn họ mới gian nan thoát khỏi trói buộc, chật vật đứng dậy từ mặt đất. Không có khả năng, sự tồn tại kia sẽ không lưu lại huyết dịch, bởi vì chỉ cần người còn sống, một cái chớp mắt cũng có thể sinh ra cảm ứng, cho dù ở cách xa hàng tỷ dặm thiên địa, không thuộc về nền văn minh của nhánh này thì cũng có thể trở lại. Thời khắc này có người lên tiếng, ngay cả người của đạo tộc nghe xong cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà, khi những lời này vừa mới thoát ra, trong hư không liền hiện lên một mảnh ánh sáng hừng hực giống, như một cái trung đỉnh lôi đình, không ngừng ẩm ẩm nổ tung. Đó chính là quy tắc, đó chính là trật tự, loại phù văn đại đạo vô thượng kia không ngừng lan tràn ở nơi này, khiến tất cả mọi người hoảng hốt không thôi, huyết dịch toàn thân giống như đang sôi trào, thân thể suýt chút nữa đã nổ tung. Kia là cái gì? Nguyên tộc và mấy cường tộc khác đều âm thầm run sợ, ngay cả linh hồn cũng phát lạnh, đây là lời đáp lại sao? những lời của người kia đã chạm tới cấm kỵ của vô số thời đại cách xa nhau trong cõi u minh rất nhiều người đều bị dọa đến nỗi không dám nói nhiều thêm nửa lời cũng trong lúc đó người của hải ngoại thiên tiên đảo gần như sắp biến mất trong sơn địa lại phát ra tiếng kinh hô tổ khí nọ phát quang màu sắc tỏa ra vô cùng rực rỡ huyết quang bên trong khối đồng tản ra ánh sáng lộ ra sinh cơ vô tận mà đồng thời một chuỗi hình ảnh đứt đoạn nào đó cũng hiện lên tái hiện ra một góc của thịnh thế vàng son có một nữ tử bạch y đi qua ngàn vũ trụ vạn tinh hải, bước qua vô số thổ địa vỡ vụn, nàng ta đang thu thập khí tức của một sinh linh, đang ngưng tụ một giọt máu của người đó. Mà máu kia vô cùng đặc thù, giữa mông lung mang theo ánh sáng thần thánh, từ cổ đại ngưng tụ mà đến, từ quá khứ tiêu thất một lần nữa tái hiện, từ trong phế địa khô, nứt mà lưu chuyển ra ngoài. Thế nhưng, dựa vào sức mạnh vô biên của nữ tử, đánh đến tận thời không, tiêu hao năm tháng, không ngừng tích lũy năng lượng trí cao, nàng ấy cũng chỉ tái tạo ra một giọt huyết dịch đặc thù tỏa ra hơi thở sinh mệnh mà thứ ấy không phải phật huyết không phải tiên huyết cũng không phải yêu huyết có lẽ không phải thật sự là cường trí vô biên nhưng quan trọng hơn cả chính là trong giọt máu kia có ngưng tụ một tia ký thác của nữ tử bạch y cho nên mới có thể trở nên khủng bố vô biên như vậy gây chấn động thế gian giọt máu kia dần dần ngưng tụ cộng hưởng giao hòa với đồng xanh sắp hóa hình ra một gương mặt trong lúc nhất thời chỗ đó liền trở nên mơ hồ kỳ ảo không thể nhìn rõ ràng đừng nói đến người khác, ngay cả Sở Phong cũng ngạc nhiên không thôi, hắn đã dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh để dò xét, muốn thấy rõ thiên cơ, nhưng cuối cùng lại thất bại. Mà thứ có thể đả bại Hỏa Nhãn Kim Tinh cực kỳ hiếm gặp, nếu không phải là sinh linh cứu cực tối cường, thì không thể có khả năng làm Hỏa Nhãn Kim Tinh thất bại, bản lĩnh của nữ tử Bạch Y tất nhiên có thể làm được đến mức đó. Dựa vào một loại cảm giác, dựa vào một loại bản năng, Sở Phong vẫn cảm thấy vẫn cảm thấy gương mặt mơ hồ chưa từng hiển hóa kia có chút quái lạ, dường như từng quen biết giờ này khắc này, tất cả mọi người ý thức được một loại tâm tình nào đó của nữ tử áo trắng, có cộng hưởng. Không vì Phật, không vì tiên, không vì yêu, không vì ma, chỉ vì một chút quyến luyến trên cõi hồng trần, nàng đã từng không ngừng tìm kiếm. Dù cho là sinh vật trí cao vô thượng thì cũng có khúc mắc, cũng có lúc cảm thấy vô lực, cũng muốn đi nghịch thiên, nhưng trung quy lại là thất bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé mà lúc này sở phong ý thức được khối đồng xanh cùng huyết dịch quá kỳ quái ký thác một tia chấp niệm người của thiên tiên tộc có lẽ thật sự có thể dựa vào cái này để chống đỡ an toàn bên trong địa thế thái thượng ngay cả hắn đều không nhịn được muốn đi qua tìm hiểu nữ tự áo trắng nhìn một chút nàng ta tột cùng muốn đi nơi nào nhưng là hiện tại đã đi đến địa chỗ đích cuối cùng hắn cũng muốn tiến vào bên trong lò thái thượng như vậy mới bỏ công trước tiên phải rèn luyện chân ngã nâng cao thực lực của chính mình mới là điều quan trọng nhất sau này sẽ tụ họp với thiên tiên tộc sau. Sở Phong cảm thấy, nếu như đối phương có nắm giữ một món tổ khí cùng huyết dịch đặc biệt, quá nửa sẽ không thể một bước liền đạt thành mục đích. Đối với hắn mà nói, thời gian có chút eo hẹp vội vã, tuy rằng hắn rất tự tin khi ở mảnh địa thế này, nhưng nếu thiên tiên tộc có thể lấy ra loại đồ vật thần bí như thế, nói không chắc đám nguyên tộc cũng có hậu chiêu, sẽ đột nhiên tế xuất ở chỗ này, từ đó đoạt đến tạo hóa. Vì lẽ đó, hắn càng không dám khinh thường trước hết phải đạt được mục đích của bản thân rồi hãy nói sở phong nhấc chân hướng về khu vực lô thể bất hủ của địa thế thái thượng nói là lô thể nhưng thực ra cũng chỉ là một khu địa quật đặc thù chỉ có điều nếu sử dụng thấu thị để quan sát nơi này xác thực hiện ra hình dạng của một chiếc lò hơn nữa còn là do tự nhiên tạo thành quả thực là tác phẩm của thiên nhiên không chỉ điêu luyện sắc xảo mà còn ảo diệu vô cùng đạo hữu hà tất như cá bơi trong sông gấp gáp lùi đi như thế chúng ta cũng tới rồi đám người nguyên tộc cười lớn, từ bốn phía mà vây đến, rất nhanh đã bao vây quanh người sở phong. Sắc mặt sở phong không một gợn sóng, hắn biết rõ, nếu như đối phương dám hướng về phía hắn mà đến, khẳng định trong tay có hậu chiêu rất lợi hại, bằng không thì bọn chúng dựa vào cái gì mà dám trắng trợn như thế. Quả nhiên một lúc sau, ra đầu sở phong liền phát tê, hắn nhìn thấy đối phương lấy ra một món đồ vật đó chính là từ tủy pháp chuông. Cong một tiếng run nhẹ, gợn sóng của trường vực đặc thù trực tiếp rung động bắn ra, thanh không một mảnh địa thế, áp chế hết thảy hoa văn trường vực, đồng thời cũng ngưng tụ ra một mảnh ánh sáng, bao phủ thẳng về hướng sở phong. Đây là báu vật, hơn nữa còn là đồ vật lợi hại vượt quá tưởng tượng, ngay cả thiên sư cũng rất khó luyện chế nổi, bởi vì thứ đồ này, chính là dùng một ngọn núi từ tủy hoàn hoàn chỉnh chỉnh để tế luyện mà thành. Phải biết rằng, trên thực tế thì một khối từ tủy to, bằng đầu nắm tay thôi trên thực tế một khối to bằng đầu nắm tay thôi đã là, bảo bối đặt trên đầu tim của các đại sư trường vực lại càng không nói đến là một ngọn núi từ tủy lớn như thế sở phong chấn động rồi nguyên tộc là lấy được từ đâu sở phong quả thực không dám tưởng tượng hắn cảm thấy phiền phức trước mặt có chút lớn đối phương thời khắc này mới lấy ra dùng đây chắc chắn là muốn ăn thua đủ với hắn ầm um. nhưng mà cũng chính bởi vì sau khi người của nguyên tộc kích động từ tủy pháp chuông phía xa cũng phát sinh dị biến Thịnh ngọc tiên mang theo khương lạc thần cùng đệ tử của thiên tiên tộc đi vào trong một vùng núi nơi đó rất tan hoang có phế tích cùng di tích vô cùng cổ xưa lúc này theo tiếng nổ vang của từ tủy pháp chuông địa thế của cả mảnh này cũng rung chuyển tất cả núi đá ngói vụn trời đều lơ lửng bay lên trôi nổi bồng bềnh đương nhiên đáng sợ nhất chính là sau một tiếng rung mạnh khu di tích này giống như bị người ta nhen lửa trong hư không xuất hiện một đường kẻ màu vàng óng nó đang phát họa giống như muốn vẽ ra thứ gì đó kỳ thực đó chính là đạo đang thức tỉnh họa ra hình của một cái chuông cùng một chiếc đỉnh đồng thời cũng nhen lửa cho chúng nó. Cũng trong lúc này, khối đồng xanh và giọt huyết dịch trong tay Thịnh Ngọc Tiên cũng cùng nhau cộng hưởng, ầm một tiếng vang dội liền lăng không bay lên. Chúng nó áp chế tất cả. Khắp nơi đều chấn động, đặc biệt là sở phong, mắt hắn nhìn thấy gì. Chiếc chuông kia chính là đế chuông, giống hệt cái của chủ nhân cự thú màu đen. Vũ khí của nam tử ngã xuống trên tàn chuông cũng y như vậy, chẳng qua thì trước mắt hắn chính là hình dáng khi tàn chuông nọ còn hoàn chỉnh mà thôi về phần chiếc đỉnh mẫu khí kia thì lại càng không cần phải nói nó giống hệt với vũ khí thuộc về tổ thượng của thiên tôn vũ thượng nơi đó run rẩy không ngừng phát ra tiếng nổ vang tàn tích trên mặt đất cũng rung động các loại núi đá ầm ầm lăn xuống ngói vụn vỡ tan lộ ra một tòa trường vực cổ đại siêu cấp cỡ lớn không trọn vẹn trường vực trọng sinh đây là người nào muốn phục sinh sở phong ngay lập tức đoán ra được tính chất của trường vực sau đó liền triệt để chấn kinh Việc này quá quái lạ, há lại như vậy, ở trong mảnh phế tích này, các loại ngói vỡ tường đổ bay lên, kim loại ngói vụn trùng không, mảnh khu vực nọ bị thanh lý, dần dần lộ ra hết thảy. Thời gian lượn quanh, không gian chi hoa tỏa ra, giải đất này quá kỳ dị và quỷ quái, giống như là tiên thổ bất hủ, thánh địa vĩnh hằng, tạo thành một khu vực xào huyệt trọng sinh. Mấu chốt nhất chính là, trong mảnh trường vực nọ còn có một con đường kéo dài về phía trước, phẳng phất nối liền với trời xanh, hơn nữa trên đường còn ngập tràn máu. Đến rồi chính là chỗ này. Thịnh Ngọc Tiên kích động đến nỗi cả người đều run rẩy. Tổ khí của nhất tộc bọn họ cũng đang rung lên, giọt huyết dịch kia cũng gần như đang đốt cháy, tạo thành hình dạng của một khuôn mặt. Trường vực này quá rộng lớn, quá vĩ đại, vậy mà lại giống như có dốc hết vũ trụ cũng không thể bao phủ được nó, tựa như là có thể chứa đựng nghìn tỷ tinh hải. Một người ở trong mảnh địa thế này liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đó địa phương nào, chủ nhân của đại hắc cẩu, chiếc chuông nọ lại hiện ra, đó là quỹ tích mà năm xưa nó đã lưu lại. Ngưng tụ Hoa Văn Đại Đạo, dù có trải qua trăm đời vạn kiếp cũng không tắt, lần thứ hai đốt cháy gợn sóng trật tự. Còn có chiếc đỉnh kia, Hoa Văn Đại Đạo của nó vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, năm đó chủ nhân của chúng nó và nữ tử Bạch Y đều từng đến nơi này, chỗ đó có trường vực phục sinh vô thượng, bên dưới không biết có chôn người hay không. Là ai muốn phục sinh ở nơi này? Ngoài ra, con đường mòn đặc thù kia cũng rất kỳ lạ, nó rốt cuộc nối liền dẫn đến nơi nào? Sở Phong hóa thành một đạo ánh sáng lao vào hiểm địa. Chính là vì trung đỉnh ngân vang khiến cả mảnh địa thế thái thượng đều chấn động Hắn mới có thể nhân cơ hội trực tiếp phá vỡ vòng vây lao ra ngoài Sau đó, trong mắt hắn lộ ra sát ý lạnh lẽo vô tận Nhìn chăm chăm đám người nguyên tộc Lúc trước không ra tay với bọn chúng là vì khiêm tốn Là bởi hắn không muốn dẫn đến sự chú ý của mọi người Không ngờ rằng bọn chúng lại chủ động chạy đến gây khó dễ với hắn Muốn dồn hắn vào chỗ chết Ừm, uhm. người nguyên tộc đang hành động Khống chế từ tủy pháp chuông khiến nó trực tiếp lao đến bên này một mảnh ký hiệu trường vực phô thiên cái địa nở rộ, giống như muốn đánh xuyên qua thiên địa. Sau khi Sở Phong thoát ly khỏi phạm vi công kích liền giống như cá gặp nước, phù văn dưới chân nở rộ từng mảnh, tựa như hoành độ cả mảnh tinh không, trực tiếp tiến vào trung cực địa của địa thế thái thượng, hắn muốn đi vào lô thể bất hủ kia. Sở Phong thì tránh thoát, nhưng ở mảnh khu vực kia, những cường tộc còn ở đó lại gặp phải đại kiếp, mấy vị thần vương ngay cả kêu thảm, cũng không kịp thốt lên một tiếng thì đã bị ánh sáng của Từ Tùy Pháp trung bắn trúng, lập tức hình thần câu diện, ngay cả cho cạn cũng không còn sót lại. Có thể tưởng tượng được, từ tủy pháp chuông, được luyện chế từ một tòa núi từ tủy khổng lồ lợi hại và quý hiếm đến nhường nào, thực sự siêu phàm thoát tục, chấn nhiếp thế gian. Đương nhiên, chiếc chuông kia có thể phát uy chủ yếu cũng là, bởi tính chất đặc biệt của mảnh sơn xuyên này, phàm là nơi có trường vực càng đáng sợ thì uy năng của nó càng lợi hại, bởi một phần sức mạnh trong đó, chính là mượn sức mạnh to lớn từ địa thế của thiên địa nơi này. Ngươi, người của những tộc gặp nạn kinh hãi giống giận oán khí vô tận tỏa ra cuồn cuộn sát tâm của đám người nguyên gia quá nặng rồi vậy mà lại dám giết chết tinh anh đời này của bọn họ đạo hữu xin lỗi a à, chuyện ban nãy là ngoài ý muốn hết thảy đều là do tên chu chính đức gây tai họa mà ra người nguyên tộc mở miệng đáp lại chủ động nhận lỗi các người nghĩ chỉ cần nói một câu là coi như xong chuyện hay sao tinh anh của tộc ta chết rồi lão giả của một tộc vẫn nộ quát to vậy ngươi nói phải làm thế nào đây gã chuẩn thiên tôn của nguyên tộc mỉm cười, sau đó đột nhiên tiến lên phía trước, đích thân ra tay, lại lần nữa chấn động từ tủy pháp chuông nọ. Ẩm! Um. lão giả phía đối diện lập tức lùi lại phía sau, muốn xé rách không gian để đào tẩu, nhưng lão căn bản tránh không thoát, cả người giống như đã rơi vào tầm ngắm, thân thể trực tiếp bị xé rách, bị tàn sát thê thảm, máu tươi văng từ phía, hồn phi phách tán. Tất cả mọi người đều kinh hãi, người của nguyên tộc quá bá đạo rồi, lòng dạ độc ác, vậy mà lại trực tiếp tung ta sát chiêu, đem người của nhất tộc kia tiêu diệt hoàn toàn, không nói đạo lý một chút nào. Nếu đã là địch không thể hóa giải thù hận, chi bằng giết sạch cho xong. Đây chính là lời mà gã Chuẩn Thiên Tôn đã ra tay ban nãy của nguyên tộc thốt ra. Ầm, um, gần như là cùng lúc đó, Sở Phong cũng ra tay xuất thủ, dưới chân là quang hoa lấp lánh, một đạo ánh sáng chói mắt như thiểm điện đột nhiên bay đến, nó vọt ra từ trong sơn xuyên, bắn trúng một tên đệ tử của nguyên tộc. Tên đệ tử nọ trong nháy mắt đã nổ tung tại chỗ máu cùng xương vụn văng tung tóe chiêu này chính là lợi dụng địa thế thái thượng để ra tay giết người hơn nữa người bị giết còn là một vị thần vương điều này quá đáng sợ khoảng cách xa như thế mà sở phong đều có thể trực tiếp giết chết một đệ tử tinh anh của nguyên tộc ngươi gã chuẩn thiên tôn của nguyên tộc vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gã chỉ sơ sẩy một chút không ngờ rằng thời khắc mà gã sử dụng pháp chuông để giết người ta thì tên chu chính đức kia cũng đã tàn sát một thần vương trẻ tuổi trong tộc gã ngay sau đó, gã liền rung động từ tùy pháp chuông, sóng chuông nhu hòa bao phủ toàn bộ chúng đệ tử, bảo hộ cho người tộc mình, sau đó cả đám cùng nhau tiến về hướng sở phong mà phóng đi. Đồng thời, sóng chuông đáng sợ kia giống như từng đạo từng đạo sấm sét, vậy mà lại hóa hình thành quang điện, lao thẳng về phương hướng của sở phong. Điều này là sự quấy nhiễu không nhỏ cho sở phong, hắn quay người liền đi, chuẩn bị tiến vào trong lò bất hủ thái thượng, ở đó phát động tấn công, chỉ cần tiêu trừ chiếc từ tùy pháp chuông kia, sở phong hắn có thể tùy ý đại khai sát giới cho dù có bại lộ thân phận và thực lực đại thần vương thì cũng chẳng có gì to tát ầm um, người của nguyên tộc điên cuồng truy sát phía sau gã chuẩn thiên tôn nọ cầm trong tay pháp chuông quả thật là càn quét hết thầy cản trở san bằng địa thế hình thành một con đường bằng phẳng lẽ nào có thể như vậy ngay cả sở phong cũng đỏ mắt dị bảo kinh thiên như thế tất nhiên chính là tác phẩm của cường nhân tuyệt đỉnh trong lĩnh vực trường vực làm ra chẳng qua thì điểm quan trọng nhất vẫn là chất liệu làm thành chỉ cần đoạt được bảo bối này, hắn có tự tin bản thân còn ôn dưỡng ra được bảo vật trường vực lợi hại hơn. Ừm, địa thế thái thượng không thể phá, nếu thật sự tiếp cận phụ cận lô thể bất hủ kia, ta cần dẫn động ra thái thượng hỏa chân chính, trực tiếp thiêu chết đám người nguyên gia. Sở phong âm thầm tính toán, bí bảo là vật chết, người là vật sống, cho dù từ tủy pháp chung có nghịch thiên hơn nữa thì cũng có hạn chế, có biện pháp phá giải. Sở phong lao vào bên trong, ở nơi này, hắn cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm, cũng không có cách nào xuyên hành dưới lòng đất, bởi vì trường vực nơi đây quá phức tạp, sự áp chế rất lợi hại. Xung quanh là từng mảnh thực vật quỷ dị, ví như hồng nham bách rậm rạp, ánh lửa lập lòe, hay như rừng bạch trúc trắng ngần như ngọc, nhưng xung quanh cũng có thiểm điện uốn lượn, thứ này cũng không hề sợ lửa, từng cây từng cây đan xen dày đặc, răng rắc. Sở Phong tiến tới như Vũ Bão, dùng tốc độ cực hạn để chạy trốn, dọc đường suýt mất lần gặp nạn. "Chạy đi đâu?" Người của nguyên tộc quát lớn, nhưng bọn chúng cũng chịu hạn chế tên chuẩn thiên tôn nọ gần như bị một mảnh sấm sét nuốt chửng giữa mảnh rừng bạch trúc trắng xóa vô số cùng lôi văng ra đất đá bay loạn hỏa quang như biển không ngừng điên cuồng phun trào soạt đáng sợ nhất chính là trong lò thái thượng cũng dâng lên một tia diễm hỏa nó bắn chúng từ tủy pháp chuông khiến nó bị đình trệ trong thoáng chốc không thể phát uy thực lực giết sở phong đột nhiên quay đầu giết trở về lợi dụng tiết điểm đặc thù có hạn lần nữa gian nan thực hiện di chuyển ảo diệu giống như độ hài vượt thiên Hắn dùng trường vực gia chỉ bản thân, tạm thời thoát khỏi cầm cố của địa thế, đột nhiên xuất hiện chém giết đám người nguyên tộc. Phốc phốc, hai âm thanh dị thường liên tiếp vang lên, Sở Phong bổ một tên nam tử thần vương nguyên tộc thành hai nửa, xuyên ngang mà qua, tiếp đó là chém đầu một nữ tử thần vương, nơi hắn đi qua đều là mưa máu đầm đìa. Một kích tất thắng liền tháo chạy, trong nháy mắt Sở Phong lại biến mất. Gã chuẩn thiên tôn của nguyên tộc vô cùng phẫn nộ, Chu Chính Đức dám giết người ngay dưới mí mắt của gã, khiến tộc gã bị tổn thất. Lúc này đây, hai mắt của gã lạnh như băng như điện, từ tủy pháp chuông trong tay cũng chấn động ong ong, lại lần nữa phát sáng, đánh đến phía trước. Không còn cách nào khác, gã không dám hành động lỗ mãng ở mảnh địa thế này, chỉ có thể chờ đợi đến khi bảo bối khôi phục toàn diện mới dám tiếp tục truy đuổi, cũng vì đó mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở phong tiếp cận lô hề bất hủ thái thượng, khoảng cách không còn xa, chỉ có điều bản thân hắn cũng đang nhíu mày, trong lô thể thật sự có thể nặn ra cơ thể bất diệt sao bà nãy có một tia sáng bay đến quấy nhiễu từ tủy pháp chuông thật sự quá nguy hiểm và đáng sợ phía sau một đám người cùng tiến đến bọn họ muốn đến lô thể bất hủ có người lợi dụng dị bảo trong tộc cũng có người cẩn thận quan sát nhìn xem quỹ tích con đường mà những cường tộc đã đi qua sau đó mới chầm chậm men theo ở phía sau tương truyền bên trong địa thế thái thượng có dị quả tạo hóa có khả năng là đã đạt đến cấp đại vũ có mấy người nhỏ giọng bàn luận ánh mắt ai nấy cũng nóng rực Người của nguyên tộc tất nhiên đang tiến sát phía trước, bọn chúng đã khóa chặt mục tiêu là Sở Phong phải giết chết bằng được. Chẳng qua thì càng tiến về phía trước thì tâm trạng của đám người nguyên tộc càng nặng nề. Mặc dù bọn họ có báo vật trong tay, khoảng cách với lô thể cũng tính là gần trong gang tấc, nhưng bọn họ vẫn run rẩy như cũ, trong lòng phát lạnh, sợ gặp phải kiếp nạn. Địa phương này không thể lường trước, bởi vì Thái thượng chính là địa thế tràn đầy biến số trong thiên địa này, rất khiếp người. Báo, Tộc Lục Nhĩ Mi hầu đưa lên một phong thư đúng lúc này một chùm hỏa quang hiện lên nó vòng qua mảnh địa thế tiến vào nơi sâu mà đi bẩm báo cho chủ nhân bên trong mảnh non sông này bộ tộc hỏa tinh sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo ngay cả ngư đầu nhân cả đầu tóc xanh cũng xuất hiện đích thân tiếp dẫn phong thư kia ngay cả sở phong cũng ngẩn ra một lúc lúc trước hai huynh muội di thiên di thanh cũng xuất hiện ở nơi này sau đó lại lui về phía sau không hề cùng tiến vào hắn còn cảm thấy quái lạ không thôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch huynh muội hầu tử không có xông vào hơn nữa còn chờ đợi rất lâu sau khi đứng ngoài quan sát đội ngũ các nơi xông vào ách thổ rồi gặp nạn bọn họ mới dâng lên một phong thư là đại chiêu chân chính không ngờ đến a à, kỷ nguyên khởi nguồn đại ấn mà lão hầu tử kia lưu lại vẫn còn lại còn bao phủ lên phong thư này nơi sâu trong cấm địa có một sinh linh thấp giọng lên tiếng nó đang nói chuyện phong thư mà tộc lục nhĩ mi hầu đưa lên liền đốt thành cho bụi nhưng trong hư không vẫn còn phù văn lạc ấn ngưng mãi không tán uy thế rất dọa người đó chính là lạc ấn đại ấn được lưu lại trên bức thư hiện tại lại khắc vào hư không có thể cho phép hậu đại của tộc lục nhĩ mi hầu tiến vào động thái thượng danh sách hai người rèn luyện chân ngã niết bàn tái sinh nơi sâu trong cấm địa có hỏa tinh khủng bố lên tiếng hành động vô cùng quyết đoán một lời như vậy truyền ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi âm thần chấn động nhất mạch tộc lục nhĩ mi hầu rốt cuộc có bao nhiêu thâm sâu bất phàm lão hầu tử trong lời hỏa tinh rốt cuộc là nhân vật ở niên đại nào sao lại lưu lại đại ấn có uy năng kinh người như thế, mặt mũi cũng quá lớn rồi. Ngư đầu nhân xuất hiện, đích thân đi tiếp dẫn hai huynh muội hầu tử đã tung ra đại chiêu tiến vào, trong một tòa cổ động đặc biệt, nơi đó có ánh sáng lưu chuyển, cách rất gần lò bất hủ, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa còn an toàn và ôn hòa hơn rất nhiều. Đây chính là động thái thượng đã được nhất tộc hỏa tinh kiểm nghiệm qua. Lò thái thượng, bên cạnh nó mười mấy tiểu lô thể đặc thù, cũng có công dụng ngao luyện bản thân như vậy, nhưng so ra lại càng thêm an toàn, đã được hàng phục còn chủ lò thái thượng chân chính thì lại quá ác liệt, ngay cả hỏa tinh tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào trong, sơ sẩy một chút liền rơi vào kết cục hồn bay phách tán, ngay cả cho bụi cũng không còn. Lúc này, rất nhiều người đều sốt ruột cùng giận dữ không thôi, tộc lục nhĩ mi hầu đến sau mà lại được vào trước, không ngờ tộc bọn họ lại có giao tình với hỏa tinh trong địa thế thái thượng, được đặt cách tiến vào lô thể đầu tiên. Cũng vì lẽ đó, một số người ngày càng hưng phấn ham hở tiến đến, muốn vọt đến điểm cuối. Soạt, thần quang lóe lên, có người ngăn chặn đám người nguyên tộc, cản lại con đường phía trước, không cho bọn họ truy kích sở phong. Người nào, là kẻ nào dám làm cản như thế? Người của nguyên tộc quát lên. Người cầm đầu vô cùng trẻ tuổi, hai mắt sáng như sao, khí vũ hiên ngang, một đầu tóc bạc xóa tung, tương đối có khí chất, mang theo vẻ, lãnh khốc vô tình. Nhân vương, có người lên tiếng. Tất cả mọi người đều chấn động, vậy mà lại là nhất tộc nhân vương. Thiên hạ này có hàng ngàn tỷ nhân tộc, là chủng tộc có số lượng lớn nhất, nhưng được xưng là nhân vương cũng chỉ có mấy tộc, tộc này từng chế ngự chư thiên, hiện tại cũng không còn nhiều. Là tộc nhân vương nào? Ngay cả người của nguyên tộc cũng ngưng mắt quan sát. Huyền Hoàng, có người lên tiếng, cho đến tận bây giờ, người trẻ tuổi cầm đầu vẫn chưa từng mở miệng, vô cùng lãnh khốc và trầm mặc. Máu Huyền Hoàng, dị hoang nhân vương tộc có năng lực khai thiên. Những người xung quanh cũng vô cùng chấn kinh, có người không nhịn được kinh ngạc ra tiếng. Đây chính là cường tộc trong ba vị trí đầu của tộc Nhân Vương, đáng sợ vô biên, máu của bọn họ có tư cách thực hiện lục chuyển trở lên. Tam chuyển Nhân Vương đã là hiếm thấy, một khi đạt được thành tựu lục chuyển Nhân Vương trở lên, uy năng quả thật không dám tưởng tượng, tuyệt đối chính là năng lực nghịch thiên. Thiên hạ đều kính Nhân Vương. Một lão giả lên tiếng, chính là chuẩn thiên tôn của tộc này, khiến người của nguyên tộc cũng phải kiêng kỵ. Ngươi lại đây. Nam tử tóc bạc tộc Huyền Hoàng Nhân Vương cuối cùng cũng lên tiếng tỏ ý biểu thị sở phong đi qua chỗ mình. Con ngươi sở phong co rụt lại, hắn cũng là nhân vương, chỉ là bản thân hắn không biết tìm hiểu căn nguyên, không biết bản thân thuộc về nhánh nào. Nhân tộc thiên hạ tất nhiên cùng kính nhân vương, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng có thể che chở cho ngươi. Nam tử tóc bạc bình tĩnh lên tiếng. Đôi mắt sở phong sâu thăm thẳm, cùng kính nhân vương. Hắn đúng thật không có loại suy nghĩ này, bản thân hắn cũng là nhân vương. Việc gì phải cúi đầu trước kẻ nào, ai tôn kính ai còn chưa biết đâu chẳng qua thì sở phong cũng không biểu hiện ra ngoài vẻ mặt hắn vô cũng bình thản trước không bàn đến đối phương có phải tự cao quá mức hay không hiện tại cần xem người đến là địch hay bạn sở phong còn chưa lên tiếng thì đám người nguyên tộc đã có hành động bọn họ tiến lên trước mấy bước muốn chủ động giao thiệp với tộc huyền hoàng nhân vương chu chính đức đã mạo phạm nguyên tộc ta một câu nói đơn giản đã biểu lộ ra thái độ của nguyên tộc vô cùng đơn giản báo cho tộc huyền hoàng nhân vương rằng tiểu tử chu chính đức kia chính là sinh linh có ác ý với tộc bọn họ mặc dù trong lời nói không nhắc đến truy bắt, nhưng ngôn từ và hành động của nguyên tộc đã nói rõ vấn đề. Sở dĩ không nói trực tiếp chủ yếu là bởi kiêng kỵ tộc dị hoang huyền hoàng nhân vương. Từ cổ trí kim, trong số nhân tộc mênh mông có mấy tộc thống trị, một trong số đó chính là tộc huyền hoàng nhân vương. Bọn họ thống trị quần tộc đông đảo nhất thế gian nhân tộc, trong thiên hạ này quả thật không có mấy người dám khinh thường. Bên trong tộc huyền hoàng nhân vương, nam tử tóc bạc trẻ tuổi có chút lãnh khốc ngẩng đầu, rất cường thế, mang theo ngữ khí không cho phép nghi ngờ, nói hắn là nhân tộc còn chưa đến phiên các ngươi đến luận tội đây rõ ràng là muốn che chở không cho phép người nguyên tộc làm khó sở phong trong lúc nhất thời sở phong lộ ra kinh ngạc không ngờ rằng nam tử tóc bạc kia lại trực tiếp đẩy lý lẽ của đám người nguyên tộc trở về nam tử vẫn luôn trưng ra dáng vẻ lãnh khốc ngạo mạn quả thật khiến sở phong khó mà sinh ra hảo cảm nhưng hiện tại lại nói ra những lời như vậy nguyên tộc ngay cả nhất mạch của vũ thượng thiên tôn cũng dám mưu hại có thể thấy được lá gan của bọn chúng lớn nhường nào. Trước khi nhất mạch Vũ Thượng Sa Sút đã từng vô cùng huy hoàng, đặc biệt là nguồn gốc của nhất tộc này, tuyệt đối không thể suy đoán. Khi đối mặt với tộc dị Hoang Nhân Vương, đám người nguyên tộc tuy là có kiêng kỵ, nhưng cũng không hề e sợ. Huyết mạch dòng chính của tộc Huyền Hoàng Nhân Vương, nếu như tương lai người nhắm vào nguyên tộc ta còn có thể có chút uy lực, nhưng hiện tại ngươi chỉ là người trẻ tuổi, vẫn chưa phải gia chủ, không lẽ ngươi muốn rước về cho tộc mình một đại địch hay sao? một thanh niên cấp thần vương của nguyên tộc lên tiếng ngữ khí rất trầm người nọ đứng trên một khối đá màu bạc dùng ngữ khí cường ngạnh chỉ trích nam tử tóc bạc mà gã chuẩn thiên tôn nắm trong tay từ tủy pháp chuông cũng híp lại hai mắt chưa hề lên tiếng nhưng quanh người lại tản ra năng lượng vừa nồng đậm vừa khủng bố gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay nam tử tóc bạc đến từ tộc huyền hoàng nhân vương lại càng thêm lạnh nhạt y lên tiếng các ngươi đang đe dọa ta hắn chính là nhân tộc ta lại là vương tất nhiên phải che chở cho hắn đây là chuyện của nhân tộc, há cho phép các ngươi ở đó mà khoa tay múa chân. Sau khi sở phong nghe được những lời này, cảm giác liền thay đổi, hắn cảm thấy nam tử lãnh khốc kia tuy rằng có hơi tự cao tự phụ, nhưng khí khái cũng không tính là quá kém, có thể nói ra những lời này đã là không tồi, vậy mà lại muốn che chở đồng loại nhân tộc. Phía đối diện, thanh niên thần vương của Nguyên, tộc cũng cười lệnh nói, nhân vương, ha ha. Sau đó gã ta liền hành động, tất nhiên không phải trực tiếp xuất kích về phía nam tử tóc bạc, mà là nhắm thẳng về phía sở phong, hành động này chính là một loại thái độ, biểu thị tộc huyền hoàng nhân vương không thể ngăn cản được nguyên tộc. Tên chuẩn thiên tôn nọ khe khẽ gật đầu, ngay cả huyết mạch thiên đế chưa lạc hậu mà nguyên tộc cũng dám ra tay, tộc huyền hoàng nhân vương tuy rằng danh tiếng lừng lẫy, danh sưng có thể khai thiên dị hoang, tuy nhiên không thể khiến nguyên tộc sợ hãi. Gã phối hợp với thanh niên thần vương trong tộc, từ tủy pháp trung phát quang, muốn khóa trụ chu chính đức, nếu không thì hậu nhân của nhất tộc bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Lúc này, thanh niên tóc bạc cũng cất bước, ngăn cản một kích của gã thần vương nguyên tộc, phịch một tiếng. Sau khi hai người va vào nhau, thanh niên nguyên tộc lào đào lùi về sau. Trong lòng gã ta ngơ ngác, đối phương tuyệt đối không sử dụng hết sức mình. Gã ta có thể cảm nhận được một loại thông dong của nam tử tóc bạc, dễ dàng hất bay gã ta đi như thế, khiến gã ta bị thương nặng. Thanh niên thần vương trả lau khóe miệng dỉ máu, lần nữa ngưng mắt quan sát liền phát hiện chuẩn thiên tôn nhà mình cũng đang mím chặt môi giống như đã gặp chúng cường địch, từ tủy pháp chuông trong tay cũng bị chặn lại. Bên trong tộc huyền Hoàng Nhân Vương có một lão giả dơ hai tay lên trời, một tòa tháp mơ hồ dần hiện lên, khí huyền Hoàng bốc hơi, khiến cho từ tủy pháp chuông của nguyên tộc đều run rẩy, chuông vang không dứt. Được thôi, tạm thời bỏ qua cho mạng chó của tiểu cầu kia. Tên chuẩn thiên tôn của nguyên tộc lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người, hết nhìn lại nhìn ngọn tháp mơ hồ kia. Sở phong nghe xong những lời kia, sát khí trong mắt lập tức lưu chuyển, tên khốn nguyên tộc kia không để ý thân phận, ngôn từ thô thiển, vô lễ mà bá đạo, dám làm nhục người khác như thế. Hắn thân là đại thần vương, từ bản chất mà nói thì còn phải sợ tên chuẩn thiên tôn kia sao? Nếu như không phải trong tay đối phương có tử tủy, hắn quả thật muốn xông qua chỗ gã mà chém giết. Chó sủa. Sở phong tất nhiên sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, sát ý nổi lên, một lát nữa, trước khi tiến vào lô thể bất hủ, hắn phải tìm cơ hội đại khai sát giới. Tiểu bối vô chi gã chuẩn thiên tôn của nguyên tộc quát khẽ sau đó không thèm để ý đến sở phong chỉ nhìn về phía nhất mạch nhân vương không thể không khiến gã thận trọng bởi vì trong lòng gã lúc này đang run rẩy phát hiện ra thứ kia chính là binh khí cứu cực trong truyền thuyết của tộc nhân vương huyền hoàng tháp đồ vật này là binh khí chấn tộc của tộc huyền hoàng nhân vương nắm giữ uy năng trí cường có thể xem là một món bảo bối cổ xưa khó có thể suy đoán của dương gian được xưng có khả năng khai thiên chẳng qua gã tin tưởng đây cũng không phải chân thân của món binh khí cứu cực nọ mà là được người ta dùng bí pháp chỉ có thể triệu hoán đến một phần uy năng trong một thời gian ngắn mà thôi tình huống cụ thể hơn nữa chính là có người dùng linh vật hỗn độn chịu lực của bộ phận hoa văn quy tắc huyền hoàng tháp sau đó mang theo đến nơi này được rồi hai tộc chúng ta lần lượt lên đường nước sông không phạm nước giếng lão nhân trong tộc huyền hoàng nhân vương lên tiếng hình dáng ngọn tháp mơ hồ trong hai tay đã biến mất năng lượng nồng đậm quanh thân được thu lại một tiếng hừ lạnh vang lên, gã chuẩn thiên tôn của nguyên tộc rời khỏi, đi về phía lô thể bất hủ. Trên mặt đất có rất nhiều nham thạch, hỏa quang lượn lở, một số vùng trũng chính là dung nham đỏ hồng sắn lạn, có không ít thảm thực vật đặc biệt giống như kim loại mà phát quang, dễ cây đâm sâu vào đất đá bên dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta cũng đi. Lão giả của nhất mạch huyền hoàng mở miệng, dẫn đầu về phía trước. Đồng thời, lão cũng liếc nhìn sở phong biểu thị hắn cùng lên đường với nhất mạch nhân vương đi thôi ngươi ngược lại chính là nhân tài hiếm thấy thân là nhân tộc cũng coi như là tinh anh khó gặp ta cho phép ngươi gia nhập nhất mạch huyền hoàng nam tử tóc bạc lên tiếng ngôn từ và thần thái vẫn lạnh băng như cũ đây cũng là khí chất cố định của y là tính cách của y sở phong rất muốn nói bản thân hắn cũng là nhân vương làm sao phải gia nhập nhất mạch huyền hoàng chứ chỉ có điều, tuy là đối phương tự phụ, nói chuyện cũng có chút chối tai, nhưng dù sao lúc nãy cũng tính như đã giúp hắn hóa giải nguy nan trước mắt, hắn ngược lại cũng không muốn trực tiếp khiến đối phương mất mặt. Sở phong cười nhẹ, cũng tiến cùng lên phía trước, cái gì cũng không nói. Phía sau, rất nhiều sinh linh đều đang đợi xem náo nhiệt, bao gồm cả một số dị hoang tộc cường đại, kết quả liền phát hiện nguyên tộc và nhất mạch nhân vương không hề đánh nhau, bọn họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đến lúc này, tất cả cường tộc đều đang chuẩn bị, đều lấy ra bí bảo có tính then chốt, muốn tiếp cận, thiên lô bất hủ. Lô thể kia chẳng qua chỉ là một hố đất, hoàn toàn là bằng đá, nhưng lại là địa phương thai ngén danh xứng với thực, có thể xưng là hố trời tạo hóa, có thể khiến cho sinh vật niết bàn. Nhìn thì như gần trong găng tấc, nhưng ven đường cũng có quỷ dị, khoảng cách rất ngắn, khi sương mù khoách tán liền giống như cách cả một tầng thế giới. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, đám người sở phong đứng trước lô thể bất hủ, đi đến điểm đích bước còn lại chính là tiến vào bên trong lò nhưng trước mắt không một người nào dám vọng động ai cũng không dám trực tiếp nhảy xuống trung quy là sợ bản thân sẽ bị ngọn lửa cổ xưa mà thần bí ẩn tàng trong địa thế thái thượng trực tiếp thiêu chết một vài quần tộc lần lượt đi đến đoạn đường kia nhìn thì khủng bố nhưng trung quy vẫn không có thứ gì đoạt mệnh soạt đột nhiên một đoàn hỏa quang từ lô thể dưới đất bỗng phun trào một tên thần vương đứng ở vòng trong sát với hố trời cứ thế liền hóa thành đống cho tàn ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã rơi vào kết cục hình thần câu diện. Ở trên đường không có người chết, nhưng sau khi đến nơi này, khi đứng vây quanh thiên lô bất hủ thì lại có thần vương chết thảm. Tất cả mọi người đều lùi lại, toàn bộ đều nghiêm nghị hẳn lên, làm sao để tiến vào lò đây. Hỏa quang bốc ra từ nơi đó đủ để trực tiếp thiêu trụi một thần vương, nếu như chủ động nhảy xuống đó, há chẳng phải đi chịu chết. Hiện trường nhất thời an tĩnh, tất cả mọi người đều không lên tiếng một lát sau có người thăm dò ném một món binh khí xuống dưới kết quả là một đoàn ánh sáng trắng bạc liền dâng lên đó là hỏa quang vô cùng khủng bố giống như đám mây hình nấm mà cuộn lên miệng hố sau đó nổ tung ở chỗ này a à, người ném xuống binh khí kêu thảm một tiếng hành động kia của gã ta chính là dẫn lửa thiêu thân theo nghĩa đen cả người ngay lập tức hóa thành một ngọn đuốc sống tử trạng thê thê thảm thảm chuyện này ai nói nơi này là vùng đất sinh tử nhất bàn nơi này là tuyệt địa ai tiến vào người đó đi chết mới đúng có người nói nhỏ, sau đó quần chúng rút lui. Ngươi, cẩn thận nghiên cứu một phen, lò này tuyệt đối không phải ách thổ mới đúng. Lúc này, thanh niên tóc bạc đến từ tộc Huyền Hoàng Nhân Vương liền lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo âm u, biểu thị Sở Phong nhanh chóng tra xét Thiên Lô. Sở Phong không thèm phản ứng lại y, hắn đối với tộc này có cảm giác không tồi, nhưng mà gương mặt lạnh của nam tử tóc bạc này, thật sự khiến người ta không yêu thích nổi. ầm, um. phía xa đột nhiên nổ ra chấn động mạnh, càn khôn đều sắp nghịch loạn quy tắc thời quang đều chút xuống, năng lượng hỗn độn cuộn lên, trật tự hỗn loạn, thiên địa này gần như muốn đảo ngược, hết thảy đều loạn rồi. Quả nhiên là sắp nghịch loạn càn khôn cổ kim. Chính là động tĩnh do đám người của hải ngoại thiên tiên đảo làm ra, tổ khí của bọn họ đã khôi phục, nhuốm máu, dung kêu không ngừng, khiến cho mấy đạo thân ảnh ẩn hiện ở nơi này cũng chấn động không thôi. Đế Minh, đỉnh vạn vật mẫu khí cộng hưởng. Ba bóng người, hai nam tử và một nữ tử bạch y đều chân thực như thế, mang theo uy thế vô thượng, lần nữa tái hiện trên thế gian, khiến thiên địa nơi này đều đảo ngược, cảnh tượng quá mức dọa người, khó có thể tưởng tượng nổi. Sơn địa nhuốm máu, một con đường cổ xưa chậm rãi hiện ra, hoàn toàn xuyên suốt nơi nào đó. Ta cuối cùng cũng biết được bọn họ đi nơi nào, ở ngay phía trước chính là chỗ đó, ta nhìn thấy rồi chẳng lẽ hiện tại bọn họ sắp quay trở lại, sắp quay về. Thịnh Ngọc Tiên của Thiên Tiên tộc Dung Hoa thất sắc, không còn thận trọng nữa, cũng không còn dáng vẻ siêu phàm thoát tục, lúc này thất thanh kêu lớn. Con đường kia, mảnh vỡ thời quang bay múa, đảo ngược qua đó, nghịch loạn càn khôn cổ kim, có ba đạo thân ảnh ngày càng trở nên chân thực. Mảnh vỡ thời gian dày đặc, thiên địa đảo lộn, tất cả mọi người đều cảm giác được ba bóng người kia càng lúc càng chân thực, chẳng lẽ bọn họ muốn hiền hóa thế gian sao? Nơi đó thật đặc biệt, mọi thứ dường như bị đảo lộn, nghịch loạn, quá khứ và hiện tại được định hình lại, âm dương ngổn ngang, hỗn độn quy về một mối, thiên địa oanh minh. Tất cả mọi người đều hóa đá. Thật không thể tin được có người sẽ đạp lên thời gian, xông ra trong tích tắc thống trị thiên hạ. Nhất thời, lỗ tai cao thủ các tộc đều ù đi, chảy cả máu mắt, hình ảnh kinh hãi kia dường như vượt qua sự kiềm chế của pháp tắc mà va chạm với vạn vật. Tuy nhiên, mọi người vẫn chăm chú nhìn, chết cũng không muốn bỏ lỡ, muốn chứng kiến một loại kỳ tích cổ xưa nào đó. Trên giải đất đó, tất cả sinh linh trên đảo Thiên Tiên đều run rẩy, thần phục, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, tất cả đều lẩm bẩm điều gì đó, tập trung cúng tế núi non thăng trầm, cổ mạch hoang tàn, hỗn loạn tiêu tán, cảnh thực dần dần hiện ra. Ở đó có hai tổ, chân long và bất tử điều sống cùng nhau, sao huyệt kết nối với nhau tạo thành một nguồn năng lượng đặc biệt, hỗ trợ con đường hoang vắng nối với thời cổ, đại. Tổ chân long, huyệt bất tử điều lại cùng nhau ở đây, chúng được tạo thành như thế nào? Sở phong rúng động. Nơi đó chính là nghịch chuyển sinh tử chi địa, có thể để người ta khôi phục sao? Khó trách huyết dịch tổ khí trong tay thịnh ngọc tiên của thiên tiên tộc lại run sợ đây là muốn tiến vào xào huyệt kia sao? Tuy nhiên, tất cả những điều này, khi lớp sương mù hỗn độn tan đi một chút, và những mảnh vỡ thời gian không còn dày đặc, chứng tỏ hai xào huyệt kia đều phục vụ cho đường cổ, chỉ là một bộ phận của nguồn năng lượng mà thôi. Các nguồn năng lượng khác còn có thái thượng địa thế, còn có toàn bộ càn khôn dương gian. Xoẹt xoẹt, tiếng chuông vang lên, ba thân ảnh phá không trên con đường đó, nghịch chuyển thời gian, lúc thì đến gần, lúc thì hướng về cổ đại càng thêm xa xôi. Cái này nàng biến mất, chẳng lẽ là quy về cổ đại? Chúng ta có thể đã nhìn lầm. Nàng ấy dường như đang tìm hiểu cái gì đó. Thịnh Ngọc Tiên lên tiếng. Nhất thời, có một số người hiểu rõ, đây trung quy là chân tướng lịch sử lại xuất hiện. Tuy nhiên, điều này có thể sao? Có người có thể nghịch chuyển thời gian. Điều này quá kinh khủng, hoàn toàn không thực tế. Ai có thể dọc theo tuế nguyệt trường hà mà lên? Chỉ là, mắt thấy mới là thật, bọn họ đích thật đã nhìn thấy. Oanh! đột nhiên một cơn rông bão từ trên trời rơi xuống đập tan tổ chân long và xào huyệt bất tử điểu lại có thêm ba bóng người giáng xuống phá hủy nơi này giết đến thời cổ đại xa xôi nhất thời cả con đường hỗn loạn có người can ngăn có người phá phách kết quả sáu thân ảnh gặp nhau chém giết cùng một chỗ máu văng tung tóe hồn quang dung chuyển cổ kim hình ảnh chư thiên bị đánh xuyên và nhuốm máu hiển hóa mọi người hoàn toàn ngây ra sáu người kia lại biến mất thẳng hướng cổ đại ta đã nghe qua đoạn truyền thuyết này. Năm đó, có người không chỉ một lần tìm kiếm tiết điểm đặc biệt giữa chư thiên, muốn giết tới một thời đại có tên là loạn cổ, muốn tìm một người. Thời gian ảm đạm, rốt cuộc tất cả đều bình tĩnh lại. Dòng sông Tuế Nguyệt cuối cùng không có đảo lưu. Quá khứ Trung Quy đã đi qua, sớm đã tiêu tán rất nhiều năm, vạn cổ tịch diệt, không có khả năng nghịch chuyển. Những gì mà mọi người nhìn thấy lúc này cũng chỉ là một góc chân tướng của năm đó, chứng kiến chỗ cường đại vô cùng nghịch thiên của cổ nhân, từng có người từ nơi này rời đi kịch chiến trên đường thời gian những người đó có người chết đi còn có người từ tiết điểm khác giết ra sớm đã rời đi bụi về với bụi đất về với đất tuế tuyệt trường hà trung quy vẫn chảy xuôi về phía trước không cách nào chống lại người có can đảm ngăn cản hết thảy đều bị tan rã bị ma diệt bèo giạt mây trôi một trận huy hoàng mấy chuyến thê lương đục xuyên chư thiên thời gian hoang vu tổ tiên xúc động lòng người địch thủ đáng sợ không có đầu nguồn đều bị cựu thổ Đại vũ trụ quật khởi mai táng, không còn dấu vết. Có người thở dài, chính là âm thanh của cổ lão ở chỗ sâu nhất địa thế Thái Thượng Nguyên tộc, một ánh lửa chìm nổi, cuối cùng biến mất. Tuy nhiên, người Thiên Tiên Đảo Hải ngoại cũng không thất vọng, cẩn thận tìm kiếm cái gì đó. Cho dù chỉ là một góc tàn giáp, một mảnh chuông vỡ cũng đã là phát hiện trọng đại rồi. Nếu phát hiện được chân huyết của những người đó, phát hiện năm đó lưu lại dù chỉ một sợi tóc, tất cả đều kinh hỉ. Nếu ôn dưỡng tế đàn, biết chừng đâu sẽ sinh ra cái gì đó người và năm đó đều tiêu tán. Ngay cả địch nhân cũng có khả năng xương cốt mục nát, trở thành bụi bậm, cần chi so đo quá khứ. Quan trọng là hiện tại. Đúng, chúng ta đi tìm cơ duyên của riêng mình đi. Mọi người lần lượt bình tĩnh lại, không còn đắm chìm trong đoạn lịch sử cũ kia nữa. Trên thực tế, có một số chuyện xưa cho dù ngươi muốn thăm dò cũng tìm không thấy. Nó quá cũ, không có mấy người có tư cách tìm hiểu được toàn bộ chân tướng. Tuy nhiên, có một điều bọn họ nói đúng, trong cuộc sống này ngươi chỉ cần tập trung vào hiện tại thăm dò quá nhiều thứ khác cũng vô ích sở phong cũng như vậy hắn bình tĩnh ôn hòa không cần biết quá khứ thay đổi sự thật bi thảm của lịch sử có liên quan gì đến hắn hắn chỉ cần biết tình cảnh đương thời chỉ cần tăng lên chính mình là được nghĩ đến đây hắn bắt đầu nhìn chằm chằm bất hủ lô thể đằng trước trong lòng cũng không còn suy nghĩ nào khác tiến hóa giả các tộc cũng đã khôi phục lại tĩnh tâm ngưng thần kích hoạt côi bảo riêng phần mình mang đến muốn có được tạo hóa vốn có ở đây Ngoài ra, chỗ sâu trong cấm địa thái thượng còn có càn khôn khác. Trước luyện thể trong lò, rèn đốt chân ngã, về sau lại đi tìm những loại trái cây cấp đại vũ. Nếu có thể hợp tác cùng với chủ nhân nơi này, đào móc mật tàng bên trong địa thế thái thượng, có trời mới biết sẽ như thế nào. Ngươi, đến đây, tránh để người nguyên tộc đánh chết ngươi. Nam nhân tóc bạc vương tộc huyền hoàng tộc lên tiếng, điểm chỉ sở phong qua đó, cũng coi như là có ý tốt, lo lắng người nguyên tộc đánh lén, giết chết sở phong nhưng lời nói ra từ miệng hắn ta lại không được xuôi tai. Sở phong cao mày, cũng không thể cho hắn ta một bạt tai được. Tiểu hữu, ngươi có cách nào tiến vào lò bát quái thái thượng không? Lão giả huyền hoàng tộc hỏi. Đang nghiên cứu. Sở phong đáp. Nơi này đích thật là tử địa, mây khói lượn lờ từ trong lò đá bốc lên gần trong găng tấc, sương mù rực rỡ không ngừng bốc hơi. Một khi ném đồ vật vào, nhất định sẽ dẫn đến ánh lửa bùng phát, đốt cháy hết thảy. Thần vương đứng gần lô thể đã chết thảm vài người, chứ đừng nói chi trực tiếp tiến vào ngay cả chuẩn thiên tôn cũng sợ hãi tim mật lạnh xuống không dám đến gần chỗ như vậy thật sự cho người ta niết bàn sao ai cũng không dám vọng động tộc ta từ bỏ lúc này người cưỡi trên một con cá mập màu đỏ lên tiếng bọn họ đến từ một chủng tộc rất cường đại nào đó nhưng cũng không thể làm gì được ở đây người đạo tộc tìm kiếm cửu chuyển kim thân hoa ở bất tử sơn người phật tộc lắng nghe lão tăng một trong khai thiên lục lão giảng kinh ở bờ biển lửa địa thế thái thượng tạm thời cũng không đến. Tất cả mọi người đều im lặng. Cái gọi là bất hủ lô thể này không cách nào tiến vào, chân chính được xem là tử địa. Ánh mắt người nguyên tộc lấp lóe, suy nghĩ thật lâu, cũng không dám sử dụng từ tủy pháp trung thử mở ra con đường đó, sợ bị côi bảo hủy đi. Tiểu hữu có biện pháp gì không? Lão giả vương tộc huyền hoàng tộc hỏi sở phong. Sở phong lắc đầu, thở dài một hơi, khó lắm, ta có cảm giác ngay cả thiên tôn vào cũng sẽ phải chết, hóa thành bụi bặm thậm chí đại năng xâm nhập cũng phải trở thành kiếp thổ đây là suy nghĩ thật sự của hắn nhất thời hắn không nhìn thấy sinh lộ cái gọi là thiên cổ danh lô chính là tịnh thổ giúp con người thoát thai hoán cốt nhưng cũng là địa ngục ai vào người đó sẽ chết chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio sở phong cũng không che giấu nói ra cảm nhận chân thực nói như vậy chúng ta không thể nào nấu luyện chân ngã trong cái lò này lão giả huyền hoàng tộc cao mày rất không cam lòng ông phụ trách dẫn đội chính là muốn trao một cơ duyên lớn cho một số kỳ tài trong tộc. Bây giờ xem ra, đó chỉ là một giấc mơ. Giống, một tiếng thét dài giống như sói hoang đối nguyệt, có chút thế thảm, cũng có chút giống âm thanh phát tiết. Thật là đại gia hắn chính là một sự hưởng thụ đặc biệt. Tiểu gia ta kinh ngạc, lông đốt không còn, thịt cũng chín bảy phần, giải lên cây cũng có thể làm đồ nhắm. Mẹ nó, ta muốn phi thăng lên trời, tiến về trung cực giới. Cùng với tiếng sói chu còn có loại âm thanh này, rất thống khổ, run rẩy, khàn giọng, chẳng khác nào yết hầu bị lửa đốt thủng tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, quay đầu quan sát một nơi cách đó không xa, là trong một cái lò phát ra. Lục Nhĩ Mi hầu Di Thiên, tất cả mọi người đều ý thức được, con khỉ này đang bị bảo lô thái thượng quỷ dị rèn luyện chân thân. Mặc dù là lô phụ nhưng hiệu quả tuyệt hảo không kém. Đáng tiếc, đây thuộc về khu vực cổ địa do chủ nhân mở, người bình thường không thể vào được. Tất cả mọi người hâm mộ vô cùng. Chủ lô bắt hủ thái thượng bắt quái hoàn toàn không cách nào đặt chân. Người nào vào người đó sẽ chết. Bây giờ xem ra, chỉ có lô phụ kia là ổn. Tuy nhiên, chủ nhân nơi này, hòa Tinh bên trong địa thế thái thượng sẽ cho người khác vào sao? Nhất thời, rất nhiều người đều trông mong nhìn qua, sắc mặt thay đổi. Bây giờ chủ lô đã trở thành tuyệt địa, rất nhiều người đều đỏ mắt muốn tiến vào lô phụ. A, à, quen rồi, toàn thân ta đã quen rồi. Đúng là thơm, ta muốn cắn của ta một cái quá. Hầu tử kêu thảm, vô cùng thê lương, hồ ngôn loạn ngữ trong tuyệt cảnh trong khổ sen lẫn vui. Đây cũng xem như phân tán sự chú ý của chính mình. Mặc dù hắn ta kêu khiếp người như vậy nhưng vẫn còn sống, tính mệnh vẫn còn ở đó. Điều này làm cho người ta hâm mộ vô cùng. Ai cũng biết, một khi sống sót qua được, điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn ta. Hầu tử hắn ta sẽ có rất nhiều chỗ nghịch thiên, vô cùng cường đại. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào lò bát quái thái thượng. Từ xưa đến nay, cường giả các tộc đều có lời đồn, ai có thể luyện ra chân thân trong bất hủ lô ngày sau nhất định sẽ xưng bá vô địch thiên hạ xưng tôn trên con đường tiến hóa bởi vì địa thế bát quái lô thái thượng ở dương gian trong truyền thuyết trên trời dưới đất cùng với đại âm phủ được xem là một trong những địa thế mạnh nhất và cổ xưa nhất diệu dụng vô tận ai có thể phục sinh trong lửa ai có thể nhập niết bàn trong liệt diễm ngày sau sẽ có khả năng vĩnh hằng bất hủ thành tựu bá chủ cổ kim chân chính trong lò phụ kia ngoài tiếng gào của hầu tử còn có âm thanh của một nữ tử chính là em gái hắn ta di thanh âm thanh vừa thấp lại nhẹ cố nén sự đau đớn không gào khóc như lang như quỷ giống huynh trưởng của nàng ta không sống được tự mình giải muối tiêu tự mình ăn mình đây không phải là tội lỗi mà sinh linh có thể tiếp nhận hồn quang của ta vỡ ra ta có thể nhìn thấu não của mình hầu tử đang kêu gào khiến người nghe vừa buồn cười vừa run sợ lông tơ dựng ngược thế gian có món ốc khỉ nấu chín nhất là ốc linh hầu giống như một lò thuốc lớn nhưng các tộc cũng chỉ nghĩ mà thôi chứ không ai dám ăn não của lục nhĩ mi hầu tộc nhưng bây giờ con khỉ này lại kêu như vậy cảnh tượng đó quả thật cổ quái mà sợ hãi tiền bối có thể cho chúng ta cơ hội cho phép chúng ta tiến vào lô phụ hay không rốt cuộc có người không nhịn được truyền âm vào chỗ sâu trong cấm địa thình cầu hòa tinh cho tất cả mọi người một cơ hội để bọn họ có thể tiến vào lò phụ nấu luyện chân ngã huynh muội lục nhĩ mi hầu có thể dựa vào một lá thư đã có thể nhận được tạo hóa này thật sự khiến người ta phải ghen ghét một số cương tộc muốn đặt chân vào vì thế mới có người lên tiếng thỉnh cầu sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi cuối cùng một âm thanh rất già nua chuyển đến chờ lâu như vậy chẳng lẽ không người nào dám tiến vào chủ lô hay sao trong các ngươi không có người có thể khống chế lô này ông ta cảm thấy rất thất vọng ông ta muốn tìm kỳ tài trong trận vực nhưng bây giờ không ai dám vào ngay cả nếm thử cũng không dám mọi người im lặng. Biết rõ sẽ phải chết, ai nguyện ý làm đồ ngốc, hy sinh vô ích bản thân trở thành cho tàn chứ. Một lát sau, vẫn không có ai lên tiếng. Cho dù là sở phong, hắn cũng phải cau mày, không muốn tùy tiện tỏ thái độ. Hắn còn đang muốn nghiên cứu chủ lô. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không bằng hành động hiện hữu. Thôi được, các ngươi đến lô phụ đi. Hòa tinh cổ lão cho phép tất cả mọi người tiến vào. Tổng cộng có 12 lô phụ, mà yêu cầu của hỏa tinh, một tộc chỉ có thể chiếm được một lô. Lục nhĩ mi hầu tộc đã đi đầu nhập lô. Ở đó hiển nhiên không thể đặt chân. Các tộc khác cần tranh đoạt, cần khai chiến, cần thể hiện thủ đoạn trận vực, tranh đấu 11 thiên lô còn lại. Đây chính là yêu cầu của hỏa tinh. Nguyên tộc nghe xong, xoay người rời đi, trực tiếp đi đoạt lô phụ. Bộ tộc này hành động quá thông thuận, hoàn toàn không có ai ngăn cản. Chủ yếu là bọn họ quá mạnh, ai dám tranh phong, ai dám cam đoan đối đầu. Ngay cả đạo tộc, Phật tộc có ở đây cũng phải ước lượng một chút, trung quy là có chút kiêng kỵ. Dù sao, tổng cộng cũng có 12 lô phụ, còn có những lô khác có thể chọn, không ai nguyện ý sống chết cùng nguyên tộc. Sau một khắc, lại có người một tộc nhanh chân mà đi, vẫn không có ai dám ngăn cản. Đó chính là chủng tộc thiên tri thượng đến tranh đoạt cơ duyên. Ngươi có thể tiến vào chủ lô hay không? Lúc này, thanh niên tóc bạc huyền hoàng tộc hỏi. Trước mắt thì chưa được, ta còn đang nghiên cứu. Sở phong đáp. Thanh niên tóc bạc vẫn lãnh khốc như cũ. Ngươi thật sự cho rằng nhất thời bán hội thì có thể đánh hạ sao? làm sao có thể suy nghĩ này thật sự vừa ngu xuẩn lẫn đáng sợ được rồi ngươi đi theo chúng ta chúng ta mang ngươi tiến vào một lô phụ sở phong thật muốn cho gã thanh niên tóc bạc một bạt tai rõ ràng là có ý tốt nhưng qua miệng gã thanh niên tóc bạc thì hương vị hoàn toàn thay đổi mặc dù hắn ta muốn mời sở phong cùng với hắn ta tiến vào lô phụ cho sở phong một cơ hội nhưng sở phong vẫn muốn phun nước bọt vào mặt gã thanh niên tóc bạc sở phong quả quyết từ chối lấy lý do vẫn còn muốn nghiên cứu tùy ngươi thôi gã thanh niên tóc bạc dẫn đội quay người rời đi đại gia ngươi sở phong rất muốn phun ra ba chữ này nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra miệng phương thức đối nhân xử thế của đối phương thật sự khiến cho hắn không chịu được lão giả huyền hoàng tộc cũng mời sở phong nhưng cũng bị hắn từ chối ông vỗ vai của hắn một cái rồi cũng rời đi tương tự người vương tộc huyền hoàng tộc cũng không có ai ngăn cản không ai cạnh tranh bọn họ thuận lợi lấy được một lô phụ Người hai lô phụ hóa thành đá có cái cổ phát không cầu kỳ có cái sáng lóng lánh giống như ngọc thạch đúc thành cũng có cái giống như được tạo thành từ kim loại tất cả đều có sự khác biệt của riêng mình một số lô còn phát ra ánh sáng năm màu còn có khói lưu động nhiều màu sắc đồng thời còn trộn lẫn với hỗn độn khí vô cùng kinh người rất nhanh tất cả mọi người vọt tới muốn cạnh tranh những lô còn lại chủ lô chỉ còn lại một mình sở phong hắn vẫn còn đang nghiên cứu hắn không cam tâm muốn tiến vào cổ lô hung danh hiển hách giữa chư thiên này gần như trong nháy mắt tiếng kêu giết dầm trời huyết dịch văng lên đại chiến bộc phát ai cũng muốn tranh đoạt một danh ngạch không muốn buông tha cho một cơ hội như vậy tuy nhiên cho dù đoạt được danh ngạch có mấy ai có thể cam đoạn chịu đựng nổi mà không bị lô phụ đốt thành bụi tuy nhiên mặc dù biết như thế mọi người cũng nghĩa vô phản cố trước chiếm một lô rồi nói sau ai muốn bỏ qua cơ duyên nấu luyện thành cơ thể vô địch trong lò bát quái thái thượng lưu truyền thiên cổ chứ lúc này một số người của nguyên tộc tế ra từ tủy pháp trung dựng lên một màn ánh sáng giúp cho lô phụ bọn họ chiếm cứ ổn định lại có người sắp bắt đầu luyện thể luyện hồn tuy nhiên chuẩn thiên tôn nguyên tộc nhìn về một hướng không khỏi giật mình ông ta cảm nhận được một luồng khí thức quen thuộc khí thức quen thuộc ông ta không khỏi kinh nghi bất định đúng lúc này có người đến mang theo một số người tiến vào nơi này tuế nguyệt tĩnh hảo tinh thần bình hòa tâm đã thành phật thành tiên nhưng không bằng đảo ngược thời gian quy hồi ngã chân đó là một thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tướng mạo thoát tục, cả người đều mang theo vầng sáng mông lung, rất có cảm giác siêu nhiên. Viễn cổ đại hiền, chuẩn thiên tôn nguyên tộc kêu lên. Ông ta nhắc đến viễn cổ, tuyệt không phải viễn cổ trong miệng phàm nhân, mà là tuế nguyệt xa xưa, là khoảng thời gian cực kỳ buồn chán, là thời đại của đại năng đại hiền. Sai, chỉ là một thần vương mà thôi. Thiếu niên liếc mắt nhìn ông ta, nói thẳng một câu tuy nhiên chuẩn thiên tôn nguyên tộc lại cảm thấy ông ta tuyệt đối không nhận lầm nói như thế nào ông ta cũng đã tu thành thiên nhãn có thể nhìn ra đây là người năm đó đã từng kinh khủng vô biên chỉ là tại sao người này lại trở thành thiếu niên phản lão hoàn đồng ấn ký hồn quang liên đới không hề có một chút già nua tang thương mà là thanh xuân mạnh mẽ sau đó cường giả nguyên tộc nhìn thấy lão giả bên cạnh vị thiếu niên lão giả đó cũng là một vị chuẩn thiên tôn là một người quen có giao tình không tầm thường với vị chuẩn thiên tôn nguyên tộc khi còn trẻ. Mạc Huynh, ngươi cũng đến à? Ngươi vẫn khỏe chứ? Chuẩn thiên tôn nguyên tộc chào hỏi, lại càng khẳng định thân phận đáng sợ của vị thiếu nhân kia, lại có thể được vị cố nhân kia tương bồi. Bởi vì vị cố nhân họ mạc chuẩn thiên tôn kia rất cung kính với vị thiếu niên. Nguyên Huynh, từ khi chúng ta nói lời từ biệt, Tuế Nguyệt đúng là không tha người. Thật may mắn chúng ta đều bình yên vô sự. Đối diện, lão giả họ mặc mỉm cười chào hỏi chuẩn thiên tôn nguyên tộc, lúc này rất nhiều người đều ý thức được người đến cũng là một tộc ở dương gian mạc gia có thể khiến cho nguyên tộc coi trọng có lẽ chỉ có một người đó chính là nhân vương mạc gia vương tộc trong thiên hạ vẫn còn tồn tại lại rất thịnh vượng chỉ có mấy nhà ngoài huyền hoàng tộc thì còn có nhân vương mạc tộc sở phong cũng biết tộc đó hắn và tộc này đã từng có xung đột kịch liệt thù hận rất lớn lúc trước ở thác nước thông thiên hắn đã từng kích sát huynh đệ mạc phong mạc lôi của nhân vương tộc sau đó bị mặc gia truy nã khắp thiên hạ cũng may quái long long đại vũ đã thay hắn cõng cái nồi lớn này giúp cho hắn tương đối an toàn một chút còn long đại vũ thì bị thiên hạ truy sát đây nhất định là nhân vương tộc đối lập sở phong âm thầm coi trọng mạc huynh ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không chuẩn thiên tôn nguyên tộc mở miệng trước mặt mọi người nguyên huynh cần nhờ chuyện gì lão giả kia hỏi giúp ta giết kẻ này hoặc chấn áp cũng được chuẩn thiên tôn nguyên tộc nói Ông ta biết, Mạc gia có một loại côi bảo, chuyên khóa nhân hồn quang, thượng thiên nhập địa cũng không thể thoát khỏi, sẽ bị khóa chặt thân ảnh. Hắn chỉ là một nhân tộc, dễ thôi, người trong thiên hạ ai dám không theo vương, ta tin rằng hắn sẽ nghe lời, sẽ thỉnh tội với ngươi. Lão già Mạc gia vừa cười vừa nói. Tiếp theo, ông ta lại nhìn Sở Phong, mỉm cười nói, chàng thanh niên, ta không tổn thương tính mệnh của ngươi, ngươi mau đến xin lỗi nguyên tộc đi. Dựa vào cái gì sở phong nghe xong hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía sát ý hiện lên chỉ dựa vào ta đến từ nhân vương tộc có đủ hay không ý chỉ nhân vương vừa ra ngươi cũng muốn vi phạm và đối kháng hay sao lão giả cười ha hả tập trung vào hắn ngươi là vương của ai cùi trò chỉ vào ai cút sang một bên sở phong không chút lưu tình quát lớn cùng một thời gian sát ý hắn trở nên vô tận hắn quyết định không giữ lại nên ra tay thì sẽ ra tay a à, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không từ vạn cổ đến nay nhân tộc các bộ gặp nhân vương tất bái ngươi quá thất lễ rồi đấy lão giả nheo mắt nói một luồng sát khí bành trứng ra về phần thiếu niên bên cạnh ông ta từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhẹ nhàng giống như đại hiền thời cổ đại không tỏ thái độ lúc này ta chỉ muốn đại khai sát giới có lẽ ta đã hiểu được huyền bí của chủ lô thái thượng bắt quái cần lấy máu làm dẫn tiến hành hiến tế bắt các ngươi tế lô Sở Phong lạnh giọng nói. Đại khai sát giới, lấy máu tế lô. Lời nói của Sở Phong khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra. Yên tĩnh của cấm địa bị phá vỡ, cho dù cách đó không xa là dung nham như con sông vỗ bờ, càng xa hơn là đạo tộc đang leo lên ngọn bất tử sơn, nguy nga quấn đầy sương mù màu đen, các loại cảnh tượng chấn động tâm hồn, cũng khó mà che giấu được sự kinh sợ của mọi người lúc này. Tất cả đều ồn ào cả lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ha ha. Mặc dù lão giả mặc gia nhân vương tộc đang cười nhưng nụ cười lại không mang theo thiện ý, mà mang theo sự đùa cợt. Ông ta thân là chuẩn thiên tôn vương tộc, có tộc đàn nào dám nói chuyện với ông ta như vậy? Nhất là nhân tộc, một khi nhìn thấy ông ta, nhất định phải bái. Bởi vì ông ta là người đến từ mặc gia vương tộc. Tiếp theo, mặc lão giả lại lên tiếng, có đôi khi ta cho rằng, nhiệt huyết và tự phụ của thiếu niên là một sự phấn chấn tinh thần, có bốc đồng, có mạnh dạn đi đầu, là bản năng mà tuổi tác giao phó cho bọn họ. Nói theo một ý nghĩa nào đó chính là vốn liếng của tuổi trẻ. Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại một chút, vô cùng lãnh đạm nói tiếp. Tuy nhiên, hăng quá hóa dở. Khi một người quá tự phụ, cũng cách không biết thời thế, không biết trời cao đất rộng không xa. Ừm, ngươi chính là người như vậy. Hôm nay ta mới gặp được loại xuẩn vật như ngươi. Đây là lời nói của lão giả mặc gia nhân vương tộc. Ông ta nhìn lướt qua sở phong, giọng điệu bình thản, âm thanh không cao nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Biểu hiện của rất nhiều người trở nên dị dạng. Lão giả nhân vương tộc nói rất nặng, không nể mặt gì cả. Tuy nhiên, nghĩ lại, rất nhiều người đều cảm thấy ông ta thật sự có vốn liếng để nói những lời này, giống như Chu Chính Đức bất kính với người vương tộc sẽ phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Mọi người quay sang nhìn sở phong, cảm thấy sau khi hắn bị nhân vương tộc để mắt đến, tình huống sẽ cực kỳ hỏng bét. Lão thất phu, người chán sống rồi, người chính là tế phẩm, sở phong lạnh đạm lên tiếng bên cạnh lão giả mạc gia nhân vương tộc còn có một đám người trẻ tuổi tất cả đều là nhân tài mới nổi của tộc là thanh niên cấp cường giả đỉnh cấp lúc này ai nấy đều bật cười tuy nhiên nụ cười đó có chút lạnh hơn nữa còn có sự thận trọng thể hiện rõ ràng thân phận bất phàm của bọn họ tự cao mà tự phụ hắn đang nói đùa à đại khai sát giới muốn dùng máu kẻ địch tế lô chính là nói chúng ta sao ha ha có người không lên tiếng nhưng nụ cười nói rõ hết thảy toàn là sự châm chọc chế diễu một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống giống như nhân vương văn minh sán lạn gặp gỡ dã nhân man hoang đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa người đang sống theo kiểu ăn lông ở lỗ sao người đến từ nơi nào lại không biết kính sợ nhân vương tộc đây là lời của bọn họ có khinh thường càng nhiều hơn chính là xem thường chỗ sâu trong đáy lòng bọn họ có một tín niệm cho dù tạo nghệ trận vực của ngươi cao thì có ích lợi gì thân là nhân vương trời sinh khắc chết huyết mạch nhân tộc khác vì thế bọn họ vô cùng tự tin cũng không phải tất cả đệ tử nhân vương tộc đều lạnh nhạt có người tính cách cường ngạnh nhịn không được liền quát lớn thân là nhân tộc ngươi gặp vương không bái lại còn dám phát ngôn bừa bãi đúng là buồn cười ngươi có biết trên người mình chảy xuôi huyết thống gì không lát nữa máu của ngươi cơ thể của ngươi sẽ thành thật nói cho ngươi biết một sự kính sợ nguyên thủy đến từ linh hồn ngươi cần quỳ bái người của huyết thống nhân vương thành kính dập đầu Chu Chính Đức Chu Huynh, mời ngươi rời Pháp giá đến nhận tội đi. Cũng có người chế nhạo. Một số nam nữ trẻ tuổi mặc ra nhao nhao lên tiếng. Có người biểu hiện nghiêm túc nhưng có người thì mang theo nụ cười trào phúng. Sắc mặt sở phong âm trầm, gào to một tiếng cắt ngang lời bọn họ. Một đám gà đất chó sành mà cũng dám ở trước mặt ta bàn cấp bậc lễ nghĩa, bàn kính sợ. Tất cả bỏ qua đây nhận lãnh cái chết đi. Đám người kia quá tự phụ, ngôn ngữ bất kính, không kiêng nể gì cả. Hắn tất nhiên cũng không cần phải nói lời dễ nghe, dù sao, cũng phải chân chính thể hiện uy thế đại thần vương, hắn không ngại miệng phun chọc khí, lấy huyết tẩy lễ. Có một số người trẻ tuổi mặc ra bùng nổ ngay tại chỗ. a, à, có ca tính. Lát nữa chúng ta bắt hắn, tuyệt đối không nên giết, giữ hắn lại, nấu luyện gân xương ra máu của hắn, treo trước sơn môn tộc ta, để mọi người đều nhìn thấy. Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc ra lên tiếng, còn cường ngạnh hơn cả đám nam tử. Lúc này, có một số thanh niên cường giả mặc ra đồng thời kích hoạt huyết mạch nhân vương nhất thời, huyết quang sáng chói, giống như một vòng nắng gắt hoành không, vô cùng dọa người. Lỗ chân lông của bọn họ phát ra huyết quang chói lọi, máu tím tràn ngập như mặt trời lóa mắt, áp chế tất cả nhân tộc có mặt ở hiện trường. Cùng một thời gian, bị huyết khí đám thanh niên trẻ tuổi kích thích, huyết dịch vị chuẩn thiên tôn mặc ra cũng khôi phục. Đây là bị động tỉnh lại. Oanh một tiếng, như thiên kiếp hàng thế. Giải đất là một mảnh phù văn kinh khủng, không giống bình thường, cảm giác áp bách kinh thế hãi tục, đáng sợ nhất chính là thiếu niên bên cạnh bọn họ được cho rằng đại hiền viễn cổ cơ thể thoáng động tràn ra khí tức cực kỳ kinh khủng tuy nhiên thiếu niên này rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh huyết dịch thức tỉnh cũng chậm rãi ổn định lại sắc mặt sở phong ngưng lại hắn có lòng tin không sợ địch tứ phương nhưng hắn cũng phải ngưng trọng trong tích tắc vừa rồi hắn nhạy bén bắt được dị thường thiếu niên kia thật không đơn giản là một nhân vật lợi hại hắn ta thật sự là đại năng đại hiền cổ đại sao Tuy nhiên, cảnh giới của hắn ta là thần vương cảnh, hắn ta còn có thể làm gì? Sở phong lãnh đạm, chủ động bước lên phía trước, muốn đánh ra. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chu chính đức quả nhiên dũng khí hơn người, muốn ra tay với người của nhân vương tộc. Hơn nữa còn biết rõ đối phương còn có cường giả không thể ước đoán. Trong thời khắc mấu chốt, chuẩn thiên tôn nguyên tộc lên tiếng nhắc nhở, Mạc Huynh, xin hãy lưu ý, đừng giết hắn. Tiền bối trong cấm địa thái thượng còn muốn giữ lại tính mạng của hắn, là do ta lỡ lời trước đó. Lão giả mặc gia nhân vương nghe xong, khẽ giật mình, nhưng rất nhanh gật đầu, cười nhạt. Ồ, vậy thì cứ tuân theo pháp chỉ của các bậc tiền bối cấm địa thái thượng. Nếu hỏa tinh bên trong cấm địa thái thượng cần kỳ tài trận vực, vậy thì cứ lưu lại người sống. Lão giả mặc gia đưa ra quyết định. Dù sao, sinh vật trong cấm địa thái thượng cũng không dễ chọc. Cho dù là nhân vương tộc cũng phải kiêng kỵ. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc mỉm cười, bây giờ ta sẽ khống chế từ tủy pháp chung, dung hòa quy nhất với lô phụ, không tiện ra tay các ngươi cẩn thận, đừng để hắn chạy trốn. Hiện tại, tộc bọn họ đang đến thời khắc quan trọng, pháp trung oanh minh, ký hiệu trận vực dày đặc, dung hòa sen lẫn cùng lô phụ, khiến cho nơi đó tràn ngập sinh cơ, không còn khô nóng, giống như biến thành một tòa động thiên phúc địa. Đây chính là nội tình. Nguyên tộc có thủ đoạn không biết, có côi bảo tuyệt thế, tạm thời định trụ địa thế, giúp cho thanh niên trong tộc có thể tiến vào trong lò. Cho nên, lúc này bọn họ không thích hợp ra tay. Một bên khác, huyền hoàng nhân vương tộc cũng giống như vậy, một khi đã tiến vào trong lò, nhất thời không thể trở ra. Quang văn trận vực chập trùng, óng ánh khắp nơi. Tuy nhiên, Chuẩn Thiên Tôn Huyền Hoàng nhân vương tộc lên tiếng, truyền ra âm thanh, "Mạc đạo huynh, cùng là nhân tộc, huynh cần chi phải làm như vậy?" Ông đang cầu tình và giải vây cho Sở Phong, không muốn hắn bị Mạc gia giết chết. Chuẩn Thiên Tôn Mạc gia đáp lại, "Đạo huynh Huyền Hoàng tộc ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy, hắn gặp Vương không bái thì cũng thôi đi, lại còn bất kính với tộc ta, làm sao có thể tha thứ được?" tam khấu cửu bài cũng khó mà có thể vãn hồi. Chuẩn thiên tôn huyền hoàng tộc lên tiếng, nhân vương tộc cũng chỉ là một loại xưng hô đối với tiên dân chúng ta mà thôi, là một loại kính ngưỡng nhưng cũng là vinh quang của tổ tiên, chúng ta cũng không thể cho là thật, không bái cũng bình thường, cần chi phải như thế. Lão giả mặc ra nghe xong, sắc mặt lạnh lại, nhân vương không chỉ là xưng hào mà còn là con đường vô thượng. Huyền hoàng tộc các ngươi không thèm để ý, nhưng chúng ta thì khác. Về sau, trên con đường tiến hóa trung cực tộc ta còn phải nhờ cậy vào nhân vương lộ ai có thể khinh nhờn ai dám mạo phạm hôm nay hắn phạm lỗi nặng không thể tha thứ sở phong có cảm giác ngoài ý muốn huyền hoàng tộc lại đứng về phía hắn nói ra những lời như vậy mặc dù gã thanh niên tóc bạc nói mấy câu không lọt lỗ tai không biết cách nói chuyện nhưng ấn tượng mà tộc đó lưu lại cho hắn cũng không tệ lúc này sở phong lên tiếng huyền hoàng tộc tiền bối ta xin nhận ý tốt của ngài nhưng hãy cho ta khinh cuồng một lần những người này tính là gì giết sạch là được hắn bước nhanh về phía trước chuẩn thiên tôn huyền hoàng tộc há to miệng tất cả những lời cần nói đều nuốt trở về ha ha lão già chuẩn thiên tôn mặc ra cười to nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo có vẻ khinh miệt nhưng cũng có ý lãnh khóc ông ta nhìn chuẩn thiên tôn huyền hoàng tộc cùng là nhân vương tộc không phải ta không nể mặt ngươi nhưng ngươi có thấy hắn phách lối hay không thân là nhân vương hôm nay ta muốn thanh lý nhân tộc môn hộ thật ra còn chưa đợi ông ta bộc phát, đám nam nữ trẻ tuổi bên cạnh ông ta, những cao thủ mạc gia đạt đến cấp độ thần vương đều động thủ. Người nào cũng huyết khí bành trướng, trói lọi như ánh bình minh, sáng trói như cầu vồng, cực kỳ đáng sợ, bộc phát trận vực huyết mạch nhân vương, hình thành đạo trường đặc biệt to lớn ép về phía trước. Cẩn thận, tạo nghệ trận vực của hắn cực cao, lão hữu người tốt nhất nên sử dụng binh khí côi bảo từ tùy để chấn áp. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc nhắc nhở. Chuẩn thiên tôn mặc ra gật đầu, ông ta cũng sợ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện trong tay xuất hiện một từ sơn chảy xuôi ô quang xoay tròn ở đó phóng thích bí lực các loại ký hiệu trận vực sở phong chỉ có thể thở dài trong lòng không hổ danh là gia tộc uy tín lâu năm nội tình thâm hậu hắn mơ ước từ tủy đối phương trực tiếp lấy ra đó chính là một tòa từ tủy đại sơn từ tủy sơn cực kỳ kinh khủng lại cực kỳ hiếm phóng nhãn khắp dương gian cũng không kiếm được mấy cái nhưng hôm nay, hắn liên tiếp phát hiện nguyên tộc và mạc gia đều có thể lấy ra. Nhưng hắn vẫn không sợ. Hắn muốn mở ra gông, xiềng của mình, hắn nhất định phải ra tay. Còn cái gì có thể kiêng kỵ, có gì phải đáng sợ chứ? Trên cổ tay của hắn xuất hiện một vòng tay, trắng sáng như tuyết, đồng thời còn mang theo đường vân huyết sắc, còn có tinh không điểm lấm tấm. Đây chính là kim cương chắc bản tiến hóa được nấu luyện từ mẫu kim trì, cũng được xem là thô thai trung cực khí, kim cương chắc 30 trọng thiên nó có thể kéo phù văn trận vực đang chảy xuống như chút nước kia sang hai bên giống như biển bị bồ làm hai cùng một thời gian đám thanh niên thần vương mặc ra giống to hai chữ chấn sát trực tiếp nghiền ép đến bọn họ có đủ tự tin một khi huyết mạch nhân vương kích hoạt liên hợp cùng một chỗ bọn họ sẽ tạo thành một đạo trường nhân vương vô địch so với trận vực còn đáng sợ hơn nhiều gặp gỡ thần vương cùng cấp độ không có bất kỳ lo lắng cứ nghiền ép oanh sát đến gặp nhân vương không bái đáng chém thân là nhân vương vì nhân tộc thanh lý môn hộ đám thanh niên nam nữ quát to liên hợp cùng một chỗ đạo trường nhân vương được hình thành quá cường đại quá trói lọi giống như tịnh thổ hạ xuống chấn áp sở phong bọn họ đều rất tự cao người nào cũng tiến về phía trước tư thái siêu phàm giống như thiên tiên giáng lâm đại ma ép thế người nào cũng khí vũ hiên ngang phong thái động lòng người bọn họ cưỡng ép chấn sát duy trì tư thái siêu nhiên nhân vương nào cứ bò hết qua đây sở phong hét lớn dùng sức một mình hoành kích đạo trường nhân vương do hơn 10 thần vương liên thủ tạo ra, hoàn toàn bạo phát. Cái gì? Cái đó là... Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều nhịn không được mà nhắm mắt, bởi vì hai mắt rất chói, có một số người còn chảy máu mắt, cảm giác chấn kinh. Huyết khí sở phong như biển, toàn diện bạo phát, huyết kim hoàng trấn áp bát hoang, giống như nhân hoàng tuyên cổ trường tồn trở về quét ngang chư vương. a à, hai nữ thần vương đứng mũi chịu xào kêu thảm cơ thể bị quyền của hắn xé toạc, sau khi bay ra thì nổ tung. Quan trọng nhất chính là, đạo trường nhân vương của bọn họ tan rã, không còn tồn tại nữa. Dựa vào các ngươi mà cũng dám xưng vương. Ai cho các ngươi dũng khí muốn đại diện nhân tộc thanh lý môn hộ. Sở phong hét lớn. Lúc này, âm thanh gầm thét của hắn vô cùng đáng sợ, đối mặt với một vị nam thần vương thế không kịp dừng. Sóng âm màu vàng hữu hình hóa thành ký hiệu đánh vào mặt người kia, đánh tan các loại kỳ ảo hộ thể, khiến cơ thể của hắn ta chia năm xẻ bảy trực tiếp nổ tung ngay tại chỗ. Đây là ai? Đại ma hay đại Phật? Một tiếng gào to có thể giống chết một vị thần vương. Ngươi là ai? Người mặc da quát lớn. Nhìn thấy sở phong huyết khí kim quang trói mắt, không ít người trong lòng trầm xuống. Đây rõ ràng là một loại huyết mạch nào đó trong truyền thuyết, huyết thống nhân vương khủng bố. Tất cả mọi người đều ngây ra. Dừng tay, trở về. Chuẩn thiên tôn mặc da hét lớn nhưng đã muộn. Giống lại một tiếng giống to, nữ thần vương đằng trước sở phong bị hắn giống chết, nổ thành một luồng huyết vụ. Điên rồi. Tất cả mọi người đều rúng động, run rẩy, khó mà tin được. Đó là ai, cũng là nhân vương sao. Trạng thái của hắn cùng dã, giống như đại Phật đại ma. Vừa hô, thần vương liền giải thể. Sở phong giống như đại Phật, đại ma tuyên cổ bất diệt giáng xuống, đánh đâu thắng đó. Đây chính là hơn 10 vị thần vương, hơn nữa còn đến từ nhân vương tộc nhưng trước mặt hắn lại yếu ớt không chịu nổi, giống như mù nhìn bay tứ tung. Quan trọng nhất chính là, tử huyết của hơn 10 vị thần vương đỉnh tiêm, năng lượng thần vương khuấy động vọt lên tận trời, dung hợp lại cùng nhau, giống như thiên quốc chìm nổi ở nhân gian, đủ để miều sát người đồng cấp. Thế nhưng, không có gì làm không được. Hắn có thể nghiền ép nhân vương đạo trường, do sinh linh đồng cấp ngút trời tạo thành đến rách nát, chẳng khác nào một tờ giấy cửa sổ dễ dàng bị xé mở. Nhân vương, ngươi cũng là nhân vương. Có người kêu to, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 10 vị thần vương mặc da tóc tai bù xù, có người mặt đầy vết máu, giọng nói run rẩy nhìn chằm chằm Sở Phong, có chút khó có thể tin. Trên thực tế, tất cả mọi người đều cảm thấy không quá chân thực. Chu Chính Đức toàn thân chảy xuôi huyết dịch hoàng kim, thuận theo lỗ chân lông, dọc theo sợi tóc tràn ra ngoài. Quang hoa hoàng kim chói mắt, đứng bên trong thần cung như chủ trưởng thế gian. Ngay cả sợi tóc của hắn cũng biến thành màu hoàng kim từng sợi óng ánh tách ra hào quang còn lóa mắt hơn cả nắng gắt so với cái gọi là thái dương thần chỉ còn thần thánh và uy nghiêm hơn khi ánh mắt của hắn mở ra hoàng kim thiểm điện bay ra vô cùng sắc bén tất cả đều phát sinh một cách điện quang hỏa thạch khiến cho người ta không kịp phản ứng hắn thật sự quá nhanh hơn nữa hắn vẫn còn đang xuất kích sở phong vẫn chưa hề ngừng chân từ đầu đến cuối vẫn hạ tử thủ một cách vô tình phốc hắn lăng không bay lên đánh giết về phía trước giống như một thiểm điện hoàng kim sáng chói, trực tiếp đánh xuyên một vị thần vương, thần huyết nhộn đỏ cấm địa. A, à, cùng với tiếng kêu thảm, một thanh niên thần vương bên cạnh liền rút lui, Hoành Độ Hư không muốn tránh thoát khỏi sát kiếp nhưng vẫn muộn. Mái tóc hoàng kim trên đầu Sở Phong phất phới, giống như tiên ma trùng sinh, Hoành Dũng vô song, giơ tay nhấc chân đều mang theo phù văn nồng đậm, đều là trật tự, khiến cho mảnh thiên địa này phải run sợ, cả một vùng hư không bị bóp méo, như muốn nổ tung hắn khóa lại hư không vị thần vương kia không thoát được giống như người bị giam cầm trong một bức tranh trở thành người trong bức họa phốc sở phong quá nhanh như một cầu vồng ánh sáng màu vàng quét ngang mà qua hai tay của hắn kéo một cái xé người kia thành hai mảnh sau đó vứt xuống hành động này giống như xé một tàn quyển bức họa người rách dưới tất nhiên không còn tồn tại kết cục vô cùng thảm liệt đây gần như là nghiền ép không có bất kỳ đạo lý nào sở phong tồi khô lạc hủ một đường cứ như vậy mà quét ngang ai chống đỡ lại, một đám thần vương liên hợp cùng một chỗ bị người ta đánh tan, nhân vương đạo trường sụp đổ, tất cả đều bị giết, vốn là người trong cùng một thời, nhưng Sở Phong lại giống như thiên quân hạ phàm, quét ngang một đám người cùng thế hệ, không gì làm không được, có ưu thế áp đảo. Thậm chí, nghiêm chỉnh mà nói, tuổi Sở Phong còn nhỏ hơn cả so với bọn họ. Những người kia đừng nhìn bề ngoài còn rất trẻ nhưng tuổi thật lại lớn hơn nhiều. keng, có người tế ra tử kim kiếm thai, cực kỳ lóa mắt vắt ngang trời cao giống như ma thế chi nhận chém xuống chỗ sâu nhất của vũ trụ đại diện cho tử vong một kiếm này cực kỳ đáng sợ kiếm thể chỉ dài bằng bàn tay nhưng nó lại chém được hư không kiếm khí ngàn vạn đạo tử khí hạo đãng bao phủ thiên khung đây là đệ tử đích hệ mặc gia rất được sủng ái nhận được một thanh thiên kiếm trong gia tộc danh túc dung luyện từ mẫu kim không gì không phá được nó được tế ra để chém sở phong tuy nhiên mọi người nhìn thấy cái gì sở phong cũng không tránh né lại còn đón đỡ hư không chấn động khiến cho cả một vùng cấm địa oanh minh, núi ầm ầm rung động, sau đó dung nham ngập trời. Cái này, rất nhiều người cảm thấy khó mà tin được. Kiếm thai bị cong, rất nhiều bộ phận của mẫu kim thì không bị tổn hao gì, nhưng phần mẫu kim mỏng manh lại bị dạn nứt, cuối cùng răng rắc một tiếng, kiếm thai tử sắc bị bẻ gãy. Xoẹt. Cùng lúc đó, Sở Phong há miệng, kiếm khí ẩn dưỡng bên trong lá phổi gào thét bay ra, hóa thành một đạo trường hồng hoàng kim dài đến mấy trăm trượng, chém thẳng thần vương xuất kiếm, máu văng tận trời cao, người kia ngay cả kêu một tiếng cũng không kêu ra được đã chết, hồn quang bị chảm diệt. Bịch bịch bịch, gần trong găng tấc, các thần vương khác đều không cách nào bỏ chạy, đều phải liều chết phản kích. Rất nhiều thiên xích hoành không đệm như điên tới, còn có tấm lưới sao trời bao phủ xuống, bao trùm sở phong, cũng có một chiếc cổ đang lấp lóe, bấc đèn bộc phát ánh lửa chói mắt đốt về phía sở phong. Trong khoảnh khắc sinh tử, tất cả mọi người không thể không liều mạng. Những chuyện này đều phát sinh trong tích tắc, người sở phong đầy quang hoa màu vàng, như liệt diễm đốt cháy, sau đó lại như vòi rồng cuốn lên bao phủ hắn. Hắn giống như nhân hoàng trung cực thân tại thượng thương, bên ngoài cơ thể của hắn hình thành một màn sáng hộ thể. Nói một cách chính xác, đây chính là nhân vương vực hóa hình đặc biệt của hắn. Hắn đứng bên trong hoàng kim sáng chói, vạn pháp bất xâm, tiên thiên bất bại. Bí bảo đánh xuống đều bị đánh bay ra ngoài. Oanh. Đồng thời, khi kỳ ảo của hắn xuất kích, thiên xích bị bẻ gãy, tấm lưới lớn bị kiếm quang hắn phun ra xoắn nát, cổ đang bị một quyền của hắn đánh nổ tung, ánh lửa chút xuống, đốt mấy vị thần vương gần đó kêu thảm, lăn lộn trong hư không, cơ thể bị cháy đen. Sở Phong huy động quyền ấn, đầy trời đều là năng lượng của hắn, giống như kéo theo một đại dương màu vàng kim, lại giống như vũ trụ tinh không lao xuống chấn sát tứ phương. Trong âm thanh phốc phốc, lại có ba thần vương bị hắn giết chết. Ba người bị hắn đánh xuyên cơ thể bay tứ tung ra ngoài, hồn quang dập tắt như một tiếng thú giống, chấn động cả một vùng cấm địa. Chuẩn thiên tôn mặc ra nổi giận, mắt đỏ bừng, nhưng cho dù ông ta muốn đốt cửu thiên cũng vô dụng. Tất cả vừa phát sinh trong chớp mắt đã kết thúc. Mặc dù ông ta quát tháo nhưng khó mà vãn hồi được sinh mệnh của những người kia. Ông ta tất nhiên nhìn thấy tình huống không ổn lập tức ra tay giết tới. Đáng tiếc sở phong quá nhanh. Thân là đại thần vương, khi đối mặt với thần vương trẻ tuổi, không ai có thể địch nổi hắn, chẳng khác nào người không cùng thời đại. Hắn càng giống chiến thần cổ lão đang bóp chết một đám thiếu niên ngây thơ vô tri. Trước khi chuẩn thiên tôn mặc gia còn chưa giết đến, hắn đã xử lý rất nhiều thần vương. Chuẩn thiên tôn mặc gia cực kỳ thống hận. Mặc dù ông ta đã ngay lập tức thi triển tám loại kỳ ảo anh sát sở phong, nhưng tốc độ của thần vương chu chính đức quá nhanh. Trong quá trình đó hắn đã tránh được tất cả kỳ ảo chi quang, một lần nữa giết thêm một thần vương trẻ tuổi của mặc gia. Oanh từ tủy sơn trong tay chuẩn thiên tôn mặc gia phát uy bao trùm cả một vùng trời. Ô quang chút xuống như mưa lớn, muốn điều động toàn bộ phù văn trận vực sông núi diệt sát sở phong. Đồng thời, chính bản thân ông ta cũng giáng từ trên trời giáng xuống, như đại ma vực ngoại hạ phàm, cương phong hạo đãng, phù văn trật tự trói mắt, bao phủ đầy trời đánh về phía sở phong. Hừ lạnh một tiếng, sở phong cũng không e ngại, nghịch sông mà lên đánh tới người muốn giết hắn. Đồng thời, kim cương chát trong tay hắn phát sáng, chấn khai phù văn trận vực, chống đỡ côi bảo từ tủy sơn đen nhánh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, một nguy cơ đáng sợ xuất hiện. Một luồng năng lượng ngăn cách hai người, cường thế mà bá đạo. Thiếu niên thần bí mặc Gia ra tay. Thiếu niên nhìn như đại hiền cổ đại mặc Gia, môi hồng răng trắng, cực kỳ anh tuấn, lúc trước vẫn còn rất bình thản. Nhưng bây giờ song mi lại dựng thẳng mang theo sát ý vô tận. Mi tâm của hắn ta phát sáng. Đây chính là tuệ nhãn của mặc Gia, bộc phát khí tức khủng bố không gì so sánh nổi. Giống như chi quang diệt thế, muốn càn quét hết thảy dương gian không được cơ thể lão tổ ngài đang có việc cứ giao cho ta là được chuẩn thiên tôn mặc ra lo lắng hô to thiếu niên kia có lai lịch rất lớn vì bắt chước cổ pháp vô thượng trong truyền thuyết tam thế thân tái tạo lại chiến thể nhìn thì giống như phản lão hoàn đồng quay về thời thiếu niên nhưng phong hiểm lại quá lớn vị đại hiền đó không thích hợp ra tay hắn ta đến đây là nhờ bất hủ thái thượng lô rèn đúc chân ngã tuy nhiên nói cái gì thì cũng đã muộn rồi sau khi tuệ nhãn thiếu niên kia mở ra ánh mắt xé rách trường không, như tiên kiếm chảm trường thiên hoành không ép tới. Loại thế công có uy năng như vậy, nếu phóng tới chiến trường, có thể giết đến thi cốt ngàn vạn, trồng chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng đáng sợ. Ta chẳng quan tâm ngươi là thần vương hay là lão bất tử, tất cả đều phải tránh sang một bên cho ta. Sở phong gầm thét. Cơ thể đối phương có cái gì đó quái lạ nhưng cũng chỉ là thần vương cảnh, hắn có gì phải sợ chứ? Hắn chớp mắt, kim quang bắn ra, hỏa nhãn kim tinh vận chuyển đến cực hạn, bang bang. Trong hư không, ánh mắt hai người hóa thành ký hiệu trật tự va chạm kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe. Ông, tuy nhiên, sự va chạm này không có kéo dài. Thiếu niên kia đã phóng ra đại sát khí, là một tử kim lô, cũng không lớn lắm, chỉ bằng nắm đấm nhưng lại có thể dung luyện toàn bộ tinh không vũ trụ, kéo theo uy lực ngập trời, chút xuống ký hiệu đại đạo tinh đấu đánh về phía sở phong. Điều này khiến cho sở phong phải biến sắc. Tử kim lô kia rất đáng sợ, muốn khóa lại hồn quang của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy cực kỳ nguy hiểm nhân vương lô của mặc gia từ đằng xa có người kêu lên sợ hãi ngay cả con ngươi của chuẩn thiên tôn nguyên tộc và lão giả huyền hoàng tộc cũng phải co vào cảm giác kinh hãi thật sự là món đồ đó sao không phải chỉ là đồ giả làm từ phế liệu nhân vương lô rốt cuộc lão giả huyền hoàng tộc đã nhận ra dù vậy tất cả mọi người đều run rẩy mặc dù chỉ là phế liệu nhân vương lô nhưng cũng vẫn là mẫu kim toàn bộ lại còn là mẫu kim cực kỳ hiếm, ẩn chứa hoa văn đại đạo đặc biệt, nấu luyện thành đại sát khí, ai có thể chống đỡ lại. Hắn chết chắc. Đứng trước lô phụ, chuẩn thiên tôn nguyên tộc nói. Tất cả mọi người đều thở dài trong lòng. Đó chính là hàng nhái cứu cực chân chính, chất liệu đáng sợ, tuyệt đối có thể oanh sát hết thảy thần vương, chuẩn thiên tôn. Nhưng lúc này, sở phong lại không sợ. Đi. Hắn gào to một tiếng, nhân vương huyết toàn thân bạo phát, tránh thoát được sự trói buộc vô hình hắn vung tay một cái, đột nhiên ném ra kim cương trác. Trong hư không, quang hoa tuyết trắng lấp lánh. Kinh cương trác giống như có thể đánh xuyên qua chư thiên vạn vực, nặng nề vô cùng, mang theo năng lượng vô tận va chạm tử kim lô. Đang. Cuối cùng, tử kim lô lại bị kim cương trác đẩy lui ra ngoài. Không thể nào. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Đây là vòng tay gì thế? Lại có thể chấn khai hàng nhái nhân vương lô. Sở phong âm thầm chấn kinh, khắc sâu cảm nhận sự đáng sợ của cái lô kia nếu không phải kim cương chắc của hắn quá mức siêu phàm, đổi lại những binh khí khác, nhất định đã đi đầu vỡ vụn. Bây giờ, kim cương chắc của hắn đã được rèn luyện đến trình độ cực kỳ kinh người, có thể xưng là khí thô thai trung cực, danh xưng kim cương chắc 33 trọng. Chính vì như thế, nó đã đẩy lui hàng nhái nhân vương lô kia. Lão tổ, đừng ra tay nữa, cứ giao cho ta. Chuẩn thiên tôn mặc ra, kêu lên. Bởi vì ông ta biết trưởng bối đại hiền của mình thật sự không nên ra tay. Oanh! ông ta mượn lực từ tủy sơn rơi xuống đồng thời bàn tay hóa thành một ngọn núi màu vàng óng đánh về phía sở phong sở phong hừ lạnh vừa rồi hắn vốn chuẩn bị đối cứng với chuẩn thiên tôn mặc ra kết quả bị thiếu niên thần bí kia ngăn lại bây giờ hắn đương nhiên sẽ không tránh một lần nữa nghênh đón phốc hai người va chạm nhau chuẩn thiên tôn mặc ra lướt ngang không trung sau đó lảo đảo rút lui cánh tay của ông ta có rút lại tràn đầy vết rách máu loang lổ vù sở phong giống như mũi tên hỗn độn bắn ra từ thời đại khai thiên tích địa tốc độ quá nhanh hắn một lần nữa vọt đến dùng kim cương trác hộ thể đánh ra phù văn trận vực đầy trời còn chính bản thân hắn đánh về phía chuẩn thiên tôn mặc gia va chạm liên tiếp khiến cho chuẩn thiên tôn mặc gia ho ra máu cơ thể rung lên không ngừng rút lui không thể nào rất nhiều người đều chấn kinh một vị thần vương lại đả thương một chuẩn thiên tôn hắn là đại thần vương có người âm thầm thở dài lúc này đừng nói người ở đây ngay cả cường giả đạo tộc bên trên bất tử sơn đằng xa cũng phải ngưng trọng lên. Tất cả đều nhìn về phía bên này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đổi sang bên khác, người thiên tiên tộc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt thị ngọc tiên lập lòe nhìn chằm chằm nơi này. Khương Lạc Thần đến từ tiểu âm phủ lại càng mắt tỏa thần mang nhìn sở phong, giống như từng quen biết, cảm nhận được ý vị quen thuộc, cũng quét ngang đối thủ, khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng rúng động, Oành! Lúc này, một tiếng nổ tung. Tiếng chuông như lôi đình chút xuống, bầu trời đang tỏa ra ký hiệu đại đạo. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc âm thầm đánh lén, không còn đứng yên ở lô phụ nữa. Ông ta cầm côi bảo trong tộc là từ tủy pháp trung sông lên trời, từ phía sau đánh tới, muốn tập sát sở phong. Nhưng trực tiếp sở phong quá nhạy bén, hắn đã tránh được. Nếu đã tới cửa, ta sẽ giết toàn bộ các ngươi. Sở phong lạnh giọng nói. Cùng lúc, hắn vung tay lên, Kim cương chắc lại bay ra ngoài, giống như hóa thành vũ trụ tinh không. Bên trong vòng tay diễn dịch tinh hải và lỗ đen, điên cuồng thôn phệ. A, à, mấy vị thần vương nguyên tộc còn chưa tiến vào trong lò phụ đã bị lỗ đen chính giữa vòng tay hút vào, biến thành cho tàn. Trong nháy mắt hình thần câu diệt. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc vừa sợ vừa giận, còn có chút sợ hãi. Ông ta tập sát đằng sau sở phong, muốn cho hắn một kích trí mạng, kết quả lại cho tộc bên mình tổn thất nặng nề. Lão thất phu, không phải ngươi muốn giết ta sao? ta vẫn luôn chờ ngươi đến giết đây. Đi chết đi. Sở phong quát. Hắn lao về phía trước, cơ thể hóa thành thiểm điện hoàng kim, đồng thời hoành kích hai đại chuẩn thiên tôn. Tim chuẩn thiên tôn nguyên tộc như chảy máu. Đám nhân tài mới nổi trong tộc, trong thời điểm hoàng kim tuế nguyệt, là thần vương triều khí phồn thịnh trẻ tuổi nhất, nhưng cứ như vậy mà bị nghiền sát. Không sai, là bị nghiền sát, bị xóa bỏ. Một vòng tay toàn thân trắng như tuyết hoành không, hút hết những người kia, nấu luyện thành mấy đống cho tàn, kết quả cực kỳ thê thảm. Tinh anh nguyên tộc là nhân tài kiệt xuất của thế hệ này, nhưng dưới tay Chu Chính Đức, ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, bị kim cương chắc cường thế chấn sát. Trước mắt chuẩn thiên tôn nguyên tộc biến thành màu đen. Bối phận của ông ta rất cao, nhưng đánh lén thiên tài trận vực cấp thần vương, bản thân đã rất bị ổi. Kết quả, người trong gia tộc lại bị giết chết. Đây chính là điển hình của ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân rét run một lần nữa lại một lần nữa ước định thực lực của chàng thanh niên giữa sân chuẩn thiên tôn nguyên tộc gầm nhẹ thôi động từ tủy pháp trung oanh sát đến ánh mắt ông ta đỏ bừng không thèm đếm xỉa hôm nay nếu ông ta không đánh chết chu chính đức ông ta sẽ biến thành một trò cười trước đó ông ta không chỉ một lần đe dọa nói sẽ giết chết chu chính đức về sau huyền hoàng tộc nhiều lần che chở cho chàng thanh niên đó ông ta mới không đắc thủ bây giờ xem ra Người thanh kia đó im lặng không cường ngạnh với bọn họ không phải là hắn sợ mà là hắn khinh thường. Hắn như chân long ẩn núp, không trương dương, cho nên hắn mới cường thế giết địch như lúc này. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc quát, mạc huynh, ngươi ra tay đi. Hắn còn trẻ như thế, nếu tha cho hắn, về sau huyết khí của hắn tràn đầy như biển, đến lúc đó hắn gây phiền phức cho ngươi thì như thế nào? Huyết khí của chúng ta qua vài năm nữa sẽ khô kiệt. Ông ta muốn liên hợp chuẩn thiên tôn mặc ra giết chết sở phong. Đúng là không biết xấu hổ, hai lão cổ đồng trong lĩnh vực thiên tôn, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, lại muốn hợp lại cùng nhau xuất kích giết chết một vị thần vương. Trên thực tế, không cần ông ta nói nhiều, chuẩn thiên tôn mặc ra đã thôi động từ tủy sơn oanh sát đến, ô quang lưu chuyển, toàn bộ thiên khung hóa thành màu đen, như bão tố đánh tới, mây đen che trời. Sở phong hừ lạnh, hắn không hề để ý, thân là đại thần vương, lại trải qua đủ loại nấu luyện, bây giờ hắn thật sự không sợ chuẩn thiên tôn oanh, chỉ trong nháy mắt, quanh người hắn ong ánh, sáng chói như thần Phật. Bên trong hào quang nở rộ, người hắn giống như đúc bằng bằng vàng dòng, vô cùng sán lạn. Huyết khí nhân vương tràn ra, phô thiên cái địa. Lúc này, hắn giơ tay nhấc chân đều giống như tiên Phật, lại như chiến ma không thể địch nổi, kéo theo nguyên khí đầy trời cộng minh. Hoàng kim huyết khí trùng thiên, xé rách ô quang lẫn hắc ám, khiến trật tự giữa thiên địa phải cộng hưởng với hắn. Hoàng kim thần liên xen lẫn chung quanh hắn như phượng hoàng linh vũ xé rách hư không. Đang, tiếng chuông vang lên điếc tai, từ tùy pháp chung của chuẩn thiên tôn nguyên tộc tăng vọt, như thần sơn thời đại viễn cổ khôi phục, thân chuông màu đen quá lớn, đè ép đầy trời. Hiện tại, tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ cấm địa, dung chuyển sơn hà bao la hùng vĩ, khiến cho quy tắc trong hư không phải sắp xếp lại, ký hiệu đại đạo hiển hiện. Côi bảo trận vực từ tùy pháp chung sau khi được kích hoạt, dưới chi thế sơn hà điều động, muốn dựa vào phù văn trận vực ẩn chứa trong cấm địa giết chết Sở Phong. Oanh! Sở Phong không chút do dự, Há miệng phun ra một mảnh phù văn, giống như tiên diễm cửu trọng đốt cháy. Hắn dùng tinh khí của mình để thôi động kim cương trác, trực tiếp đối cứng với chuẩn thiên tôn. Trên bầu trời, các loại phù văn trật tự ép xuống, giống như chư thiên tinh đấu, bao trùm kim cương trác. Tuy nhiên, lúc này kim cương trác lại cực kỳ siêu phàm. Vòng tay trắng như tuyết hiển hiện như nhật nguyệt, tinh không tô điểm, lỗ đen xoay tròn, còn có hoa văn huyết sắc lan tràn. Nó là do thiên huyết mẫu kim tinh không mẫu kim cùng với đất côn luân sở phong mang đến từ trái đất hỗn hợp lại, dung luyện mà thành. Hiện tại, nó có đặc tính dung hợp các loại mẫu kim, như 33 tầng thiên ngoại đánh tới, tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc, hùng vĩ vô biên vang vọng bên trong cấm địa. Ầm ầm, các loại ký hiệu trận vực đều bị nó đánh tan. Bịch một tiếng, nó vọt đến từ tủy pháp trung. Đinh đinh đinh, cùng với tiếng chuông chấn động tâm hồn, ô quang vốn đang nở rộ trên chuông lớn nhanh chóng ảm đạm phù văn vô tận mà nó phun ra đều bị kim cương chắc xé mở. Chuẩn thiên tôn nguyên tộc hít vào một hơi khí lạnh. Điều này quá kinh người. Từ tủy pháp chung trong tay ông ta chính là côi bảo bên trong côi bảo, thiên hạ khó tìm. Nhưng bây giờ, từ tủy pháp chung lại ảm đạm, phù văn đại đạo bị xé rách. Nếu bị kim cương chắc đập chúng bản thể, hơn phân nửa sẽ bị bể nát. Oanh! Trong thời khắc mấu chốt, lão giả mặc ra cứu viện. Từ tủy sơn đen nhánh mà ông ta tế ra nện như điên tới, giống như đệ nhất sơn thiên địa từ thời đại khai thiên đổ xuống muốn áp sập hết thảy vật chất thế gian ông kim cương chắc kêu lên kịch liệt xoay tròn đột nhiên vọt đến từ tủy sơn trong âm thanh ầm ầm từ tủy sơn ảm đạm đi phù văn trận vực cũng bị xé mở bị va chạm cái này bất luận là nguyên tộc hay là nhân vương mặc ra cả hai đều rúng động vòng tay của đối phương quá nghịch thiên có thể khắc chế hai côi bảo từ tủy nên biết rằng bình thường binh khí từ tủy có thể khắc chế vũ khí kim loại động một chút là có thể hủy nát chỉ cần một hơi nó có thể biến bí bảo ngũ hành kim loại thành phế liệu nhưng hôm nay kim cương chắc của đối phương lại quá đáng sợ có thể khắc chế ngược côi bảo từ tủy giết hai vị chuẩn thiên tôn hét lớn không cần mặt mũi không quan tâm đến cảm nhận của mọi người liên thủ xuất kích thi triển thủ đoạn mạnh nhất oanh sát người trước mắt bọn họ sợ côi bảo từ tủy bị hủy đi vội vàng thi triển thủ đoạn âm độc tế ra hồn huyết kiếm thai, chỉ cần dính máu và hồn của đối thủ, nhất định có thể đánh tan tinh thần của đối phương, trở thành một cái xác không hồn. Đồng thời, bọn họ riêng phần mình tế ra một tấm lưới lớn màu đen, một bức tranh ra người, tất cả đều là kim loại được rót vào rất nhiều linh hồn đúc thành, cực kỳ ác độc. Đây đều là cấm thuật, bị người ta khinh thường. Bởi vì trong quá trình tế luyện những binh khí này, có thể nói là thương thiên hại lý, cực kỳ tàn nhẫn. Động một chút là trăm vạn sinh linh trở lên, nấu luyện máu và hồn, lúc đó mới có thể luyện thành. Đây đều là vũ khí linh hồn, chém giết chính là hồn quang. Trong mắt sở phong thoáng hiện hàn quang, sau đó tách ra thiểm điện hoàng kim trói mắt. Hai cánh tay của hắn huy động, tạo thành quỹ tích cực kỳ đáng sợ, mang theo vết tích đại đạo huyền ảo, giống như mang theo cả thiên địa mà đi. Năng lượng quá cường thịnh khiến cho hư không như muốn nổ tung. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, sở phong thi triển đại nhật như lai quyền của Phật tộc, giống như đại Phật bất hủ giáng xuống, Hàng phục yêu ma quỷ quái trên thế gian, chấn áp tất cả. Hắn tay không đánh vỡ kiếm thai huyết sắc, chấn thành mấy chục mảnh vỡ huyết sắc. Sắc mặt chuẩn thiên tôn nguyên tộc và mặc gia thay đổi, nhanh chóng tránh né. Chính bọn họ cũng sợ mảnh vỡ hồn huyết kiếm thai đánh chúng, hồn quang của bọn họ cũng sẽ bị tan đi. Tế vạn tà, chu sát, bọn họ đồng thời hét lớn. Một tấm lưới đen to lớn bao phủ bầu trời, bao trùm luôn sở phong, còn có một bức tranh ra người xuất hiện giống như gánh chịu ức vạn linh hồn, ô ô hét lên đánh về phía sở phong. Huyết khí hoàng kim quanh người sở phong đều bị áp chế co vào. Đại nhật như lai quyền của hắn mờ đi, giống như đại phật thần thánh bị hắc ám và yêu ma quỷ quái vây quanh, sắp bị nuốt chửng. Dù sao cũng là hai vị chuẩn thiên tôn, bất kỳ người nào cũng có thể giết chết tất cả thần vương. Cho dù là đại thần vương, đối mặt với hai chuẩn thiên tôn thi triển cấm thuật và bí khí ác độc, cũng có thể ăn thiệt lớn. Tuy nhiên, cường thế của sở phong vượt ra khỏi dự liệu khi Phật quang ảm đạm, hắn gầm nhẹ một tiếng, miệng mũi tràn ngập xương trắng, hoàng kim huyết một lần nữa sôi trào trong cơ thể. Hắn thi triển đạo dẫn hô hấp pháp, đồng thời thôi động thất bảo kỳ ảo chân chính. Hiện tại, thất bảo kỳ ảo đã hoàn chỉnh, hơn nữa Sở Phong còn hấp thu bốn loại kỳ chân vật chất lợi hại nhất trong thiên địa, như đất luân hồi, mẫu kim dịch trì, thuộc tính thổ, thuộc tính kim, thuộc tính thủy, thuộc tính âm, bốn loại thiên địa kỳ chân cùng với thất bảo kỳ ảo dung hợp, uy năng tăng vọt đến cảnh giới quỷ thần khó lường sau khi sở phong tế ra nó giống như bốn thanh kiếm thai cộng hưởng muốn chu chân tiên muốn thi đại phật bốn chùm sáng vọt lên không gì không phá được tấm lưới màu đen to lớn kia cho dù nó được hồn quang vô tận đúc thành tập hợp mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn oán khí và hồn lực tiến hóa giả bây giờ nó cũng bị chảm phá bốn thanh kiếm thai hoành không chém giết hết thảy tấm lưới lớn màu đen bị cắt dẫn đến hồn quang văng khắp nơi oan hồn kêu rên sau đó bên trong âm thanh xèo xèo bị đốt cháy, cháy thành cho hóa kiếp bụi. A, à, lão giả nguyên tộc đau lòng ôm ngực. Đây chính là cấm khí của ông ta, là bảo bối mà ông ta đã thu thập rất nhiều huyết hồn tiến hóa giả nấu luyện thành, nhưng cứ như vậy mà bị người ta tay không chảm phá. Bốp, một bên khác, bức tranh ra người cũng phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, bị bốn thanh kiếm thai do thất bảo kỳ ảo đâm xuyên, mãnh lực xoắn một cái, ra người chia năm xẻ bảy, hồn quang tán loạn tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, chẳng khác nào ức vạn nguyên hồn được phóng thích ra. Tiếp theo, cát bụi trở về với cát bụi, dưới cái nóng tan chảy của thất bảo kỳ ảo, chúng đã được giải thoát. A, à, lão gia mặc ra, kêu thảm. Đây chính là miếng thịt trong lòng ông ta, bí bảo bản thân lại bị người ta tay không hủy đi. Là thất bảo kỳ ảo, thiên trương trấn tộc của Á Thiên tộc, xếp hạng thứ 10 trong thập đại kỳ ảo. Hắn đã có thể nắm giữ, lại còn mạnh đến mức độ như thế, đúng là không phù hợp với lẽ thường có người đang thán phục, giọng nói có chút run run. Chỉ sợ ngay cả á tiên tộc cũng không thi triển được thất bảo kỳ ảo, đến trình độ đó. Loại uy năng đó quá mức đáng sợ. Rất nhiều người đều ý thức được, Chu Chính Đức nhất định đã thu thập được vật chất thiên địa kỳ chân không cách nào tưởng tượng. Được, hoàn mỹ đối ứng với bảy thuộc tính của thất bảo kỳ ảo, như vậy mới có được uy thế ép thần như vậy. Xa hơn, đám người thiên tiên tộc cũng ngây người. Á tiên tộc có mối quan hệ mật thiết với bọn họ, huyết thống rất gần bọn họ tất nhiên biết thất bảo kỳ ảo là gì. Kỳ ảo trình độ đó, nếu luyện thêm, thu thập thêm ba vật chất thiên địa kỳ chân khác, về sau nó có thể xếp vào ba vị trí đầu quang thuật, có thể so sánh với độ kiếp hỗn độn. Nghe Thịnh Ngọc Tiên nói, Khương Lạc Thần chấn kinh, biểu hiện lại càng thêm dị dạng, nhìn chằm chằm Chu Chính Đức đằng trước. Ầm ầm. Cùng lúc đó, quyết đấu bí bảo trên bầu trời cũng đã có kết quả. Kim cương chắc cường thế vô song, chấn từ tủy pháp trung và từ tủy sơn gần như muốn dạn nứt, không ngừng run lên, lăn lộn trên không trung, dẫn đến hư không oanh minh, một khe nứt không gian màu đen không ngừng lan tràn ra ngoài. ầm, um. cho đến khi ô quang hai côi bảo từ tùy ảm đạm, các ký hiệu trận vực bị kim cương chắc dập tắt, hoàn toàn biến mất, bọn chúng mới rơi xuống. Thu, sở phong khẽ quát, vòng bên trong kim cương chắc lập tức đen kịt một màu, biến thành lỗ đen thu hai bí bảo từ tùy vào bên trong. Người mặc ra và nguyên tộc đều kêu lên sợ hãi, đây chính là côi bảo hiếm có trên thế gian tại sao lại có sai lầm như vậy tuy nhiên bọn họ muốn ngăn cản cũng đã muộn chúng đã bị sở phong lấy đi lần này sở phong cũng không phải muốn dùng kim cương trác hủy đi từ tùy sơn mà là chiếm làm của mình ngươi người hai tộc kinh sợ giết lúc này sở phong không còn do dự nữa từ thiểm điện hoàng kim hóa thành chân long hoành không bay lên hoành kích hai vị chuẩn thiên tôn hắn một lần nữa phá vỡ dùng côi bảo từ tủy chém ra cấm khí, chân thân giết đến gần hai người kia. Trong sự va chạm kịch liệt, máu tươi văng ra, cùng với một tiếng vang nhẹ, cánh tay trái của chuẩn thiên tôn nguyên tộc đã bị sở phong kéo đứt. Chuẩn thiên tôn nguyên tôn kêu lên một tiếng, tóc tai bù xù, nửa người, toàn là vết máu. Ông ta vừa thẹn vừa giận, có một cảm giác sỉ nhục rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia, ông ta nhiều lần thể hiện uy nghiêm nguyên tộc, nói muốn giết Chu Chính Đức. Nhưng bây giờ thì sao? ông ta bị người ta kéo đứt một cánh tay bị trọng thương ngươi cái gì mà ngươi sở phong quát thất bảo kỳ ảo mở ra lần này bốn chùm sáng lộng lẫy lại tiếp tục bay ra không phải hóa thành kiếm thai như trước mà là trói buộc đối phương hắn chớp mắt đã đến giơ tay chính là một bàn tay buộc một tiếng tiếng vang quá lanh lảnh đánh nửa gương mặt chuẩn thiên tôn nguyên tộc đến vạn vẹo răng hòa lẫn với máu từ trong miệng bay ra ngoài cả người còn rơi xuống đống bụi cái này Nguyên tộc đằng sau còn có một số thần vương chưa gặp nạn đỏ ngầu cả mắt, danh túc trong tộc chịu nhục, mặt bọn họ cũng nóng lên. Đây là một sự nhục nhã rất lớn. Oành! cùng một thời gian, Sở Phong và Chuẩn Thiên Tôn mặc gia đối quyền. Chỉ mấy lần, một quyền ấn cực kỳ bá đạo đánh xuyên lồng ngực Chuẩn Thiên Tôn mặc gia, huyết quang văng khắp nơi. Giết liên thủ lại, bất luận là nguyên tộc hay là mặc gia, đám thanh niên thần vương vẫn còn sống đều không nhịn được, tế ra đại kỳ hay bí bảo đặc biệt bọn họ vây công sở phong muốn trợ giúp danh thúc trong tộc. Tuy nhiên, do không phải cùng một cấp độ, đại thần vương sở phong đối với bọn họ mà nói là tồn tại không thể địch nổi. Kim cương chắc xoay tròn, quét ngang mà ra. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Mấy vị thần vương bị nện thành mưa máu, một luồng lại một luồng. Chấn, từ đằng xa. Thiếu niên thần bí mặc ra ra tay, tế ra hàng nhái nhân vương lô tử kim, tự thân muốn động oanh sát sở phong. Không, lão tổ, cơ thể ngài có việc, không thích hợp ra tay, ngài đi mau, về sau hãy báo thù cho bọn ta. Chuẩn thiên tôn mặc ra hét lớn. Sau đó, ông ta như phát điên tấn công sở phong. Lúc này, sở phong đã vô tình, lãnh khốc, đại khai sát giới, kim cương trác hoành thiên. Oanh một tiếng, nó va chạm với nhân vương lô tử kim, ngăn lại trọng bảo. Bản thân hắn thu hoạch tính mệnh thần vương, hạ tử thủ với hai vị chuẩn thiên tôn. Trong âm thanh phốc phốc, vai hai vị chuẩn thiên tôn mặc ra và nguyên tộc đều nổ tung, hai tay cũng mất đi, bị sở phong bắt sống. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám nói muốn giết ta. Sở phong lạnh giọng nói. Răng rắc, hắn trực tiếp vặn gãy cổ hai vị chuẩn thiên tôn, khiến cơ thể bọn họ có rút, run rẩy không thôi. Hồn quang hai người vẫn còn, vẫn chưa thoát khỏi nhục thể, bị sở phong áp chế bên trong tàn thể. Sở phong nhìn thiếu niên thần bí, muốn chạy đến giết hắn ta. Cảnh tượng rúng động tất cả mọi người. Lão tổ, hãy vận dụng bí thuật đi mau. Hồn quang chuẩn thiên tôn mặc ra gào khóc đều là gà đất chó sành mà cũng dám tranh hùng với ta sở phong lạnh lùng nói lúc này người của thiên tiên tộc đạo tộc đều nhìn thấy không khỏi có chút thất thần người huyền hoàng tộc cũng kinh ngạc không hiểu bọn họ đã sớm nhìn ra được đồng thời cũng ý thức được chàng thanh niên kia là nhân vương có được huyết thống mạnh nhất của nhân tộc nhưng rốt cuộc hắn đến từ vương tộc nào huyết dịch hoàng kim đó thật sự quá đáng sợ vượt qua cả nhân vương huyết bình thường nhất là thanh niên tóc bạc huyền hoàng tộc tâm trạng của hắn ta lúc này cực kỳ phức tạp trước đó hắn ta lạnh lùng thái độ không tốt bây giờ nghĩ lại người như sở phong cần gì hắn ta phải bảo vệ chứ lão tổ đi mau chuẩn thiên tôn mặc ra một lần nữa gào khóc đó là một đại hiền viễn cổ bộ tộc bọn họ nếu không phải bị tam thế thân trí cao vô thượng trong truyền thuyết vây khốn dụ hoặc quyết định rơi xuống thần vương cảnh tái tạo đạo thể luyện thêm thần hồn hắn ta cũng không quẫn bách đến như vậy không sai hôm nay bọn họ quá quẫn bách một thần vương trẻ tuổi nhưng lại một tay che trời, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Tôn Nghiêm Nhân vương đâu? Mất hết, bị người ta vô tình đánh dụng. Ta không đi. Nếu hôm nay ta rời đi, ta còn mặt mũi nào đi gặp vương tổ chứ?" Thiếu niên kia lên tiếng, từng bước một bước về phía trước nhưng hắn ta bắt đầu ho khan, sắc mặt không bình thường, trở nên trắng bệch. Đó là vì hắn ta không thích hợp ra tay. Không được, trừ phi mời ra dòng dõi vương tổ, quay về thời đại thiếu niên, không phải lĩnh vực thần vương. Không ai có thể khắc chế hắn. Chuẩn Thiên Tôn mặc ra hô to. Ông ta nhắc đến vương tổ, chính là vương sơ tổ họ Mạc, huyết mạch con của ông bá đạo không thể tưởng tượng được. Bây giờ, nếu xuất hiện một người, tuyệt đối có thể đánh nổ cường giả từng thời đại trong thiên hạ. Đáng cho tất cả tiến hóa giả ở đây, chấn động trong lòng không có gì ngoài dòng dõi vương tổ. Nếu không, không có ai có thể ngăn được Chu Chính Đức. Điều này thật sự quá kinh thế hãi tục, ngay cả địch nhân cũng có thể đưa ra đánh giá như vậy có thể thấy được chàng thanh niên huyết khí hoàng kim mênh mông kia đáng sợ đến cỡ nào. Sẽ có cơ hội, dòng dõi vương tổ cuối cùng rồi sẽ hiện thế, chấn áp cái gọi là hoàng kim từng thời đại, phá vỡ ghi chép chiến lực cực hạn của các bậc tiền bối. Thiếu niên kia vẫn đang chậm chạp cất bước, để thiên địa cộng hưởng cùng với hắn ta, phát ra thần âm đại đạo đinh tai nhức óc, giống như có người đang giảng đạo. Chỉ là trên mặt hắn ta hiện lên màu đỏ không bình thường, giống như huyết khí cuồn cuộn, cơ thể lung lay, dường như có một luồng năng lượng không địch nổi sắp phóng ra ngoài. Dòng dõi vương tổ sẽ tái hiện thế gian. Mắt chuẩn thiên tôn mặc ra trợn tròn, tách ra hào quang yêu dị, khó có thể tin. Truyền ngôn, dòng dõi vương tổ đều tọa hóa rồi mới đúng chứ. Có lẽ chỉ có vài người có khả năng còn sống bên trong đạo quật của tộc, uẩn dưỡng chân ngã chống lại thời gian. Bây giờ, chuẩn thiên tôn mặc ra lại nghe được lời này. Điều đầu tiên ông ta liên tưởng đến có thể có dòng dõi vương tổ, đang luyện tam thế thân, có lẽ đã thành công, cho nên mới có lời nói đó. Nhất là thiếu niên trước mắt là một đại hiền viễn cổ. Hắn ta sở dĩ có thể có được tàn thiên thiên công cổ lão tam thế thân, hơn phân nửa là do dòng dõi vương tổ ban tặng. Thật sao? Dòng dõi vương tổ vừa ra, có thể nghiền ép thịnh thế, đánh nổ cái gọi là cường giả sáng chói chư thiên, thành tựu thần thoại trung cực. Chuẩn thiên tôn mặc ra kích động đến hồn quang run sợ, ở đó kêu to. Đừng có nằm mơ nữa, lên đường đi đánh nổ thịnh thế về sau ta ngược lại có thể thử một chút sở phong cười lạnh cái gì là vương tổ cái gì là tiền bối các bậc hắn chẳng tin nếu thật có một ngày gặp được một đường quét sạch bọn họ hiện tại hắn đã là đại thần vương tương lai hắn cũng sẽ không thua ai trên đường tiến hóa gặp địch không lùi hoành kích vạn cổ thời không tế lô sở phong lạnh lùng nói nói được thì làm được hắn nhất định sẽ dùng huyết nhục chuẩn thiên tôn tế bất hủ thái thượng bắt quái lô Hiện tại, nhục thân hai vị chuẩn thiên tôn nguyên tộc và mạc gia đều vẫn còn, chỉ có cổ là bị vặn gãy. Về phần hồn quang cũng vẫn còn ở đó. Không, ngươi không được làm như vậy. Lần này, cảm giác được sở phong mang theo hai người bọn họ tiến về chủ lô, toàn thân hai vị chuẩn thiên tôn phát sáng, muốn dãy ruộng, giận dữ vô cùng. Sở phong đang xem bọn họ như tế phẩm, đây nhất định là một kiểu chết nhục nhã nhất. Phàm nhân tế tự dùng xúc vật, tiến hóa giả tế tự dùng vật sống linh tính mười phần, xét theo một loại ý nghĩa nào đó cũng được cho rằng là tế tam sinh cho nên bọn họ cảm thấy phẫn nộ cảm thấy nhục nhã bởi vì sở phong coi bọn họ như tam sinh hiến tế cho lò bát quái cái chết của bọn họ không còn tôn nghiêm giết lúc này thiếu niên thần bí rốt cuộc cũng đến nơi bước chân chậm chạp vô số năng lượng giữa thiên địa giao hòa một chỗ với hắn ta khiến cho khí thế của hắn ta tăng lên cực điểm mạc gia cổ đại đã từng có một vị đại năng kinh khủng mạc thanh không vì thăm dò tam thế thân, người này đã có được hiệu quả sơ bộ, phản lão hoàn đồng. Bây giờ, hắn ta đã đánh ra. ầm ầm một tiếng nổ vang lên, tuyệt địa run sợ, dãy núi oanh minh, ngõ ngách phát sáng, rất nhiều sông núi ẩn chứa phù văn trận vực đều được kích hoạt. Đây chính là uy năng của Mạc Thanh không? Một kích đột ngột, cả người huyết khí như hồng, thiên địa cộng hưởng, đại đạo thần âm như lôi đình nổ lớn, bao trùm nơi này. Phù văn tử sắc tràn ngập như đại dương minh mông đánh về phía sở phong. Đại thần vương, con ngươi sở phong co vào. Hắn đã thật sự khinh thường người này. Hắn ta có thể đạt đến cấp độ đại thần vương, đúng là có chút kinh người. Không biết cái gọi là tam thế thân danh bất hư truyền hay là người này, vốn đã rất đáng sợ, sau khi phản lão hoàn đồng đã tái tạo ra một cơ thể vô địch. Oanh! Sở phong không chút do dự, quay người đánh tới một quyền ấn, không gì cần e ngại, cứng đối cứng thôi mà. Hắn thật sự chẳng quan tâm. Ký hiệu trật tự giữa hai bên nở rộ, như tinh không óng ánh nổ tung khắp nơi, đốt cháy nơi đó, chẳng khác nào mộng ảo hoa vũ chiến sáng dòng sông thời gian yên tĩnh vạn cổ. ầm, um, một kích mà thôi, đại thần vương mạc thanh không bay ra ngoài, phun máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta đã bị trọng thương. Lão tổ, cơ thể của ngài có vấn đề, đừng chiến nữa, đi mau đi. Chuẩn thiên tôn mặc ra sợ hãi kêu to. Ngay cả mạc thanh không cũng biết, hắn ta không có gì ngoài vấn đề cơ thể. Nếu không, hắn ta sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói vượt quá tưởng tượng, quá mức bá đạo. Đây chính là thực lực tiếp cận thiên tôn cảnh. Sở Phong kinh hãi. Dưới một quyền toàn lực ứng phó của hắn, đối phương chỉ ho ra máu, nhục thân cũng không bị xé rách. Quả nhiên không hổ là đại thần vương, nên biết rằng đại thần vương hắn phải trải qua các loại nấu luyện, tích lũy thâm hậu, không thể dùng tuổi tác để bình phán giá trị chiến lực của hắn. Ví dụ như đất luân hồi, ao mẫu kim, hắn đã từng hấp thu qua tinh túy của chúng. Đúng là lợi hại lại có thể chịu được một quyền của ta mà cơ thể không bị tổn hao sở phong thở dài đại hiền mặc da mặc thanh không muốn thổ huyết cùng là đại thần vương nhưng lại bị ngươi chấn đến ho ra máu ngươi đang khoe khoang sao chuẩn thiên tôn mặc da cũng oán giận cho rằng chu chính đức đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ cơ thể lão tổ nhà ông ta có vấn đề cho nên mới ho ra máu chứ không phải bị hắn chấn đến phun máu về phần những người khác rất nhiều người nghe được lời nói này cũng đều biến sắc rất muốn nói ngươi đang biến tướng khen chính ngươi sao? Không sai, ngươi thật sự bất phàm." Sở Phong nhìn thiếu niên đại hiền, một lần nữa gật đầu. "Hắn ta đã nói đúng trọng tâm." Mọi người đều im lặng không nói gì. Loại tán dương này nghe sao cũng có cảm giác cổ quái. Nghe vào tai mọi người, hương vị đều thay đổi. Quá tự luyến rồi, còn có kiểu khoe khoang biến tướng như vậy sao? Từ đằng xa, Khương Lạc thần nhỏ giọng lẩm bẩm, "Im lặng, không cần nói nhiều." Thịnh Ngọc tiên nghiêm túc nhắc nhở nàng ý thức được, vị thần vương trẻ tuổi đi cùng một đường với bọn họ đến đây thật sự quá kinh khủng, hơn phân nửa sẽ lưu danh trong lịch sử tiến hóa, huy hoàng cả một thời đại. Nhân vật đó cuối cùng sẽ có khả năng tiến hóa đến cấp đại vũ, thậm chí trở thành sinh vật cứu cực. Lại đến, sở phong hất cầm, phong thái tự tin, ném hai chuẩn thiên tôn sang một bên, đi thẳng về phía trước. Trên bầu trời, kim cương trác cũng đang rằng co với nhân vương lô tử kim, và chạm lẫn nhau, xé rách hư không. Giết! Mạc Thanh không sung kích, mắt dọc mi tâm mở ra nhìn thẳng các loại bản nguyên. Đây chính là tuệ nhãn, nhìn như bản mệnh kỳ ảo, huyền ảo khó lường. Kỳ ảo này vừa ra, có thể nhìn trộm pháp môn chưa địch diễn dịch, danh xưng vạn pháp đại biến thế gian. Đương nhiên, thứ này cần tu luyện đến cực hạn mới được. Nếu người cưỡng ép tu luyện tầng cao hơn, bản thân nhất định sẽ bị phản phệ. Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đã từng quen biết với Mạc gia, tất nhiên cũng có nghe một số lời đồn về tộc này, Lúc này, hắn vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, thất bảo kỳ ảo giữ lại không đánh ra. Khóc thương bi ai. Giờ phút này, trên mặt nữ thánh mục thanh hàm giống như là bị tát cho một bàn tay đau rát. Đại năng thiên thần tộc trong giờ phút này cũng đang ngẩn người giống như tượng đất, thân hình hoàn toàn bị đóng đinh ở nơi đó. Thánh nhân của các thế lực như đại mộng tịnh thổ, cơ giới tộc, tây lâm tộc, đại tề hoàng triều, u minh tộc cũng ngạc nhiên. Vừa rồi bọn họ đã bàn luận xong việc chia cắt lợi ích trên địa cầu, phương pháp chia đều những di tích và danh sơn đại xuyên kia như thế nào, nhưng bây giờ tất cả mọi người giống như bị người ta đánh cho một cái tát. Vừa rồi, bọn họ rất thong dong, rất chắc chắn, đoán trước được trận chiến này, át sẽ đại thắng, toàn diệt những kẻ có can đảm ở trên địa cầu, dám đối nghịch với ý muốn của các tộc trong tinh hải, rồi sau đó tinh cầu này sẽ biến thành thuộc địa. Nhưng đâu thể ngờ tới, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Đích thật là toàn diện, nhưng mà không phải là hủy diệt thổ dân trên tinh cầu man hoang này mà là bị những tên cứng đầu kia làm trái ý trời tiêu diệt liên quân của các tộc không có khả năng một tên hải tặc vũ trụ ở cấp độ kim thân kêu lên vô cùng hung hãn ánh sáng ác độc trong mắt lập lòe bởi vì cháu trai ruột của lão ta dẫn đầu một nhóm hải tặc tiến vào địa cầu lão ta khó có thể tiếp nhận được kết quả này các nhà thám hiểm giữa các hành tinh cũng đang thở mạnh nói làm sao có thể là loại kết cục này gần chục ngàn tiến hóa giả cùng ra tay đại quân áp trận cho dù tất cả mọi người trên tinh cầu này cùng nhau phản kháng thì căn bản, cũng không đáng chú ý, làm sao có thể đại bại, mà còn bị toàn diệt. Bầu trời cao ngoài địa cầu như ông vỡ tổ, mạnh mẽ như sinh vật ở cấp độ kim thân cũng có cảm xúc kích động, nghi ngờ dò hỏi kết quả của trận chiến này, thực sự không thể tin được. Trước đó, bọn họ có nghĩ tới các loại khả năng, có lẽ trong những tiến hóa giả của địa cầu kia có người đào tẩu, chưa chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên quân các tộc sẽ đại bại, mà còn là toàn diệt im miệng. Một vị á thánh mở miệng, thay thế đại năng ở đây duy trì trật tự, hiển lộ rõ sự uy nghiêm. Thánh nhân có mặt ở đây lúc này đều mặt trầm như nước, trong chớp mắt tràn ngập ra hơi thở cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người ở xung quanh yên tĩnh lại, run lẩy bẩy. Sau khi thánh nhân nổi giận, bầu trời cao ngoài địa cầu cũng đang run sợ bộc phát ra tiếng vang. Các loại ký hiệu mơ hồ trật tự xuất hiện, chấn áp cả mảnh đất trời. Phù phù. Rất nhiều người quỳ sát xuống, các tiến hóa giả cấp độ kim thân của các môn phái lớn, từ hải tặc vũ trụ đến một vài thợ săn thú hắc ám chỉ cần chưa đặt đến cấp độ á thánh đều run rẩy cả người run rẩy dưới thánh uy sợ hãi vô biên trong một khoảnh khắc tin tức này đã truyền vào trong tinh hải được một vài kênh đưa tin ra ngoài rất nhanh kết quả của trận chiến này giống như đã mọc cánh bay đến khắp nơi trong vũ trụ rất nhiều tiến hóa giả của các tinh cầu sinh mệnh đều nghe được còn các loại tin tức rõ ràng hơn thì được đưa đến trên bàn của rất nhiều nhân vật mạnh mẽ hơn chín tiến hóa giả gần 100 môn phái tiến hóa, dạng liên quân như thế này mà lại đại bại, bị thổ dân trên địa cầu cắn nuốt. Không có một ai trốn ra được. Chỉ có một vài thám tử lúc ấy không tiến vào bất diệt đảo, chỉ đứng ở khu vực sương mù xa xa trong đông hải nhìn thấy một màn kia, khiến cho bọn họ lúc ấy lạnh cả người, máu cũng sắp đông lại. Sở phong đại ma đầu lại xuất hiện trên địa cầu. Tất cả chuyện này đều là hắn làm. Tin tức như tiếng sấm truyền ra, khiến cho hai tai của tiến hóa giả các tộc vang lên ong ong gần đây luôn có lời đồn sở phong đã rời khỏi địa cầu, đi vào trong tinh hải, thậm chí còn nghe đồn vụ án nhà giam vũ trụ của Tây Lâm tộc là do hắn làm, kết quả hiện tại hắn lại trở về địa cầu, càn quét quần hùng. Sở phong ma đầu, ta muốn lột ra đầu của ngươi, rót vào dầu nhân ngư, đưa ngươi đi đốt thiên đăng. Có người đang thét lên, tóc tai bù xù, đứng đó thét dài. Phế vật, gần 10.000 người mà cũng không bắt được một đám tiểu yêu, khi nghe tin bị một tên sở ma đầu giết lập tức đã sợ mất mật toàn quân bại trận, bây giờ còn mặt mũi gì nữa, đều chết hết đi được rồi. Đại nhân, chính xác là đã chết hết, gần như không có ai sống sót. a à, cháu của ta cũng đã chết rồi sao, khiến ta đau như sát muối vậy. Ta muốn đánh chết sở phong, giết hết những tên thổ dân kia. Trong tinh không đại loạn, bởi vì việc này có ảnh hưởng quá lớn, các môn phái dính đến quá nhiều, người dẫn đội đều là tinh anh thế hệ trẻ, mà một ít trưởng lão của các tộc yêu thích trong lòng. Ngoài ra, cho dù không phải là thánh tử, thì cũng là cháu ruột của một vài tên hải tặc vũ trụ, hoặc là đệ tử của các nhà thám hiểm, bọn họ chưa bao giờ phải ăn thiệt thòi lớn như vậy, một vài lão yêu ma cũng đang phát cuồng. Về phần các gia tộc lớn như Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, Đại Mộng Tịnh thổ thì càng giống như có bão tố, trong tộc đàn phát ra âm khí nặng nề, không khí ngột ngạt đến mức sắp ngạt thở. Bọn họ không thể tiếp nhận loại kết quả này. Cần phải biết, lần này khác với vài lần trước, bọn họ đã huy động nhân lực, phái ra rất nhiều người kêu gọi các tộc khác đồng tâm hiệp lực cùng chinh chiến tinh cầu man hoang này. Kết quả thế mà lại là liên quân bị toàn diện. Điều này khiến khuôn mặt của bọn họ đau rát, cái tát này quá vang dội, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười. Mười vị trí đầu cũng không phải hòa thuận gì, mấy phái thiên thần tộc, U Minh tộc lần này gặp hạn bị té ngã, bọn họ rõ ràng ý thức được đã bị khiêu khích rất nghiêm trọng, uy thế của bản thân bị hạ thấp, các loại lực ảnh hưởng cũng đang bị rơi xuống. Bọn họ không chỉ một lần bị sở phong cho ăn thiệt thòi lớn, thần tử trước đó của bọn họ đều bị sở phong chém giết, lần này lại đại bại như thế, bị một người dùng trận vực tiêu diệt hơn 9.000 người, khiến cho bọn họ cực hạn đau lòng, hận muốn điên. Phóng viên Anh Phi Hồng đến từ A Tiên, tộc thường trú trên địa cầu đưa ra tin tức mới nhất, liên quân diệt vong trên bất diệt sơn, tiến hóa giả của địa cầu tên là sở phong dùng trận vực quét ngang tất cả mọi người. Tin nhanh mới nhất đến từ Phật tộc, thánh nhân đứng bên ngoài địa cầu nổi giận, khiến cho rất nhiều tiến hóa giả cấp độ kim thân bị ảnh hưởng, có người mất mạng phát sóng trực tiếp đến từ kênh của Hắc Huyết Giác Đấu Trường, Vạn Tinh Thể, Vô Kiếp Thần Thể, Nguyên Tử Thánh Thể bị Sở Phong bắt sống, ba đại thể chất đều thua trong tay một người. Trong vũ trụ hoàn toàn sôi trào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi quy tắc nở rộ như hoa, hư không bạo tạc, năng lượng như đại dương mênh mông, cực kỳ đáng sợ. Mạc Thanh không kêu lên, mắt dọc của hắn ta đang dỉ máu. Hắn ta không dám thăm dò pháp môn đối phương, chỉ dùng để tấn công nhưng vẫn khiến cho bản thân tao ngộ phản phệ. Giết! Hai người đều quát khẽ, thẳng hướng đối phương. Bên trong hào quang năng lượng sáng chói, mọi người nhìn thấy hai thân ảnh bá chủ không ngừng va chạm, sau đó một người ngã xuống, huyết dịch nhân vương văng khắp nơi. Ẩm! Cả người mặc thanh không toàn máu ngã xuống. Lão tổ chuẩn thiên tôn mặc ra giống to. ầm Ẩm! Trên bầu trời, nhân vương lô tử kim cũng nổ tung, bị kim cương chắc va chạm bốc lên không thôi cuối cùng rơi xuống đất hết thảy đều kết thúc a à, chuẩn thiên tôn nguyên tộc gào thét nhưng ông ta không cách nào chống lại bị sở phong nhấc lên ném vào bên trong bất hủ thái thượng bắt quái lô tới phiên ngươi tiếp theo sở phong lại ném chuẩn thiên tôn mặc ra vào đồng thời đại hiền mặc ra cũng rơi vào trong lò luôn vù cuồng phong nổi lên lôi đình gào thét cát bay đá chạy sương mù bốc lên từ trong bất hủ lô tràn ra ngoài sau một khắc, sở phong cũng ném hết tất cả thần vương bị nổ tung vào trong lô, ánh lửa nhảy lên, sương mù thần bí lượn lờ, nhìn rất quỷ dị. Đến phiên ta, sở phong dứt lời, thả người nhảy lên, nhảy vào trong, lô. Lúc này, dị tượng kinh thiên. Ánh lửa trong lò đột nhiên ngập trời. Đây vốn là một địa quật, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó giống như đồng lô cổ xưa từ dưới đất hiện lên, đứng sừng sững giữa thế gian. Đồng thời còn có một hình người đang hiển hóa, lay động quạt ba tiêu, như thể đang nấu luyện một lò kim đan. Hắn đã tiến vào chủ lô rồi. Thanh niên lông mày trắng huyền hoàng tộc chấn kinh, sắc mặt lạnh lùng không còn sót lại chút nào, chỉ ngẩn người đứng đó. Lá gan của hắn quá lớn. Hắn điên rồi sao? Từ đằng xa, Khương Lạc Thần và Thịnh Ngọc Tiên cũng rúng động không hiểu. Dương gian đúng là không tầm thường, cổ quái có rất nhiều. Có một số địa thế có thể khiến cho thủy tổ chư tiên phải kiêng rè không thôi địa thế thái thượng kia không phải từ 33 tầng thiên ngoại rơi xuống chứ. Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, từ bên ngoài cấm địa bước vào. Ồ, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nó có phải là lô thất truyền trong truyền thuyết hay không. Lại có người nói chuyện. a à, có người dùng máu tế bắt hủ bát quái lô. Ha ha, hắn biết loạn thế ngũ hùng chúng ta đến sao, cho nên đã chủ động hiến tế, chờ chúng ta tiến lô nhận được tạo hóa. Ha ha, ha ha, tuế nguyệt đánh nổ thịnh thế đến rồi. Lại có người tới, hoặc có biến cố. Năm người đang đi trong sương mù chia ra những hướng khác nhau, bao vây chặn lại bên ngoài lò bát quái, muốn tiến hành đi săn. Ha ha, thật là kỳ diệu, xem ra bên ngoài 33 trọng thiên thực sự có thứ gì đó, lò bát quái bất hủ thật sự rơi xuống nơi đây, trở thành một tuyệt thổ. Bọn họ đều rất thần bí, mang đến cho mọi người áp lực khổng lồ, mỗi người đều mặc giáp trụ màu đen trong sương mù, không nhìn thấy được chân dung, như năm vị ma thần đến từ thời viễn cổ, tích lũy khí tức năm tháng xa xưa. Đây là người nào? các tộc chấn động. Chu Chính Đức thả người hoàn toàn nhảy vào chủ lò đã đủ chấn động, mà hiện tại lại xuất hiện thêm 5 người muốn nhảy vào lò, sao không khiến lòng người kinh hãi chứ? À, thật không sai, bắt đầu đi, bên trong đã có sẵn tế phẩm, nhưng còn chưa đủ quý giá. Có người mở miệng, bọn họ đều mang theo túi càn khôn, hiển nhiên bên trong có cái mà họ gọi là tế phẩm quý giá. Trong ly hòa, giữa làn sương khói, lò bát quái bất hủ dưới lồng đất tuôn trào năng lượng, nơi đây giống như địa ngục dung nham cuồn cuộn, quỷ khóc thần gào, khắp nơi cát bay đá chạy, sinh linh viễn cổ vô tận đã chết ở nơi đây như đang dãy ruộng, muốn chạy trốn thoát ra ngoài. Mà có khi lò bát quái lại như tiên cảnh, dáng mây lành tuyệt đẹp, dung nham ảo ạt, ánh sáng bắn ra khắp nơi, có tiên tử lượn lờ, có đạo tổ ngồi xếp bằng trên tế đàn tụng kinh. Có thể nói, đây là một nơi sặc sỡ, kỳ quái, rất kinh người, dị tượng không ngừng hiện ra. Lúc này, sở phong tiến vào lò, quả thực như đang bồi hồi giữa địa ngục và thiên đường bước đi giữa sự sống và cái chết, một bước có tịnh thổ vườn quanh, một bước có lệ quỷ quấn thân. Mỗi một lần hắn cắt bước đều nhìn thấy những thứ khác biệt. Cái hang không lớn, nhưng sau khi tiến vào thì lại như đặt mình trong lò lớn thiên địa, bị một thế giới cổ xưa luyện hóa. Giờ khắc này, sương mù cuồn cuộn, sông lửa cuộn trào, bên ngoài căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Sở phong hít sâu một hơi, nắm lấy một nắm đất luân hồi rồi phủ lên toàn thân để phòng ngự. Ngoài ra hắn còn mở ra vại đá, chuẩn bị đi vào khi cần thiết bởi vì quá nguy hiểm sau khi đi vào nơi này hắn cảm thấy sinh tử sẽ xảy ra chỉ trong một chớp mắt hắn mở hỏa nhãn kim tinh quan sát trong thế giới luyện ngục oanh một tiếng một mảnh kim quang trói mắt kích động văng ra từ vách đá làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng phát ra tiếng kêu thống khổ vào thời khắc này hai mắt hắn đang chảy máu đã chịu bỏng nghiêm trọng đồng tử cũng bị thương đây là ngọn lửa gì tường lò đều là nham thạch vừa rồi kim quang bắn nhanh lại đây là ngọn lửa cổ xưa nào đó tương đương bá đạo, cả hỏa nhãn kim tinh cũng chịu không nổi. Hai mắt sở phong chảy máu, lào đào lùi lại vài bước, nhưng hắn cũng dần dần thích ứng, chậm rãi cảm ứng được chân tướng của nơi đây. Nhìn như một thế giới trong lò, vấn thân vào đây như trở thành một con kiến, nơi đây có vẻ rất to lớn, nhưng khi trầm tĩnh lại, thì có thể cảm nhận ra đường kính trong lò đá này chỉ có mấy trượng mà thôi. Vách lò chân thật hoàn toàn được làm bằng đá, khắc đầy hoa văn tự nhiên, nhưng nhìn kỹ lại như đạo tắc vô thượng, để lộ ra đại đạo bất biến vĩnh cửu của thế gian có vài hoa văn chảy suối ánh lửa hễ hơi dùng năng lượng chạm vào một chút cho dù là hỏa nhãn kim tinh quan sát cũng lọt vào phản kích đây cũng là nguyên nhân khiến hai mắt sở phong chảy máu phải dung nhập với nơi đây nhất trí với nhịp đập của lò đá nếu không nó bài xích ta như thế thì chắc chắn ta sẽ chết sở phong hít sâu một hơi nơi này đều là năng lượng đặc thù một mảnh mây tía bốc hơi lên từ vách lò Vờn quanh theo hô hấp của sở phong nhưng mà hắn lại kêu rên một tiếng nửa người và cả miệng mũi cũng bị tử hà chôn vùi máu thịt đốt cháy gần như muốn hủy diệt thân thể hà sở phong kinh tủng muốn dung nhập nơi đây quả nhiên là rất khó khăn còn chưa làm gì mà hắn đã sắp bị một lửa nóng làm cháy hỏng cả chân thân đất luân hồi phập phồng viên nào cũng trong suốt vườn quanh thân thể hắn để ngăn cách ánh lửa làm sở phong ổn định lại trong thời gian ngắn ngủi nhưng loại bảo hộ này không liên tục được bao lâu các loại biến hóa trong lò đá lần lượt xuất hiện một mảnh xích hà trên vách đá bắn nhanh đó là bí hỏa màu đỏ oanh một tiếng đã dâng trào kéo đến cả tòa lò đá đều đang chấn động ánh lửa ngập trời tiếp theo ánh sáng ngũ sắc dưới đáy lò đá lao thẳng lên ném sở phong đi lửa nóng bao trùm các loại hỏa đạo tinh túy điên cuồng khoách trương mãnh liệt lan ra cả tòa lò đá được kích hoạt muốn luyện hóa sở phong một rồi lại một vật chất giống như laser bắn nhanh ra từ vách đá tất cả đều tập trung vào thân thể sở phong. Điều này làm trong lòng hắn trầm xuống, đây không chỉ là đặc tính của lò bát quái mà còn có lệ khí nào đó, chấp niệm không cam lòng và phẫn nộ nào đó hòa lẫn với nhau, muốn hủy diệt hắn. Lấy máu tế lo còn chưa đủ. Sở phong thở dài, lập tức lấy vại đá hộ thể, thân thể giống như rút nhỏ, hắn ngồi xếp bằng trên miệng vại, cái nắp trên đỉnh đầu lơ lửng, nhưng vẫn chưa đóng lại. Hắn biết đó là cái gì, ngày xưa, nơi đây đã có quá nhiều cường giả xuất hiện, đều là tiến hóa giả cường đại trong con sông dài lịch sử, đều là tinh anh các tộc, là nhân tài kiệt xuất của cả một thời đại, nhưng họ đều đã chết, bị lò này luyện hóa. Chấp niệm và anh linh của bọn họ nhiều ít gì cũng để lại một ít dấu vết, tích lũy trên vách lò, lúc này đang tắc loạn. Đây là nguyên nhân hắn muốn lấy máu tế lò sau khi nghiên cứu ra, nhưng hiện tại xem ra còn còn chưa đủ. Hiến tế bao nhiêu mới đủ đây? Không ai có thể nói rõ, bởi vì từ xưa đến nay thiên kiêu các thời đại chết ở nơi này thật sự quá nhiều. Thậm chí, có vài người còn lâu đời hơn cả chủ nhân của Tuyệt Địa Thái Thượng Hỏa Tinh nhất tộc. Ở đáy lò có một ít ấn ký xương cốt, đến nay còn chưa hoàn toàn biến mất, để lại dấu vết cho tàn, thậm chí có có hình dạng bộ xương người. Đương nhiên, không có xương thật, chỉ là dấu vết sau khi bọn họ bị luyện hóa mà thôi. Nhưng cũng vậy cũng đã đủ đáng sợ, đây chính là lò bát quái thái thượng, đốt cháy vạn vật, trong tình huống bình thường thì không có gì có thể tồn tại ở nơi này. Ta phải chống chọi, hóa giải những dấu vết do các anh linh cổ đại đó lưu lại đánh tan dã chấp niệm, bằng không sẽ rất phiền toái, nhưng vậy cũng coi như nung khô thật hồn của mình, có thể chống chọi kéo dài thì rất có ích. Quan trọng nhất là, đánh tan dấu vết do các đổi thiên kiêu để lại nơi này, xong thì hắn phải kích hoạt sinh cơ ở đây, bằng không lò bát quái đốt thể, không ai có thể chống chọi được. Thật sự muốn lò bát quái luyện thể thì phải dẫn động sinh chi hòa. Sở phong ra tay tại nơi đây, vừa tạm thời dùng đất luân hồi hộ thể, tranh thủ dung nhập nơi đây, vừa lôi kéo chẳng vực, muốn kích hoạt hoa văn cổ xưa dưỡng nhân trong lò này. Có thể nói, theo dòng thời gian chảy xuôi, nán lại lò đá này là một con đường chắc chắn phải chết, sinh cơ duy nhất chính là dẫn ra sinh chi hỏa, hóa thành dưỡng sinh địa. Oanh! Đột nhiên, lửa cháy sôi trào, tia chớp đan chéo, một gương mặt thật lớn hiện lên, đánh tới hướng sở phong. Chuyện này làm hắn hít hà một hơi, đó là chấp nghiệm ác ý của thiên kiêu ngày xưa hiện hình. Năm đó người này cường đại đến cỡ nào, không cam lòng đến cỡ nào, ý thức còn sót lại của một người lại có thể một mình tồn tại, duy trì lâu như vậy. Ông, thần quang chấn động, trong tay sở phong xuất hiện kim cương trác, hiện giờ nó được xem như thô bôi khí đến từ 33 trọng thiên, rất được chú trọng, bị hắn dùng để hóa ma. Hóa ma, hóa quỷ, hóa tiên, hóa thần, độ hóa vạn linh. Sở phong khẽ quát, sau khi từ luyện thành trác này, hắn từng nghiêm túc tìm đọc một ít sách cổ. Từ xưa đến nay những vật từ 33 thiên quá hiếm thấy, từng có ghi lại, loại này thô phôi cực kỳ thần bí, có vô số điểm khủng bố, có thể độ hóa các tộc, càng có thể độ hóa yêu ma quỷ quái, hiệu quả kinh người. Hiện tại hắn muốn thử một lần, tuy rằng vẫn là thô thai, còn phải chờ chờ trưởng thành, nhưng uy năng vẫn bất phàm. A, à, một tiếng hét thảm vang lên, gương mặt thật lớn kia vặn vẹo, bị kim cương chắc đánh trúng thì mơ hồ nhạt đi, sau đó kim cương chắc sáng lên, cứ như có thể chiếu rọi chư thiên, như cảnh tượng tương lai đột nhiên xuất hiện gương mặt kia biến mất, bị kim cương chắc 33 trọng thiên độ hóa, trở thành hư vô, yên hà tan đi. Ẩm vang, kim cương chắc chuyển động, một ít chất niệm, một ít yêu ma quỷ quái chung quanh đều kêu lên sợ hãi, đang tan thành mây khói. Cả sở phong cũng hít hà một hơi, không ngờ kim cương chắc này có tác dụng mạnh như vậy, thật sự quá siêu phàm. Hắn từng thử qua, nếu tự mình đi độ hóa thì rất mất công, thậm, chí trả giá bằng máu cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhưng hiện tại có thể dựa vào một cái vòng tay để độ hóa rất nhiều anh linh. Quả thật trọng khí của 33 trọng thiên không phải chỉ là nói ngoa, lời đồn thật sự không sai. Oanh! Ở ngay lúc này, một vách đá tỏa ra mây tía mênh mông cuồn cuộn, như trường giang mãnh liệt, như sông lớn chảy xiết, tựa đại dương mênh mông vỡ đê, đánh sâu vào nơi đây. Kim cương chắc bị bao phủ, bị mây tía vần quanh, như bị giam cầm, bị luyện hóa, ánh lửa trong lò bát quái này tự động phản kích. Hả? cuối cùng, kim cương chắc lơ lửng lên, hai bên cộng minh, nó không bị nóng chảy mà lại càng trong trèo lấp lánh, như bị vật chất nào đó tầm bổ, nung luyện, càng tỏa ra đạo vận kinh khủng. Dưỡng binh chi hỏa, sở phong kinh ngạc, xem ra bất kể thô thai, binh khí của 33 trọng thiên xuất hiện ở nơi nào cũng được thiên quyến, không ngờ lại được tế luyện như vậy. Mà hắn thì sao, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên miệng vại đá, mặc dù có đất luân hồi vườn quanh, nhưng vẫn nguy cơ trùng trùng dưỡng nhân chi hỏa đâu, hẳn được kích phát ra rồi. Sở phong lại lôi kéo chàng vực, hắn muốn luyện bản thân. U u, đạo hỏa vô biên, tất cả đều là trật tự, tất cả đều là quy tắc, các loại ánh sáng bắn nhanh đến, một rồi lại một vách lò đều được kích hoạt, các loại ánh lửa sôi trào, hơn nữa xuất hiện tia chớp hỗn độn đang giáng thẳng vào lò. Sở phong sởn tóc gáy, triệu hồi kim cương chắc đến, mây tía mênh mông chống lại rất nhiều tia chớp. Trong lúc tia chớp giao kích, vòng tay trong suốt kia phát ra đạo chi thần vận càng giàu trật tự. Nhưng ngay sau đó, nguy cơ khủng khiếp đột nhiên ập đến, dưới đáy lò xuất hiện hoa văn thần bí, sau đó ánh lửa vô tận dâng lên, có hết mọi loại ánh sáng. Oanh một tiếng, sở phong bị đánh rơi xuống đất, vại đá quay cuồng văng ra ngoài, hắn bị đánh ngã ra. Hắn hét thảm một tiếng, cơn đau này quá kịch liệt, như muốn thiêu thủng cả hồn quang. Ít nhất thân thể hắn đã cháy lên, hình thể khô khốc, một phần xương cốt đều đứt gãy. Đây là dạng lửa gì? lò đá chấn động, cái đáy xuất hiện ký hiệu thần bí mà lóng lánh, muốn hủy diệt tất cả sinh cơ. Tử môn đã mở rộng, hẳn sinh cơ cũng không xa. Sinh môn làm bạn, vật đổi sao rời, nhất thuấn vạn cổ, mở ra. Sở phong quát, hắn dùng hết sức mạnh, suy diễn ra chẳng vực, dựa theo suy đoán của hắn thì đây là thời khắc nguy hiểm nhất, đồng thời cơ hội cũng sẽ tới. Sinh chi hỏa nhất định là cách đây không xa. Xích, hồ quang hỗn độn chém qua, nửa người sở phong đều cháy đen mà đây chỉ là quét ngang qua bên người mà thôi không đánh trúng hắn nếu dính vào người thì hình thần của hắn đều sẽ tan biến lúc này thật sự quá nguy hiểm răng rắc lại một hồ quang hỗn độn chém qua vẫn chưa đánh trúng nhưng nửa người sở phong đã khô khốc máu thịt gần như không còn tồn tại xương cốt không ra hình dạng gì đây là muốn diễn biến ra tuyệt diệt chi địa sao hắn chấn động trong lòng nhưng khi hắn dốc hết sức lực thúc đẩy trong quá trình địa thế cộng hưởng, phần nửa người còn lại như tắm mình trong gió xuân, bị một luồng sinh cơ bao vây. Đây quả thực là nửa bên thiên đường, nửa bên địa ngục, thân thể ở đường phân cách sinh tử, thật sự là đáng sợ. Hắn không động đậy nữa, hơi sai lầm một chút thì sinh chi hỏa sẽ biến mất, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn sinh chi hỏa này chỉ tạm thời bị kích thích bắn ra. Vại đá cách đó không xa, đất luân hồi cũng rơi xuống đất, kim cương chắc bị sương mù tím bao phủ, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ha hả nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không hơn phân nửa người nọ đã chết không ngờ hắn ta lại là tế phẩm tốt nhất phía trên lò bát quái lại có người mở miệng năm tên cường giả thần bí cũng giống như người khác đều nhìn không thấy tình hình trong lò bởi vì sương mù quá dày đặc lửa cứ cuồn cuộn che đậy tất cả chân tướng lúc này lò đá sống lại không ai có thể nhìn thấu chân tướng thiên cơ bọn họ cũng chỉ nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của sở phong khả năng còn sống như vậy là tốt nhất loại tế phẩm cực phẩm có thể tế sống này không nhiều lắm trời sinh có thể dẫn động vật chất đạo tổ một người trong đó mở miệng bọn họ nhìn thấy vật chất đạo tổ hiện lên đầy trời lao thẳng về hướng lo vậy chúng ta tiếp tục hiến tế một người mỉm cười cởi bỏ túi càn khôn thả vào trong lò có cốt khối màu vàng đặc biệt có linh vũ hung cầm tuyệt thế nào đó còn có dòng máu màu bạc kỳ dị những tế phẩm đó đều không thể tưởng tượng còn có thể phát ra tia sáng phù văn quy tắc sao ta cảm thấy hắn còn sống có một người nhíu mày. Ha ha, vậy không phải càng tốt sao, chúng ta chặn đường cướp thành quả, để hắn lấy thân tế lò, chờ sinh chi hỏa bên trong xuất hiện thì chúng ta lại thong dong đi vào rồi đánh chết hắn. Cũng đúng, đó là kỳ tài tràng vực mạnh nhất trên đời, muốn dẫn động những sinh chi hỏa đó thì bản thân cũng rất hơn phân nửa cái mạng, chúng ta vào lò, lấy thành quả ra rồi chém chết hắn, chuyện này thật quá tuyệt vời, ta thích nhất là cảm giác thu hoạch thành quả thắng lợi của người khác, ha ha. Năm người đang âm thầm mưu đồ và thương lượng nhưng, bọn họ cũng đang hiến tế. Hừm, giúp ngươi một tay, bằng không ngươi chết giữa chừng thì làm sao bây giờ, tranh thủ trải đường sẵn cho chúng ta đi, chúng ta lập tức tới ngay. Trong bọn họ có một người đang mỉm cười, nếu người nọ chết rồi thì thôi, nếu còn tồn tại thì bọn họ sẽ hớt tay trên, ngồi hưởng quả ngọt tạo hóa. Cũng được rồi, nên vào lò cảm tạ người này, cho dù hắn chết hay sống cũng đã làm hết chức trách. À, ta hy vọng hắn tồn tại, để chúng ta giáp mặt cảm tạ một lần, thuận tiện tiễn hắn lên đường luôn, hắc các ngươi là ai? Rốt cuộc có người nhịn không được mà lớn tiếng quát hỏi, rất bất mãn đối với những người nam nữ thần bí này. Đột nhiên tới hót tay trên, muốn lấy đi tạo hóa của người khác, mấu chốt nhất là họ vô không có thù hận mà lại muốn tế sống người khác, thủ đoạn này quá tàn khốc, thật sự quá đáng người mở miệng là một thanh niên tóc bạc của huyền hoàng tộc, từ trước tới nay đều lạnh lùng, tàn khốc, làm sở phong nhiều lần thiệt thòi, nhưng vào thời khắc này hắn ta lại là người đầu tiên nhìn năm người này không vừa mắt. Không ít tiến hóa giả nghe vậy cũng đồng cảm, trong lòng rất bất mãn với năm người, bởi vì họ quá bá đạo và ngông cuồng. Từ lúc họ đi vào nơi này thì luôn bày ra dáng vẻ bễ nghĩa thiên hạ, khinh thường các tộc, thực sự quá mức ngông nghênh. Bên cạnh cái hang đất cũng chính là trước lò đá bất hủ thái thượng, năm người đều ngừng lại, vốn đang muốn vào lò, nghe vậy thì ai cũng kinh ngạc, quay đầu lại lộ ra sát khí lạnh nhạt, dám quát mắng chúng ta. À, thì ra có chút lai lịch, huyết mạch nhân vương à, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chúng ta lại không để bụng, chém chết các ngươi trước. Một trong năm cường giả thần bí mở miệng, thật sự quá hung hăng, nghe thấy lời chất vấn thì muốn đi giết người, hơn nữa là tiêu diệt tất cả người của Huyền Hoàng Nhân Vương tộc ở gần lò này. Điều này làm những người đứng gần lò đá cũng chấn động trong lòng, rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì mà dám như vậy nhìn xuống một chi nhánh của Nhân Vương, dương gian như vậy. Nhưng lúc này, một trong năm người kia mở miệng ngăn cản người nọ. "Thôi, huyết mạch Nhân Vương cũng bất phàm, nhìn vào gốc rễ thì còn có vài lão bất tử chưa tọa hóa mà, đừng nên cành mẹ đẻ cành con." để lại một mạng cho bọn chúng đi. Tin tức này không phải là nhỏ, các lão tổ cổ đại nhất mạch Nhân Vương có khả năng còn sống trên thế gian. Đây là bí mật làm người ta hãi hùng khiếp vía. Thanh niên tóc bạc Huyền Hoàng Nhân Vương tộc hừ một tiếng, nói, thật là kiêu ngạo, nơi này là cấm địa Dương Gian, không phải là hậu hoa viên của các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh HaLezi Audio. Lúc này, Thịnh Ngọc tiên đến từ Hải Ngoại Thiên Tiên cũng nhẹ nhàng nói, nếu các vị đạo huynh muốn luyện bất diệt thân cũng có thể tiến hành nhưng cần gì há mồm là nói chặn đánh giết chết người khác để đạt thành mục đích của mình chứ, vậy thật sự quá thảm thiết. Hiện tại, sở phong trong lò thái thượng căn bản không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nếu biết có người muốn nhằm vào hắn như vậy thì sớm đã giận sôi máu. Năm người này chặn đường cướp thành quả của người khác thì thôi đi, còn xem hắn là tế phẩm, muốn vào lò chém chết hắn, lấy xương của hắn trải đường cho chính mình. Ha ha, ta biết các ngươi rất tò mò, muốn biết lai lịch của chúng ta, cũng được, nói cho các ngươi cũng không sao, chúng ta là người đi đến từ cuối con đường tiến hóa nhà ở sát biên giới dương gian một thanh niên trong năm người mở miệng mà lúc này bọn họ đều xoay người lại lộ ra chân dung trong nhất thời khí tức họ tăng vọt vô cùng sắc bén làm không gian chung quanh cũng vặn vẹo và mơ hồ năm người như muốn đè sụp cả lục hợp bát hoang bọn họ tự nói ra thân phân là để làm kinh sợ họ lo rằng mình khiến nhiều người tức giận mà phát sinh bất chắc hiện tại nói ra địa vị của mình để cảnh cáo chung quanh năm người này đều là lò hỏa và làn sương mù mông lung yên hà bừng bừng tô điểm cho bọn họ giống như tiên ma viễn cổ đặt chân trên cấm địa vô cùng cường thế bọn họ đều mặc giáp trụ màu đen gương mặt lãnh khốc giống như bị đau tức dựng hình nên ba nam hai nữ có người có mái tóc vàng ươm sán lạn gương mặt trắng nõn như ngọc thạch có người tóc bạc xỏa xuống vai vẻ mặt lãnh đạm mang theo sự lạnh lẽo giáp trụ trên người năm người họ đều mang theo khí tức năm tháng vô biên nhưng họ lại còn rất trẻ hơn phân nửa là chiến giáp được truyền lại là của quý do tổ tiên ban cho giáp trụ được tiên huyết nung luyện qua lúc này chuẩn thiên tôn của huyền hoàng nhân vương tộc cũng giật mình lộ ra vẻ mặt kinh nghi nhìn chằm chằm giáp trụ màu đen trên người họ cảm thấy thực khiếp sợ tự nhiên ông ta biết một ít nghe đồn bởi vì sống đủ lâu mà gia tộc của ông ta cũng có địa vị quá lớn tương truyền có thể dương gian là một con đường tiến hóa tách rời từng khai chiến với tiên nói là dương gian chiến thắng nhưng có khả năng là tự chặt đứt con đường do đó hình thành không gian bịt kín hiện tại nhìn thấy mấy người này có thể không khiến người ta nghĩ nhiều sao năm đó sở phong tiến vào dương gian chưa được mấy năm thì đã cùng cửu u lão cổ bước vào một mảnh đất màu xám là nơi giao dịch của thế lực ngầm hắn cũng từng nghe đến lời đồn này nhưng hiện tại hắn đang ở trong lò đá không biết chuyện xảy ra trên mặt đất đại thần vương năm người đều là đại thần vương lúc này cường giả đạo tộc ngắt lấy dược thảo trên một ngọn núi bất tử màu đen trong cấm địa Thái Thượng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Đều là đại thần vương, sao có thể? Cho dù là thời đại huy hoàng nhất thì một tộc cũng rất khó xuất hiện năm vị đại thần vương. Rất nhiều người đều chấn động, cảm giác quá vớ vẩn. Chúng ta không phải đến từ một tộc, các ngươi vĩnh viễn không biết được mảnh đất giáp danh của chúng ta có thể dẫn đến trời xanh. Một nam tử tóc bạc trong năm người lạnh nhạt mà mở miệng. Không cần nghĩ nhiều, tổ tiên chúng ta chỉ sinh hoạt ở đầu tuyến đường này cũng không phải người đứng ở phe các ngươi. Hắc. Lúc này, lại có một trong năm người mở miệng. Các ngươi là sinh linh ngoại giới, chẳng lẽ các ngươi là sa đọa tiên tộc? Khương Lạc Thần đứng chung một chỗ với người đến từ Thiên Tiên Đảo Hải ngoại giật mình, sau đó thất thanh la lên. Bất kể là Phật tộc hay đạo tộc đều trở nên nghiêm túc, họ đến từ nơi xa đến nơi này, nếu là như thế thì vấn đề quá nghiêm trọng. Các người lo lắng nhiều quá, chúng ta thuộc về cổ thế gia trung lập, không nghiêng về phe nào cả, chỉ sinh hoạt ở cuối dương gian mà thôi không phụ trách chấn thủ con đường tiến hóa này. Hiển nhiên, năm người kia cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của mọi người. Làm vậy chỉ vì làm kinh sợ những người ở đây, một người trong đó khó được mà tiến hành giải thích. Mà lúc này trong năm người có một người đứng ra, là một nữ tử trẻ tuổi, mái tóc dài vàng ươm bóng loáng gọn gàng, gương mặt giống như được điêu khắc thành từ Dương Chi Ngọc Thạch, đồng tử đen rất thâm thúy, nói, à, hiến tế bắt đầu, không có thời gian để kéo dài nữa, nên tiến vào lò bát quái đi bằng không sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện trường yên tĩnh, các tộc đều nghĩ rất nhiều, trong nhất thời có chút mất tập trung, ai cũng ngơ ngác sững sờ nên không người nào ngăn cản bọn họ. Năm người bỗng biến mất, nhân cơ hội tiến vào lò chung. Bọn họ không muốn bỏ lỡ thời cơ vào lò tốt nhất. Trong nhất thời, ngọn lửa như đại dương mênh mông, ánh lửa ngập trời, sương mù mãnh liệt, cả cái lò đá đều trở nên mơ hồ. Năm người càng thần bí khó lường, giống như dẫm lên con đường viễn cổ bước từng bước một tới rồi đứng vững trong lò bát quái bất hủ thái thượng. Giáp trụ trên người bọn họ quá kỳ dị, có thể chặn lại ánh lửa, bản thân không bị hao tổn, chấn định mà bình thản, biến mất trong sương mù lò đá. Thẳng đến mọi người không nhìn thấy nữa thì năm người mới nghiêm túc, trịnh trọng lên, không giống bá đạo và cường thế như vừa rồi. Một người trong đó nói, tiền bối gia tộc chúng ta quanh năm chấn thủ cuối con đường tiến hóa này, chú ý hướng đi của sa đọa tiên tộc, cũng đang bảo vệ dương gian, họ đang ở nơi khổ hàn, ở loạn giới, đây là bồi thường của trời xanh đối với chúng ta chống chọi đến bây giờ thì công lao, khổ lao nhiều đến dữ dội. đây là cơ duyên nhất bản năm đại thần vương mà chúng ta nên có được, đây chỉ là ban cho bé nhỏ không đáng kể, còn chưa đủ, hy vọng các trưởng bối trong tộc lấy được càng nhiều, lão tổ các thế gia đều có đột phá. đây là cuộc đối thoại bằng hồn quang của bọn họ, người ngoài không nghe được, nếu không sẽ gây nên gợn sóng dậy trời, hình thành một cơn gió lốc cấp 88 ở dương gian. phía trên chư thiên có trời xanh một ít thế gia cổ xưa như bọn họ sống ở cuối dương gian có liên quan đến trời xanh nếu là người ngoài biết thì sẽ không khiếp sợ vì năm người đều là đại thần vương bởi vì trong đó liên quan đến bồi thường của trời xanh đối với những gia tộc bọn họ giáp trụ màu đen của bọn họ rất cổ xưa đó là thứ mà tổ tiên từng mặc từng nhuộm đẫm bí huyết có tiên huyết cũng có phật huyết còn có cổ huyết của thần cầm dị thú cho nên cũng tương đối bất phàm trong nhất thời trong ánh lửa cháy bọn họ như bất tử điều nhất bàn muốn đạt được vĩnh sinh Cả năm người bị giáp trụ hắc ám bao trùm, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên mũ giáp vàng đen, chỉ lộ ra đồng tử, có vẻ cực kỳ đáng sợ và siêu nhiên. Lần này, chúng ta phải thực hiện một lần lột xác tuyệt thế, luyện thành thân thể bất hủ bất diệt, cho dù đến ngày tiến vào trời xanh, cũng có tự tin đánh nhau với các tộc khác. Một người mở miệng, giọng nói vô cùng kiên định. "Hừm, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, có tích lũy nhiều năm của tộc mình, còn có bồi thường mà nơi đó giao cho, tế phẩm lần này cũng đủ rồi." lúc này bọn họ lại cẩn thận lấy ra năm bình càn khôn màu vàng đặc thù trong đó có vật hiến tế không thể tưởng tượng nổi năm cái bình càn khôn màu vàng vừa được mở ra thì đã chảy xuôi bí lực không thể tưởng tượng lại có từng luồng đạo tắc ùa ra kèm theo tiếng kinh văn vang vọng chúng ta không phải tế anh linh mà là tế lo thật sự phụng hiến bao nhiêu thì có thể lấy được bấy nhiêu ai cũng nói thánh giả quay đầu nung luyện đến kim thân mới có thể đặt chân lên con đường trung cực nhưng chuẩn thiên tôn quay đầu lại cũng không chậm còn cảnh giới đại thần vương như chúng ta nung luyện thân mình thì vẫn có thể siêu thoát. Nung luyện hồi hồn cảnh, thậm chí ánh chiếu cấp, lại mượn nhiều những vật tiên thiên kia để quay ngược lại cấp đại thần vương, đến lúc đó ai có thể chống đỡ. Lời nói thực kinh người. Nói vậy thì đi vào nơi đây tiến hành niết bàn là được, đó là đại tạo hóa hiếm có. Mà theo lời đồn đãi, lục nhĩ mi hầu, nhất tộc vì để con cháu trong tộc từ thánh cấp nung luyện đến kim thân, nên đã thực hiện quá trình áp chế lại lột xác mạnh nhất trong lịch sử. Hình như là luyện chế cửu chuyển kim đan. Trước kia Sở Phong tới đây cũng là vì Dương Gian thân, nung luyện thân thể Dương Gian thánh cấp của mình đến cấp bậc kim thân. Từ nay về sau có thể biển rộng tùy cá lội, trực tiếp bắt đầu tiếp xúc với các loại phấn hoa, thực hiện tiến hóa siêu cấp. Mà hiện tại có người muốn thực hiện loại nung luyện này ở Đại Thần Vương cảnh, càng có vẻ chấn động hơn. Thật ra Sở Phong vẫn luôn muốn thử để âm phủ thân của mình thân thể Đại Thần Vương tiến hành một lần mài rũ địa ngục ở nơi này, tìm mọi cách nung luyện xem có thể thành công hay không chỉ là hắn vẫn không nắm chắc chưa bao giờ nghe nói có người có thể tiến hành dạng thử nghiệm cử tử nhất sinh này đại thần vương muốn nung luyện đến thần cảnh thậm chí anh chiếu cấp thì nghe thật sự quá vớ vẩn theo lẽ thường thì không có khả năng đó nhưng hắn cũng tin nhất định có người từng đi qua con đường như vậy trong khoảng thời gian trước khi hắn tới nơi này từng tìm đọc số lượng lớn sách cổ nhìn thấy một ít ám chỉ mơ hồ ghi chép mịt mờ tuy không có chứng cứ trực tiếp nhưng hắn tin tưởng có lẽ từng có người xưa đi qua con đường như vậy thiên tôn hữu hối xoay người là có một cơ hội đáp nặn lại nhiều vật tiên thiên như vậy cũng đủ cho năm người chúng ta dùng để quay trở về thần cấp thậm chí anh chiếu cấp nung luyện ra chân ngã bất diệt thân tích lũy tại nơi đây sau đó lại trở về đại thần vương thể ban đầu lấy này để làm căn cơ và nội tình tiến vào trời xanh tranh hùng với những sinh linh biến thái nhất kia cũng không sợ năm người đang nói nhỏ với nhau cả đám đều tự tin tăng vọt đang chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu đi, có tế phẩm kia sáng lập ra con đường cho chúng ta, dẫn ra một phần sinh chi hỏa, hiện tại là thời khắc vinh quang để chúng ta lấy ra cơ duyên, hóa rồng nhảy vào 33 trọng thiên. Trong mảnh đất bát quái thái thượng, lò đá bất hủ, tiên hà rực rỡ, thụy quang phun trào, khói đặc bốc hơi. Đáng sợ nhất chính là trong lúc lò lửa thiêu đốt, sấm sét ầm ầm, hồ quang hỗn độn thỉnh thoảng bắn nhanh lên, trật tự thần liên đan chéo kịch liệt, diễn biến thành tuyệt địa. Nơi như vậy gần như trở thành ách thổ đáng sợ nhất thế gian đừng nói là thần vương, cho dù là thiên tôn tiến vào đứng sai khu vực cũng bị thiêu chết. Mặc kệ ngươi có thiên tư ngút trời cũng sẽ bị đốt thành cho đen, không còn khả năng sống sót. Sở phong chịu khổ, nửa người cháy đen, máu thịt khô khốc đến bong ra, mà nửa người còn lại thì bị sinh khí vần quanh, được tẩm bổ đến sáng lên, trong suốt sáng trong. Đây không phải là tạo hóa, mà là một loại giày vò như xé rách. Hắn như bị chém thành hai mảnh, bị trật tự thần liên kim sắc hữu hình tuổi nhỏ, bị lò lửa đốt đứt từ giữa mày kéo dài xuống phía dưới một khe hở đáng sợ sệt qua dẫn tới nửa người hắn như chết đi nửa người còn lại thì mang theo sinh cơ bừng bừng còn vại đá sớm đã ngoài ý muốn rơi xuống một bên mà kim cương chắc kia cũng chìm nổi trong ánh lửa không thể bảo hộ thân này có chút bản lĩnh ngồi trên tuyến phân cách sinh tử không sinh không tử đang trong một trạng thái cân bằng vi diệu hắn thật sự suýt thành công tiến hóa năm người tới một người trong đó mở miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt Bước chân của bọn họ thực ổn, giáp trụ đặc thù trên người phát ra phù văn chói mắt, lập lòe ánh sáng khiến hư không cũng sụp đổ, đó là mảnh nhỏ đạo tắc. Đây là giáp trụ quý giá mà tổ tiên lưu lại, Hỗn Chân Phật huyết, Thiên Tiên huyết, thần thú huyết bị tế luyện trên mấy chục triệu năm, địa vị lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có việc gì, đi thẳng qua mảnh tuyệt địa này không bị ngăn cản. Thời gian của chúng ta hữu hạn, một khi linh tính của Phật huyết, Tiên huyết trong năm giáp trụ này bị nung luyện hầu như không còn, chúng ta sẽ có nguy hiểm tánh mạng phải nắm chặt thời gian một nữ tử có mái tóc dài màu vàng mở miệng lúc này đồng tử màu đen của nàng ta bắt đầu rực sáng hóa thành màu vàng nở rộ ra ký hiệu đáng sợ là đại thần vương ngay lập tức giáp trụ cổ xưa trên người nam cường giả sống lại hòa hợp thành một thể với bọn họ mấy người bước tới làm cả lò đá đều chấn động sở phong bỗng mở bừng đôi mắt cho dù vào thời khắc sống chết bất sinh bất diệt này hắn vẫn lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đó điều này làm hắn kinh hãi trong sương mù trật tự thần liên chấn động đột nhiên xuất hiện năm người rất cao trên người khoác giáp trụ cổ xưa màu đen giống như năm vị ma thần đến từ thời đại khai thiên bọn họ mang theo sát khí vô hình muốn gây bất lợi với hắn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mà trạng thái hiện tại của sở phong thật sự không ổn hắn không dám tùy tiện làm bừa một khi cân bằng bị đánh vỡ thì chắc chắn không phải chuyện tốt cho dù là trong thời gian ngắn lướt ngang đến vùng có sinh khí nồng đậm thì hơn phân nửa cũng bị cắn ngược bởi vì hắn đã hiểu biết mảnh ách thổ này nếu cân bằng bị phá vỡ thì sẽ có bùng nổ lớn hắn cần thời gian hả đây là vại đá gì mà sao không tổn hao gì trong ánh lửa có cổ quái nam tử tóc bạc trong năm người lộ ra dị sắc nhìn chằm chằm vại đá kia dựa vào một loại trực giác bản năng hắn cho rằng cái vại này có địa vị không thể tưởng tượng nổi còn có một vòng tay hình như là nguyên thủy mẫu kim tế trong truyền thuyết luyện thành, đã suy diễn thành thô thai trọng khí 33 trọng thiên. Năm người đều bị kinh sợ, liên tục phát hiện hai thứ không thể đoán trước được, một thứ trong đó còn nhìn không thấu, cái còn lại là bí binh vô giá. Thật là không đơn giản, a, à, hôm nay có thu hoạch thật lớn, người và ta không chỉ có thể lột xác ở nơi đây, còn bất ngờ đạt được trí bảo thần bí. Một người trong đó cười, mái tóc dài tuyết trắng, mi dài tới tóc mai, Đôi mắt bạc rất có thần, mũi thẳng thắn, Ngũ Quan có cảm giác rất lập thể, nhưng lại cười thật lãnh khốc, còn nói thêm gì nữa? Đánh chết. Một nữ tử tóc vàng càng tàn khốc, thon dài dáng người vốn thướt tha xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, nhưng hiện tại lại mạnh mẽ như báo cái chợt vồ đến. Trên gương mặt tuyệt đẹp mà trắng trèo của nàng ta mang theo một tia tàn nhẫn, hiện đầy sát ý, dẫn đầu ra tay trong năm người, một quyền dáng thẳng về phía trước. Nữ tử tóc vàng cũng quyết đoán, không chút dây dưa kéo dài muốn trực tiếp kết quả tánh mạng sở phong dưới hoàn cảnh này mà bỗng bị một quyền đánh thẳng vào nói thật khiến sở phong rất bị động tương đương với rơi vào tử địa hắn không thể động tay động chân dưới trạng thái cân bằng vi diệu này nhưng ngồi chờ chết như vậy cũng không được hắn chậm rãi giơ tay phải lên gian nan mà lại bị động đón được quyền này kết quả sẽ rất đáng sợ bởi vì hắn phải bảo đảm thân thể của mình không trách đi dưới tuyến phân cách sinh tử này hắn sớm đã ý thức được đây là chàng vực sinh tử, âm dương nhị khí kích động, không thể để mất cân bằng được. Nhưng một quyền này quá đột ngột quá bá đạo, tuy là một nữ tử, nhưng thân là đại thần vương, quyền ấn này hết sức đáng sợ, quả thực muốn đánh xuyên qua càn khôn. Oanh! Nắm tay tuyết trắng của nữ tử thật tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại phát ra hàng ngàn hàng vạn chùm tia sáng, quá lộng lẫy, quá loa mắt mang theo từng đợt từng đợt quy tắc thần liên nhẹ nhẹ có sức mạnh vô địch hư không cũng đang vặn vẹo đang nổ vang tiếng nổ kia quá yếu, quả thực như một nắm đấm với vận tốc ánh sáng, nở rộ ra quang hoa lao vút lên trời, trong thiên địa giống như đang nổ mạnh. Dưới tình huống bình thường, Sở Phong có thể ngăn cản một quyền này của Đại Thần Vương, nhưng trạng thái hiện tại không đúng, bản thân trọng thương thì thôi, còn phải gắng gương mà giữ lại năng lượng, củng cố bản thân bất động. Có thể suy đoán ra kết quả, phụt một tiếng, hắn há mồm ho ra máu, hơn nữa phun liên tục ba ngụ, nửa người trên không khỏi lay động, gần như ngả văng ra ngoài. Sở Phong bị thương nặng, mà còn bị động đón đánh như vậy, hắn bó tay bó chân, căn bản không có khả năng toàn lực ứng phó, làm sắc mặt hắn tái nhợt đến khó coi. Người quẹ yếu. Nữ tử tóc vàng chế nhạo, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, khi thu thân đứng lại thì sát khí càng nặng nề, muốn tấn công thêm lần nữa. "Dám cho ta đứng dậy, công bằng quyết đấu một trận không?" Sở Phong mở miệng. "A, à, hiện tại không giết ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi niết bàn thành công à?" Thật là chê cười có thể dùng hai quyền giết chết ngươi thì vì sao phải cho ngươi cơ hội để ngươi đứng dậy nữ tử mỉm cười mái tóc màu vàng tung bay đồng tử phát ra tia sáng vàng rực sán lạn oanh một tiếng nắm đấm trắng ngần của nàng ta lại đánh ra quyền ấn nở rộ phù văn đầy trời đi kèm với thần âm đại đạo uy thế kinh thiên sở phong kêu rên một tiếng há mồm không ngừng ho ra máu thật sự quá bị động hắn không thể đứng dậy bị hạn chế ở tuyến phân cách sinh tử rơi vào tuyệt cảnh thật chẳng ra gì chỉ có chút bản lĩnh đó đánh thêm một quyền thì hơn phân nửa sẽ bị đấm chết lại có một trong năm người mở miệng mang theo mỉm cười cũng chuẩn bị ra tay mà nữ tử tóc vàng kia nở một nụ cười mang theo lãnh khốc tay phải tuyết trắng giơ lên bắt đầu tung ra kiếm quyết chuẩn bị lấy kiếm quang cường thế mà bá đạo muốn chém giết nam tử vào lò trước này thân thể sở phong đang đong đưa bị bắt đón lấy hai quyền tuy cân bằng miễn cưỡng chưa bị phá giải nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt nửa người bị ánh lửa hoàn toàn bao phủ máu thịt đốt cháy sinh cơ khô kiệt tử khí bùng lên nửa người hắn thấy được tới cả xương cốt trong ngọn lửa hừng hực xương cốt đỏ đã bị cháy đen gần như đã là tử cảnh ầm vang vào thời khắc mấu chốt đó sở phong thúc dục chàng vực hắn bắt được một tia dị thường ánh lửa dưới đáy lò đang sống lại thêm một bước trước người và sau lưng hắn dày đặc các loại ký hiệu chàng vực hắn điều động chàng vực sức mạnh hắn muốn kích hoạt phủ văn ở nơi đây nhằm vào năm người này hả trong nháy mắt biến cố xảy ra sinh chi hỏa rời đi chạy đến đối diện mà ánh lửa đốt cháy hắn rơi vào tử cảnh cũng lướt ngang qua, đổi chỗ với sinh chi hỏa. Ẩm vang. Ánh lửa cháy bừng lên, tử khí kích động. Năm người kia nhanh chóng tránh né, rời xa sở phong. Thân thể sở phong như hai mảnh băng hỏa, cực kỳ nghịch chuyển. Nửa người xương cốt vốn bị thiêu cháy, máu thịt khô khốc, hiện tại được sinh chi hỏa bao trùm. Sinh cơ nồng đậm cùng ánh lửa chảy xuôi, tiến vào khu này. Mà phần thân máu thịt trong suốt còn lại hiện tại đã bị tử hỏa bao trùm bị đốt cháy thảm thiết. Lò đá bất hủ này quá cổ quái, sinh chi hỏa và tử hỏa lại thay đổi, đổi chỗ cho nhau. Ông một tiếng, nửa người đã chết của sở phong bắt đầu sống lại, máu từ nửa người còn lại để được chuyển qua, lần này đổi thành phần người tỏa sáng ra sinh cơ mạnh mẽ. Thân thể hắn đang được đắp nặn lại, máu thịt tái sinh. Nhưng cũng có một khuyết điểm, nửa người vốn lành lặn bắt đầu bị đốt cháy, đang nhanh chóng khô khốc, da thịt dạn nứt, xương cốt lộ ra. Tất cả đều đảo ngược lại, sinh tử chuyển hóa, tình hình nửa người trái phải của hắn nghịch chuyển cực nhanh. Hả, thì ra là như vậy, thật thú vị, quả nhiên lò bát quái thái thượng này là không thể đoán trước, còn có thể trao đổi sinh tử, nếu không có tiểu tử này vào trước một bước, công bố chân tướng này thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ. Một nữ tử tóc bạc cười nhạt, lộ ra vẻ mặt vui sướng và hưng phấn. Thu, trong năm người có kẻ khẽ quát, muốn thu đi vại đá không việc gì trong ánh lửa kia. Trên chán sở phong cộm lên gân xanh, dù thế nào hắn cũng không thể mất đi vại đá chuyện này ảnh hưởng quá lớn hắn dốc hết sức lực thúc giục hồn quang kéo cái vại đá kia lơ lửng lên rồi bay về hướng hắn còn muốn làm càn đây là của ta đã không thuộc về ngươi một nam tử tóc bạc mở miệng mang theo lãnh khốc toàn lực vận chuyển năng lượng đại thần vương muốn đoạt vại đá đi tình cảnh của sở phong rất gian nan trước mắt sống chết hắn rất khó phân ra càng nhiều sức mạnh để tranh đoạt binh khí với năm người này hừm, ngươi muốn niết bàn tại đây, đáng tiếc gặp gỡ chúng ta, cảm tạ ngươi dò đường cho chúng ta, ta không chỉ muốn đoạt tạo hóa của ngươi, nửa đường hái mất quả đào, còn muốn cướp binh khí của ngươi. Nam tử tóc bạc kia giơ tay, muốn cướp đi vại đá đang lơ lửng trên không nọ. Ngươi có thể đi chết rồi. Nữ tử tóc vàng trước đó từng ra tay lại xuất kích, nàng ta tung ra kiếm quyết, bộc phát ra quang hoa làm hai mắt người ta đau đớn, kiếm quang như ngân hà sáng lạn nổ tung, bổ thẳng về hướng sở phong. ong. vào thời khắc mấu chốt, vại đá lướt ngang, khiến nam tử tóc bạc ra tay tranh đoạt kia thất bại, hắn ta không khỏi khẽ ồ một tiếng, không ngờ lại bị nam tử đang đau khổ nung luyện trong ánh lửa kia giật ngược lại được. Keng một tiếng, kiếm quang bổ vào vại đá, phù văn lộng lẫy và kiếm khí vô tận kia đều lập tức tán loạn, bị vại đá cản lại. Sở phong ho ra máu, thân thể bay vút ra ngoài. Vừa rồi dùng hết năng lượng đoạt lại vại đá nên hắn cũng trả cái giá không nhỏ. Khởi. Sở phong quát, dùng hết toàn lực mà thúc giục tràng vực của nơi đây kích hoạt cả lò đá thêm một bước. Oanh một tiếng, dưới đáy lò chấn động kịch liệt, như núi lửa bùng nổ phun trào, nó bắn ra chùm sáng chói mắt, đó là ánh lửa sặc sỡ đi kèm với khí hỗn độn. Ngoài ra còn có tia chớp lôi đình giống như khai thiên lập địa, sức mạnh hủy diệt tuôn trào vô tận, sinh khí cũng cực kỳ nồng đậm, nổ vang làm lò đá chấn động kịch liệt. Vèo vèo vèo, năm người đều lập tức lùi lại, nơi này thật đáng sợ, quả thực trở thành ách thổ, trở thành nơi tiêu diệt sinh linh cả giáp trụ trên người bọn họ cũng rung động len keng, hỏa tinh văng khắp nơi, bị bất cứ hồ quang nào đánh trúng, hoặc bị ánh lửa sặc sỡ chạm vào đều khiến chân Phật huyết, thiên tiên huyết trên đó ảm đạm đi, linh tính biến mất một ít. Sao có thể? Năm người chấn động, bọn họ nhìn thấy ở giữa vị trí đó, có một bát quái đồ, trong đó là tuyến phân cách âm dương, sở phong đang ngồi trên mặt đất. Nơi đó là yên ổn nhất, trừ sinh chi hỏa và tử hỏa đang cuộn trào, thì tất cả lôi đình và tia chớp đều rời xa, nói cách khác tình cảnh của sở phong vẫn chưa chuyển biến xấu thêm tương phản năm người bọn họ lại bị có xu thế bị ngăn cách ra bên ngoài chúng ta dâng lên tế phẩm hắn lại chiếm cứ nơi đó muốn niết bàn trước một bước không được mau xử lý hắn nữ tử tóc vàng quát lúc này ánh mắt sở phong như điện lạnh lùng nhìn bọn họ ngồi xếp bằng ở nơi đó bản thân hắn gánh chịu cơn đau tột độ nói là không có biến hóa càng đáng sợ nhưng thật ra ánh lửa đã tăng mạnh lên rất nhiều lần nhưng sở phong không thử đứng dậy vẫn ngồi xếp bằng trong sự cân bằng kia, cảm nhận sự dày vò giữa sống và chết. Hắn đã ý thức được cái gọi là niết bàn, cái gọi là lột xác, không chỉ cần đến sinh chi hỏa đốt cháy, còn phải bị tử hỏa kia nung khô chân thân. Thân thể bồi hồi giữa sự sống và cái chết, được hai loại ánh lửa khác nhau nung luyện ra thì mới là mạnh nhất. Bởi vì, hắn đã có cảm nhận không giống nhau, đã đáp nạn được cơ thể máu thịt càng mạnh mẽ hữu lực, nếu tiến hành luân chuyển sinh tử như vậy, nhiều lần thì hắn tin chắc mình sẽ thực hiện được trình tự quá độ sinh mệnh ẩm vang sinh chi hỏa và tử hỏa lại chuyển hóa cho nhau lần nữa thân thể sở phong lại cảm nhận được sự dày vò hai bên băng hỏa nửa người khô khốc sống lại còn nửa người sinh cơ bắt đầu chịu đựng tử hỏa ăn mòn thời gian quý giá không thể lãng phí năm giáp trụ này bảo vệ chúng ta niết bàn tại đây mà không thể tốn công phí sức tiêu xài hết linh tính chém hắn năm người bước về phía trước hỏa tinh văng khắp xung quanh ngay sau đó hồ quang hỗn độn và quang hỏa đặc thù sắc thái sặc sỡ đánh thẳng về hướng bắt quái đồ của sở phong. Oanh! Đột nhiên, sở phong lại nhảy dựng lên, không ngồi xếp bằng nữa mà tự động giải quyết vấn đề cân bằng. Hắn đứng lên. Hắn là người nghiên cứu tràng vực, tạo nghệ cực cao, càng có thiên phú hơn lĩnh vực tu luyện, thật sự được xem là kỳ tài hiếm có từ thượng cổ tới nay. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã suy đoán ra, rốt cuộc cũng biết được điểm ảo diệu trong ánh lửa sinh tử, thấm nhuần không ít phù văn và ý nghĩa thật sự của trật tự trong bát quái địa hiện tại, hắn tránh thoát ra, lạnh lùng đối mặt với những người phía trước. Ông Long. Hơn nữa, hắn xuất kích trước, vại đá lơ lửng trên đầu, cầm kim cương chắc bị triệu hồi trở về trong tay, xông thẳng về phía trước. Oanh. Vòm trời như bị đục lỗ, sụp đổ, vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Sở phong cầm kim cương chắc trong tay, chủ động tiến công, đánh thẳng về phía nữ tử tóc vàng trước đó công kích hắn rồi trực tiếp xuất kích. Phanh. Tiếng gầm rú thật lớn và thần quang vô tận nở rộ, nơi này như có hàng tỷ lôi đình nổ vang, cả lò đá đều lay động. Sở Phong lùi lại vài bước, cầm kim cương trác mà đứng. Mà phía trước, nữ tử tóc vàng kia đầy mặt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, nàng ta lảo đảo lùi lại, qua một tiếng rồi phun ra ngụm máu. Nàng không ngờ nam tử kia có thể đứng lên, hơn nữa đột nhiên nhào đến tung đòn tấn công mình. Có một mảnh giáp trên giáp trụ trên người nàng lõm xuống, khóe miệng nàng đang chảy máu, tất cả đều do bị kim cương trác tấn công. Sở Phong giật mình, hắn cho rằng dùng kim cương chắc tấn công đủ để đánh nổ nữ tử này o ngờ nàng ta chỉ học máu mà thôi trong lò đá trật tự phù văn chảy xuôi ánh lửa nhảy lên chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio giáp trụ trên người nữ tử tóc vàng có phật huyết lan tràn trong mơ hồ có một rồi lại một đại phật hiện lên sau lưng nàng ta đang tụng kinh để chấn áp ánh lửa khí tức của nàng ta tăng vọt lên không chỉ mấy lần thì ra là thế đồng tử của sở phong co rút lại Tiến đã hiểu ra giáp trụ trên người nàng đáng sợ cỡ nào. Nhưng các ngươi vẫn phải chết. Sở Phong lạnh lùng nói, một mình đối đầu với năm đại thần vương. Phải chết là ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải giúp chúng ta đạt thành mục đích, mà dò đường cho bọn ta xong thì ngươi chỉ có thể trở thành tế phẩm bị tế sống. Năm người cùng quát lớn và tiến lên. Đây là năm đại thần vương cùng ra tay, ngay lập tức, Phật huyết, thiên tiên huyết trên giáp trụ của từng người đều kích hoạt, tươi đẹp mà lộng lẫy. Sau lưng họ có đại Phật, có thiên tiên xuất hiện, mơ mơ hồ hồ, trông cực kỳ đáng sợ dưới chân sở phong có ký hiệu bát quái vĩnh hằng trên mặt đất có khắc một rồi lại một dấu vết như được đúc thành từ chất lỏng nóng chảy của mẫu kim bất hủ trông thật rực rỡ lấp lánh hắn đứng trong bát quái đồ bản thân được ánh sáng thần thánh bao trùm như đi tới từ thời đại sáng lập có một khí chất không thể nói rõ nhưng hắn cũng mang theo sát khí vô biên tuy quanh người lộng lẫy nhưng cũng có một loại giã tính sát khí giống như đại dương mênh mông ngập trời trong nháy mắt đã tẩy sạch trời cao hắn vốn đang tọa quan tại đây, không oán không thù với năm người này, nhưng lại bị phục, kích, vừa rồi thật sự gặp nạn, hơi vô ý một chút thì đã chết rồi. Năm người này đều là đại thần vương, tùy tiện mà ra tay muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không che giấu ác ý chút nào, không kẻ nào đi được. Sở phong lạnh lẽo mà nói, chuyện hôm nay gặp phải thật sự làm hắn vẫn nộ. Hắn đứng thẳng trong bát quái đồ, giao hội với những ký hiệu cổ xưa trên mặt đất, tuyến phân cách âm dương và bát quái đồ đều đang phun trào dáng màu, hòa hợp thành một thể với hắn, a à, có chút buồn cười, một người mà cũng dám rõng rạc với chúng ta như vậy, ngươi chỉ là tế phẩm tương tự như tam sinh thôi. Nữ tử tóc vàng trước đó ra tay vẫn rất ung dung, nàng ta đã cột lại mái tóc, thản nhiên mà mở miệng. Lúc này, nàng ta cũng có sát ý vô biên, khóe môi còn ứa ra một tia máu, bị kim cương chắc đánh chúng nên bị thương, hiện giờ đang cực kỳ khó chịu. Trong nháy mắt ấy, nàng ta cảm thấy như trời xanh rơi xuống, đánh thẳng lên người mình, đó chính là 33 thiên khí sao tam sinh là xúc vật phàm nhân dùng để hiến tế. Cách nói này khiến hai mắt sở phong càng thêm sâu thẳm. Trong nháy mắt, trong đôi mắt hắn có hai tia chớp màu vàng bắn ra, xẹt qua mảnh không gian này. Trong lòng hắn đang hết sức phẫn nộ, năm người này chặn ngang giữa đường mà còn coi hắn là tam sinh, thật sự không thể tha thứ và buông tha. Hả? Nam tử tóc bạc trong năm đại thần vương thần bí kinh dị, hắn ta nhìn thấy bát quái đồ dưới chân sở phong như có sinh mệnh. Trên mặt đất, phù văn cổ xưa sống lại, Bắn ra ánh lửa sáng lạn, tầm bổ cho Sở Phong có sức sống thật ngoan cường. Hắn chịu đựng chống chọi qua tử cảnh vừa rồi, hiện tại đang trong một trạng thái cân bằng mới, toàn bộ bát quái đồ cũng lay động theo hắn, lấy hắn làm trung tâm. Năm người đều lắp bắp kinh hãi, lập tức chú ý tới tình hình này. Khi Sở Phong cất bước, ký hiệu bát quái trong suốt lóng lánh trên mặt đất cũng di chuyển theo hắn, giống như mãi mãi như một, hắn cứ như tiên thiên bất bại đang đứng sừng sững giữa mảnh thiên địa này. Ánh lửa trong bát quái đồ nhảy lên, không chừng sáng rồi tắt, quang vũ giao hòa với hắn. Hắn như chiến thần của thời đại tối cổ đi đến thời đại này trong tiên hòa. Hơi cổ quái, trật tự trong lò đá thái thượng sắp ngưng kết thành một thể với hắn, không ổn rồi. Hắn đã được tán thành, được phù văn địa thế ở nơi này tầm bổ sao. Nam tử tóc bạc trong năm đại thần vương sừng sốt, trong lòng chấn động kịch liệt. Là tế phẩm chúng ta thả xuống hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng, bị hắn chiếm lấy chỗ tốt, giết hắn. Một nữ tử tóc bạc khác mở miệng năm người lập tức vọt qua, đều ra tay trước, muốn giết chết sở phong, đây cũng không phải cạnh tranh công bằng gì, bọn họ vốn đến để giết người đoạt tạo hóa. Oanh! Giờ khắc này, thần hồng sáng lạn nở rộ, năm người có kẻ tung ra binh khí cỡ lớn, là một cây đại kích đen tuyền, lạnh lẽo âm u như đến từ địa ngục, lập tức chém thẳng về hướng sở phong, hư không cũng nứt ra, như mở ra cánh cửa địa ngục. Cây đại kích này quá nặng nề, khủng bố vô biên, tản ra dao động năng lượng nồng đậm, hơn nữa còn mang theo tiếng quỷ khóc thần gào rất đáng sợ, các loại thi hài thần ma hiện lên chung quanh, dị tượng kinh người. Đương, sở phong ném kim cương chắc ra, đánh thẳng vào thanh đại kích đen trầm trọng như núi kia. Một tiếng vang rung trời phát ra, cả lò đá đều nổ vang rồi run lên bần bật, khói lửa vô tận phóng lên cao, đốt cháy trời cao đến mức vặn vẹo, bởi vị đông đưa kịch liệt quá mà mơ hồ, cứ như muốn rơi xuống, nơi nơi đều là ánh lửa, bao phủ trên không cấm địa. Mọi người bên ngoài đều hoảng sợ, Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cái hang đất chủ lò sâu trong cấm địa, cảnh tượng quá dọa người, ánh lửa vô biên vọt thẳng lên cao, xuyên qua trời cao rồi đốt cháy tất cả. Hư không cũng đang tan rã, thiên địa đang sụp đổ, là bị ánh lửa tia thiêu thủng, như nổ nứt cả ngân hà, sau đó chút xuống, dòng khí hỗn độn bao trùm, khí tức hỗn loạn và tử vong che trời lấp đất. Trong lò, kim cương chắc như kéo theo chư thiên cùng rơi xuống, trong sự trong suốt tuyết trắng kia mang theo hoa văn màu máu và đồ án lỗ đen sao trời khí thế dữ dội bá đạo vô biên nó đập cho lưỡi kích lạnh lẽo kia biến hình gần như sắc bị bẻ gãy cả thanh đại kích đều cong xuống năng lượng bùng nổ kịch liệt như sơn hải vỡ đê rồi chảy ngược ra bát hoang tàn sát càn quét trong thiên hạ ầm ầm năng lượng liên tục nổ mạnh ánh lửa vô ngần sôi trào làm lò đá này cũng rung chuyển bất ổn mai một tất cả trong quá trình này bốn người còn lại vốn đang tung quyền ấn thiên qua, tiên kiếm đều đột nhiên thu hồi, bọn họ đều làm ra một động tác, đó là cùng dùng tay chụp vào kim cương chắc kia, muốn giam cầm ở nơi đó, đoạt nó tới tay. Bọn họ thấy được sự đáng sợ của kim cương chắc này, cả đại kích đặc thù được tưới Phật huyết, thiên tiên huyết cũng bị va chạm đến biến hình, có thể đoán ra nó đã gánh chịu sức mạnh khổng lồ đến mức nào. Trên thực tế, năm đó, ở tiểu âm phủ, khi còn ở địa cầu, sở phong vận dụng, kim cương chắc mới luyện thành bước đầu là, có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt, cho đối thủ có cảnh giới tiến hóa cao hơn hắn, bởi vì chất liệu của kim cương chắc này quá đặc thù, chỉ cần rót vào một phần năng lượng là trở nên nặng nề như núi, từ 108 cân tăng vọt đến mấy vạn cân, ném mạnh như vậy ra ngoài thì có thể đoán ra lực sát thương thế nào. Mà nay, kim cương chắc hấp thu được mẫu kim, hơn nữa còn diễn biến thành vũ khí 33 trọng thiên trong ao dịch mẫu kim, trở thành vũ khí thô thai tuyệt đỉnh, hơn nữa năng lượng sở phong có thể rót vào đã hơn gia trình độ tiểu tu sĩ năm đó tất nhiên không thể suy đoán ra uy năng này oanh kim cương chắc đẩy lui đại kích màu đen xong thì vẫn chưa rút đi mà chuyển động cực nhanh ở nơi đó trong vòng tròn hóa thành lỗ đen đáng sợ chung quanh hiện ra tinh đấu đầy trời đang khoách trương cực nhanh muốn thu năm đại thần vương vào trong đó thật là to gan mơ tưởng lấy một binh khí để hàng phục chúng ta nam tử tóc bạc trong năm người đó cười lạnh lấy đến đây đi hôm nay giết ngươi đoạt tạo hóa của ngươi để ngươi tuyệt vọng một lúc Nữ tử tóc vàng từng ra tay với sở phong trước đó còn quát lên. Bọn họ đều chạm vào kim cương chắc, không có chút sợ hãi nào, bởi vì họ đều được giáp trụ đặc thù bao trùm, Thiên Tiên tụng kinh, Đại Phật thiền sướng hiện lên xung quanh bọn họ, giống như đã tới Thiên Tiên Tịnh Thổ, chân Phật quốc gia, có chi lan lay động, có thần điểu bay lượn, có kinh văn đầy trời hóa thành ký hiệu màu vàng rơi xuống, đương nhiên còn có Phật huyết và Thiên Tiên huyết chảy ra. Kỳ cảnh thần thánh mà lại quỷ dị này đều phát ra từ giáp trụ của bọn họ, thật yêu diễm và thần bí rất cường đại làm ánh có thể đốt thùng cả hư không trong lửa lò đá cũng không thể đốt cháy cũng không thể hủy diệt bọn họ chỉ có thể nhảy múa xung quanh lửa khói cuồn cuộn oanh thiên địa chấn động kịch liệt kim cương chắc diễn biến hư không bên trong vòng tròn hình thành lỗ đen lập tức trùng sát tới tuy rằng suýt nữa nó đã thu được một đại thần vương vào làm thân thể hắn ta lay động kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong găng tấp giáp trụ kia phát ra ánh sáng vô lượng ra sức thoát khỏi trói buộc Ngoài ra, bốn đại thần vương còn lại mặc bí bảo giáp trụ cổ xưa, đang kịch liệt lay động khắp không gian, làm tinh quang ảm đạm, không ngừng lụi tàn, khiến lĩnh vực lỗ đen xuất hiện vết rách, không còn đen nhánh vô chừng mực. Vèo, Sở Phong vẫy tay một cái, thu kim cương chắc lại, năm bàn tay rực sáng nhanh chóng đánh ra, đập nát hư không kia, dưới sự gia trì của giáp trụ, bọn họ đã tiêu diệt nơi đó. Sở Phong có chút tiếc nuối, vẫn còn thiếu chút nữa, không thể thu đi một đại thần vương, đồng thời hắn cũng rất kiêng kỵ, Quả nhiên năm người này có bản lĩnh thông thiên, có thể đánh một trận với hắn. Trên thực tế, năm người cũng lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, có kinh hãi cũng có chút nghiêm nghị, năm người cùng ra tay, muốn cướp đi kim cương trác, nhưng vẫn để nó thoát được. Giết! Đôi mắt năm người như điện, phía sau người nào cũng có thiên tiên, đại Phật đang đứng, hào quang bừng sáng, muốn lộng lẫy hơn vừa rồi gấp 10 lần, năng lượng tăng lên tới cực hạn, cùng nhau đánh thẳng về hướng Sở Phong. Bọn họ muốn dùng một kích giết chết, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ầm ầm thiên địa bạo động, ánh lửa vọt thẳng lên trời, hồ quang hỗn độn trong lò đá kích động, ký hiệu trật tự nở rộ, như một mảnh biển sao lập lòe, sau đó không ngừng dung chuyển. Nhưng năm người kinh hãi, tiếp theo thân thể phát lạnh, phù văn hình thành bát quái đồ trên mặt đất phía trước đều vô cùng chói mắt, giao hòa toàn diện với sở phong, tuy hai mà một, kết thành một thể, hình thành một quần sáng bảo hộ, bọn họ không thể đánh xuyên qua. Chuyện không tốt đã xảy ra, có lẽ suy đoán của chúng ta đã trở thành sự thật, hơn phân nửa khả năng là hắn đã hòa hợp nhất thể với nơi này được nó tán thành một nam tử tóc bạc lạnh lùng nói phẫn nội nhưng trong lòng lại lạnh buốt đó là tạo hóa mà bọn họ thả tế phẩm xuống để kích hoạt lại bị nam tử kia lấy được sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi vừa rồi còn là tử địa sao hiện tại lại trở thành nơi che chở mảnh phù văn kia đang bảo hộ nam tử trong bắt quái năm đại thần vương tỏa ra sát khí vẻ mặt sở phong trở nên trịnh trọng hắn không cho rằng đây là bảo hộ hắn chỉ là một sự cân bằng vi diệu hắn và bát quái đồ tạm thời hòa hợp thành một thể, gánh chịu nung luyện, cũng bị quần sáng che chở, nhìn như được bảo hộ, nhưng có khả năng sẽ xảy ra đảo ngược vào bất cứ lúc nào sinh nghịch chuyển. Cùng nhau đánh tan bát quái đồ này, năm người chúng ta có thể bố trí ra tràng vực tiên thiên ngũ hành đồ tiên ma. Nữ tử tóc vàng mở miệng, tại sao bọn họ tới tận năm người? Không phải trùng hợp, bởi vì nếu có bất chắc gì thì có thể kết thành một tràng vực, tiến công đặc thù đó là tràng vực tiên thiên ngũ hành đồ tiên ma trong nhất thời năm người sáng lên đại phật và thiên tiên phía sau càng chân thật năng lượng minh mông như hãn hải đang cuộn trào tiếng leng keng rung động vũ khí kim loại xé rách trời cao năm người mở tràng vực đồ ra kết hợp với chính mình vận chuyển tràng vực tiên thiên ngũ hành đồ tiên ma lấy ta làm tiên phong xé rách bát quái đồ ta đánh vào trước nữ tử tóc vàng quát lên lúc này trong tay nàng ta đã xuất hiện một thanh kiếm sáng như tuyết quá trói mắt mũi kiếm đang nhỏ máu đỏ tươi mà rực rỡ trông nó còn trong suốt, càng lóa mắt hơn cả san hô đỏ hay kim cương máu được ánh mặt trời chiếu rọi. Trên thực tế, đó là Phật huyết, nhìn như đang nhỏ giọt, nhưng đã chảy mấy chục vạn năm trên mũi kiếm mà chưa từng khô cạn, bao năm nay vẫn đỏ rực chói mắt, giống như dung nham đang cháy. Sau khi vận chuyển tràng vực tiên thiên ngũ hành đồ tiên ma, năm người giống như hóa thành ký hiệu đặc thù, ngưng tụ ra năng lượng khủng bố, sau đó tất cả đều tập trung về phía nữ tử kia thiếu nữ tóc vàng dơ thanh kiếm thai sáng như tuyết lên, mũi kiếm đỏ đến đáng sợ. Tiếng nhỏ máu vang lên, oành một tiếng, nàng dơ tay chém thẳng tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô số tiếng tụng kinh, tất cả đều bạo phát ngay lần đầu tiên. Thiên địa kịch chấn, tinh không ảm đạm, toàn bộ thế giới giống như đi đến điểm kết thúc, ngay cả hỏa quang trong thạch lô cũng u ám xuống, giống như muốn dập tắt. Địa vị giáp trụ trên người bọn họ quá lớn, cộng thêm trận vực tiên thiên ngũ hành đồ thiên ma bộc phát trong thời gian ngắn ngủi đã ảnh hưởng đến bát quái đồ răng rắc một tiếng thiếu nữ tóc vàng giống như màn sáng thiểm điện màu vàng cắt ra nhân kiếm hợp một vọt vào bên trong bát quái đồ thẳng hướng địch thủ a à, cũng chẳng có gì hơn ai có thể ngăn được cước bộ của chúng ta năm vị đại thần vương xuất kích giết hết chư thần thiên hạ ai có thể chống đỡ lại ai có thể ngăn cản con đường của chúng ta bên ngoài có người bên trong bốn người lạnh lùng lên tiếng nhưng điều khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi chính là, khi bọn họ tiến lên, một lần nữa bị màn sáng bắt quái đồ ngăn cản, chưa thể xông vào. "Nhanh, liên thủ tiếp, chúng ta giết vào, An Miểu đang gặp nguy hiểm." Những người khác quát lớn. Bởi vì thiếu nữ tóc vàng An Miểu đã trước một bước tiến vào, một mình đối địch với nam tử nguy hiểm kia, khiến cho người ta không yên lòng. "Oành!" Trên thực tế, thiếu nữ tóc vàng vừa mới xông vào đã giao thủ kịch liệt với Sở Phong, chém giết mãnh liệt giơ tay chính là một kiếm, kiếm thai sáng như tuyết chảm phá hư không. Một khắc đó, hai người đã va chạm mạnh mấy ngàn lần, kiếm quang như hồng kích xạ màn sáng, giống như tinh quang vô biên đang tỏa ra, xẹt qua vũ trụ. Lúc này, sở phong vô cùng lãnh khốc. Trước đó, thiếu nữ này là người đầu tiên ra tay với hắn, hơn nữa còn tập sát hắn. Khi đó hắn không tiện đứng dậy, dẫn đến ho ra máu. Hiện tại, hắn làm sao bỏ lỡ cơ hội. Dám một mình tiến vào, trước giết chết nàng ta, Tuy nhiên, điều phiền phức chính là, giáp trụ trên người thiếu nữ này quá cứng. Kim cương chắc đập vào cũng chỉ khiến giáp trụ lõm xuống, cũng không bị hủy. Kiếm thai hóa Phật. Thiếu nữ tóc vàng quát lớn. Khi kiếm thai trong tay nàng nhỏ máu, Phật âm điếc tai, chẳng khác nào muốn đánh vỡ càn khôn. Kinh văn lượn lở, khắc sâu trong hư không, không chỉ chảm phá tất cả phòng ngự của địch nhân, mà còn muốn trực tiếp dùng kinh văn chấn áp. Đi. Sở phong dùng lọ đá như binh khí đập ra ngoài. Đối thủ có giáp trụ đặc biệt, hắn cũng có đồ khiến người ta không thể tưởng tượng được. Lọ đá cổ phát, khi đập tới, quang hoa kiếm thai cũng bị chấn mờ. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra được bí mật của lọ đá, còn chưa kích hoạt được nội tình của nó, khó mà phóng thích vĩ lực vô thượng thuộc về nó. Bây giờ, hắn dùng nó cũng như cục gạch, ma lực nện như điên. Nhất thời, kim cương trác, lọ đá đều biến thành trọng khí, không ngừng đánh về phía thiếu nữ. Bọn họ chém giết kịch liệt, sắc mặt thiếu nữ tóc vàng trở nên khó coi, Giáp trụ đặc biệt nàng khoác trên người cũng khó mà bắt được nam nhân kia, khiến cho nàng vừa kiêng kỵ lẫn lo lắng. "Giết!" Sở Phong không chút giữ lại, phù hiệu vàng óng hiển hiện giữa hai tay. Đôi tay hắn như hóa thành ma bàn vàng óng, đồng thời nắm lấy thân và nắp lọ đá oanh sát về phía trước. "Sao?" Sở Phong giật mình. Lọ đá giống như bị kích thích, bản thân cũng phát ra phù hiệu màu vàng óng. Năm đó, lần đầu tiên Sở Phong nhìn thấy loại ký hiệu này chính là trên thạch ma bàn quang minh tử thành luân hồi địa về sau, hắn biết bên trong lọ đá cũng có, lại càng toàn diện hơn. Hiện tại, theo hắn xuất kích, hai tay diễn hóa phù văn thạch ma bàn, cộng minh với lọ đá. Thiếu nữ tóc vàng kêu lên, bay ra ngoài. Giáp trụ của nàng bị đánh xuyên, giáp phiến bay lên một mảng lớn. Oanh! Sở phong đấm ra một quyền, đánh cơ thể của thiếu nữ tóc vàng cong thành con tôm, miệng ho ra máu, bay thẳng ra ngoài. Sở phong bay theo, lăng không một cước, đạp vào gương mặt xinh đẹp của nàng ta, thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng tránh né phù văn đầy trời nàng vận dụng đại thần thông nhanh chóng bỏ chạy tuy nhiên không gian bên trong bắt quái đồ lớn như vậy nàng có thể trốn đi đâu ầm um, nàng bị sở phong đuổi kịp một cước đạp vào vai khiến nơi đó phát ra tiếng vang răng rắc vai của nàng đã bị gãy xương gương mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ tóc vàng an biểu hiện lên sự đau đớn đây quả nhiên là đau nhức thấu xương tủy tuy nhiên nàng vẫn sẽ không khuất phục như cũ toàn thân nàng bộc phát thần quang, nhất là giáp trụ giống như bị đốt cháy, Phật quang phổ chiếu, Phật huyết bắn tung tóe. Nàng thi triển kỳ ảo, lông vũ màu đỏ quanh thân hiển hiện. Vô số thần liên trật tự xuyên qua, muốn xuyên thủng sở phong. Đây là bí thuật hoàng tộc. Nàng cũng không phải bất tử điểu. Chỉ vì tộc của nàng ta chấn thủ khu vực biên giới dương gian thời gian dài, thu thập được rất nhiều kỳ ảo. Đáng tiếc, mặc dù một kích này rất mạnh nhưng hiệu quả không tốt, thất bảo kỳ ảo của sở phong phóng ra, khiến cho nàng ta bay rớt ra ngoài, cả người toàn máu, tất cả trật tự thần liên đều bị cắt đứt, giống như lông vũ hoàng điểu bị bẻ gãy. Nàng rơi từ trên cao xuống. Người chẳng có gì hơn. Âm thanh băng lãnh của sở phong vang vọng, đồng thời hai tay của hắn xẹt qua quý tích không hiểu, chậm rãi giam cầm thiếu nữ tóc vàng, lăng không trôi nổi, giam cầm nàng ta ở đó. Oanh! Khi sở phong hạ sát thủ, giáp phiến trên người thiếu nữ tóc vàng phát sáng, bản thân không ngừng kịch chấn, nàng ta không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Người mặc giáp trụ do sắc rùa đen trăm triệu năm đạo hạnh chóc ra luyện thành sao? Sở Phong bất mãn nói. Hắn khó chém nứt giáp trụ này, nó thật sự quá bền chắc. Đang. Hắn đột nhiên ném ra kim cương trác, đồng thời ném ra lọ đá. Tất cả đều là trọng kích đánh vào người thiếu nữ tóc vàng. Giáp phiến chóc ra, Phật huyết văng khắp nơi. Trước người thiếu nữ cho dù có Phật quang thủ hộ, có đại Phật đứng sừng sững, nhưng vẫn không ngăn được thế công xương cốt của nàng bị chấn đứt không biết bao nhiêu đoạn an miểu đằng sau có người kêu to bốn vị đại thần vương liên thủ cũng không phá vỡ được màn sáng chỉ xé được một góc chưa thể giết đến người quá yếu sở phong miệt thị thiếu nữ tóc vàng nghe xong lập tức nổi giận nàng là đại thần vương có bao nhiêu người có thể đủ kiêu ngạo hơn nàng nói nàng thật sự quá yếu tuy nhiên nam nhân trước mắt hoàn toàn mạnh đến mức không còn gì để nói có thể đả thương nàng trước đó không lâu khi nàng đánh lén hắn, nàng còn chế nhạo, nói đối phương quá yếu. Nhưng kết quả đã bị đảo ngược. Ba người kia vừa kinh vừa sợ. Thiếu niên kia đi đến bước này, hắn muốn trở thành quái vật trong truyền thuyết kia sao? Dù sao, đại thần vương đã siêu việt hơn cả thần vương, là hạn mức cao nhất của cảnh giới này, chạm đến trần nhà. Nếu có thần vương còn lợi hại hơn cả đại thần vương, làm sao mà xưng hô? Có người nói, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Nếu có, sinh vật đó cũng đã là thiên tôn, đã phá cảnh rồi. Tuy nhiên, cũng có người tin rằng trong thần vương cũng có loại cá thể đặc biệt, cho dù không thể gặp, chưa hề gặp nhưng chắc chắn cũng vẫn sẽ có. Đó là một loại trạng thái như thế nào? Có thể sẽ không gì sánh nổi, khó mà hình dung. Tìm khắp nơi trong lịch sử, đoán chừng khó mà nhìn thấy một hai, hoặc chỉ tồn tại trên lý thuyết của tiến hóa giả. Bây giờ, bọn họ lại may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh khi tận mắt nhìn thấy bởi vì bọn họ thật sự cảm nhận được một loại khí thức quá đặc biệt quá thịnh vượng quá đáng sợ muốn vượt qua giá trị giới hạn hướng đến một điểm cuối cùng sắc mặt ba người vô cùng trắng bệch bọn họ là đại thần vương nhưng tuyệt đối không phải đại thần vương đứng trên đỉnh kim tự tháp bọn họ muốn dựa vào thạch lô thái thượng này để thực hiện điều đó tuy nhiên hiện thực lại tàn khốc như vậy bọn họ nhìn thấy cái gì có người vừa mới thuế biến đã muốn lật tung trần nhà đạt đến một cảnh giới thiên địa khác không gọi là đại thần vương thì xưng hô như thế nào quái vật trong truyền thuyết sắp xuất hiện trên thế gian sao điều này khiến cho bọn họ khó mà tiếp nhận trong lòng vừa oán giận vừa bất đắc dĩ người này liên sát hai đồng bạn của bọn họ nhất định là tử địch nhưng bây giờ hắn đang không ngừng thuế biến không ngừng mạnh lên trái lại coi hai người kia là tế phẩm biến dị cá thể trong truyền thuyết một quái vật sắp ra đời chúng ta trốn thôi ba người cũng cực kỳ quả quyết chuẩn bị bỏ chạy bởi vì ở lại, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không còn đường sống. Trừ phi bây giờ có thể giết vào, can thiệp quá trình biến dị của sở phong, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn, đánh gãy tiến trình tiến hóa của hắn. Tuy nhiên, bọn họ làm không được. Tiên thiên ngũ hành đầu tiên ma trận vực muốn tấn công, nhất định phải 4 năm người liên thủ mới có thể kích hoạt. Bằng không, cho dù có đồ quyền trực vực cũng không được. Tốc độ 3, người cũng không chậm, vù vù chuẩn bị trốn đi xa, rời khỏi nơi này. Thế nhưng, địa thế dưới chân bọn họ đột nhiên thay đổi, sương mù bao trùm, con đường đằng trước mắt phương hướng, thiên hỏa ngang qua, hư không sụp đổ. Tất cả mọi thứ trước mắt thay đổi, đồi núi chập trùng bên trong thạch lô, liệt diễm bừng bừng, hỗn độn hồ quang điện xen lẫn trở thành một vùng đất lạ lẫm. Trận vực. Ba người kêu lên sợ hãi, sắc mặt tái xanh, càng lúc càng khó coi. Bọn bọ biết mình đã bị chặn đường lui, không thể không quay lại. Đằng trước là tuyệt địa, sát cơ trùng điệp, dựa vào bản năng đại thần vương, Bọn họ cảm thấy, một khi xông về phía trước chính là vạn kiếp bất phục. Còn muốn đi, tất cả đều an phận ở lại đi, chờ ta xuất quan. Đằng sau truyền đến âm thanh của sở phong. Hắn ra tay, rốt cuộc cũng đã sơ bộ dung hợp với nơi này, nhất trí nhịp đập với thiên địa. Cũng chính vì vậy hắn, mới có thể tiến thêm một bước thi triển thủ đoạn trận vực phong tỏa con đường phía trước. Ba người rút lui, nhìn thấy sở phong bên trong bát quái đồ, thấy hắn toàn thân kim quang sáng chói, được sinh chi hỏa bao phủ, lóa mắt lạ thường các loại mảnh vỡ đạo tắc dây dưa, năng lượng cơ thể nồng đậm kinh người. Bọn họ vừa kinh sợ vừa có cảm giác bất lực, trơ mắt nhìn kẻ địch của mình mạnh lên, bản thân tất nhiên sẽ tao ngộ nguy cơ, thời gian không nghiêng về phía bọn họ. Theo thiếu niên nhân tộc kia tiến hóa, tình huống ba người càng lúc càng chuyển biến xấu. Chỉ cần đối phương xuất quan, bọn họ sẽ rất khó có đường sống. Chúng ta bắt đầu thôi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Một người lên tiếng. Bây giờ bọn họ không thể ra ngoài, bị trận vực ngăn lại con đường phía trước. Tuy nhiên, bảo bọn họ chờ chết, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ba người tế ra đồ quyển trận vực, dựng thành một tiểu thiên địa tiên thiên ngũ hành, tiếp nhận và hấp thu sinh chi hỏa cách đó không xa, muốn rèn luyện bản thân. Không thể không nói, đồ quyển trận vực tiên thiên ngũ hành đồ tiên ma không thể coi thường. Ngoài sát phạt, nó còn có một công dụng khác, chính là tạo dựng một thế giới tiểu ngũ hành tường hòa. Một phần sinh chi hỏa phun trào đến, vây quanh bọn họ. Ba người kinh hỉ, vội ngồi xếp bằng xuống mỗi người đều lấy ra một cái bình càn khôn tỏa ra ánh sáng lung linh sau khi mở ra mảnh vỡ đạo tắc bắn ra mang theo âm thanh ù ù đây là chân huyết thần bí cực kỳ hiếm có là phần thưởng lão quái vật trong tộc ban tặng cho bọn họ có thể bảo mệnh cũng có thể tiến hóa theo suy đoán trong máu bất tử điều có phật huyết sau khi loại bỏ vật chất có hại lưu lại sinh cơ hết thảy cũng là để cho bọn họ niết bàn ở đây ừm đồ tốt sở phong nhìn thấy có chút đỏ mắt nhưng lại không thích hợp giết ra ngoài nhưng hắn nghĩ đến điều gì đó, bên trong bát quái đồ có hai bộ giáp trụ, là của nam nhân tóc bạc và thiếu nữ tóc vàng an hiểu để lại. Hắn rất nhanh tìm được hai cái bình càn khôn. Sau khi máu đỏ tươi và máu vàng óng chảy ra, hắn rõ ràng nghe được tiếng kêu của một loại sinh vật cổ nào đó, giống như đạo âm Thái Sơn, khai thiên chi thần quang. Tắm bên trong, bản thân sẽ cảm thấy ấm áp, mảnh vỡ đạo tắc chung quanh bay múa, tràn ngập, cộng minh cùng thiên địa. Lúc này, bát quái đồ trên mặt đất càng lúc càng óng ánh như mẫu kim nóng chảy mà thành dần dần lập lòe đường vân thiết họa ngân câu lại càng thêm thần bí khó lường sở phong tắm rửa mảnh vỡ đại đạo được huyết dịch sinh khí đặc biệt tẩm bổ cực kỳ thần thánh và tường hòa ngọn lửa đốt cháy khiến cho hắn thoạt nhìn giống như bất hủ nhân hoàng thiên truy bách luyện ra quanh thân sáng chói trật tự xen lẫn đại đạo thần âm oanh minh cảnh tượng kinh người giống như quay về thời đại khai thiên tích địa tập trung vật chất hỗn độn và tinh túy vạn đạo muốn nấu luyện và tầm bổ ra sinh vật bất bại sở phong ngồi xếp bằng giống như muốn vĩnh sinh bên trong sinh chi hòa hướng đến trung cực người tế sống hai người an miểu còn lấy chân huyết tộc lão ban thưởng người thật sự đáng chém keng sở phong liên tục oanh kích dẫn đến thiếu nữ tóc vàng kêu thảm giáp trụ của nàng bị đánh nát một phần cánh tay phải muốn lộ ra ngoài ánh lửa đốt cháy khiến cho nàng đau nhức khó nhịn lúc này sở phong giống như một luồng thiểm điện vọt đến khi giáp trụ nứt ra, nàng đột nhiên phát lực, phù một tiếng, toàn bộ cánh tay trái trắng như tuyết bị xé rách xuống, đẫm máu. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. An miểu, mau lui ra phía sau, chúng ta đến đây. Đằng sau có người quát lớn. Nam nhân tóc bạc là người đầu tiên giết đến, cầm binh khí hạng nặng trong tay, là một cây kích lớn màu đen, rét căm căm, vô cùng đáng sợ. Thiếu nữ tóc vàng rút lui, thân hình lung lay, ba người còn lại cũng nhanh chóng phóng đến cái khe. Ông, nhưng điều khiến cho bọn họ không nghĩ đến chính là, khi Sở Phong rút lui, toàn bộ màn sáng cũng rút lui theo. Bọn họ vồ hụt, còn khe hở thì chậm rãi khép lại. Bát quái đồ giống như hòa cùng một thể với Sở Phong, theo hắn di động, mà động. Kẻ chết thay à? Không sao, trước giải quyết ngươi. Sở Phong nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc, lạnh lùng nói, "Không được." Ba người bên ngoài giật mình. Bọn họ không thể tiến vào, mà thiếu nữ tóc vàng An Miểu lại bị trọng thương một mình nam nhân tóc bạc kia có thể ngăn cản được cường giả nhân tộc sao? Đại kích ngay cả máu thiên tiên cũng đã từng nâng ly qua. Hôm nay, ta lấy hồn máu tộc ta hiến tế, mời ngươi khôi phục chém giết kẻ này. Nam nhân tóc bạc giết vào kêu lên, giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó, dùng phương pháp đặc biệt kích hoạt đại kích để nó chủ động giết địch. Thiếu nữ tóc vàng an hiểu phía sau hắn gần như mất đi chiến lực, chỉ có thể dựa vào hắn. ầm ầm, giống như mặc long phục sinh, đại kích màu đen bộc phát, mấy thân ảnh thiên tôn hiển hiện trời đất sụp đổ khí thế kinh khủng nghiền ép về phía sở phong ông phù văn màu vàng lấp lóe bàn tay sở phong phát sáng một lần nữa thôi động văn tự thần bí cộng minh cùng lọ đá thu sở phong hét lớn hắn dùng lọ đá nhắm ngay đại kích khi đại kích màu đen chém thẳng xuống nó chui thẳng vào bên trong lọ đá cạch một tiếng sở phong đậy nắp che đậy tất cả khí cơ cứ như vậy mà kết thúc Đại kích bị lấy, nam nhân tóc bạc mất đi cảm ứng. Không thể nào! Nam nhân tóc bạc kêu to. Không chỉ hắn, bốn đại thần vương còn lại cũng sắc mặt trắng bệch, không thể tin được. Lọ đá đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Binh khí ngay cả máu Phật, máu Thiên Tiên cũng nhuốm qua lại bị lấy đi. Mất đi binh khí đặc biệt đó, ta xem ngươi còn có thể thế nào? Sở Phong quát. Hắn vọt đến, toàn lực oanh sát. Đây chẳng khác nào tái diễn lại trận chiến với thiếu nữ tóc vàng mặc dù kịch liệt nhưng kết cục đã chú định nam nhân tóc bạc bị đánh bay miệng phun máu bị trọng thương mở cho ta ba vị đại thần vương bên ngoài quát lớn toàn lực oanh kích bắt quái đồ muốn xông vào nhưng trận vực tiên thiên ngũ hành đầu tiên ma ba người diễn dịch ra có chút không đủ nhất thời khó mà thành công lúc này nam nhân tóc bạc kêu thảm bởi vì sở phong tấn mãnh như lôi đình xuất thủ bá đạo không cho hắn thời gian khôi phục đã hạ sát thủ trước tiên liên tiếp mấy kích, lọ đá đều đập trúng hắn, khiến cho hắn bị trọng thương, giáp trụ trên người mở đi, lân phiến bay múa. Cách đó không xa, thiếu nữ tóc vàng bị trọng thương bên trong bát quái đồ cũng kêu lên. Nàng tế kiếm muốn giết qua nhưng lại bị kim cương chắc đánh trúng, cả người bay ra ngoài, cơ thể gần như muốn nổ tung. Thần vương bình thường đã sớm nổ nát, còn thực lực của nàng quá siêu phàm, cộng thêm có giáp trụ bảo vệ, cho nên nàng mới còn sống. Không, lúc này, Nam nhân tóc bạc kêu thảm, bởi vì hắn bị sở phong lột hết giáp trụ, hạ tử thủ đối với hắn. Phốc! Hắn đã mất đi cánh tay, tiếp theo nửa thân dưới tách rời. Sau đó, hắn bị một quyền oanh trúng mi tâm, giải thể trong ngọn lửa, hóa thành cho bụi. Có thể nói là chết thảm. Một vị đại thần vương cứ như vậy mà hình thần câu diện. Thiếu nữ tóc vàng an hiểu nhìn thấy toàn bộ quá trình, mắt mở to như muốn rách cả mí, nhưng nàng lại không cách nào thay đổi, bất lực ngăn cản, bản thân nàng còn khó đảm bảo nhân tộc mà nàng khinh thường lúc trước lại giết chết đồng bạn của nàng ngay trước mặt nàng tất cả đều quá mức đáng sợ bây giờ có lẽ cũng nên đến phiên nàng mở cho ta ba người bên ngoài oanh kích muốn tiến vào bên trong bắt quái đồ sở phong lạnh lùng nhìn bọn họ sau đó bước tới thiếu nữ tóc vàng giết thiếu nữ tóc vàng như thú bị nhốt liều chết chém tới thế nhưng làm sao sở phong cho nàng cơ hội toàn lực hạ sát thủ chứ hắn đánh xuyên qua nàng huyết dịch từ bên trong cơ thể tràn ra nàng bị lột giáp trụ cơ thể dày đặc vết thương trước sau trong suốt máu chảy ồ ạt à. sở phong đột nhiên giơ tay lăng không một tay chộp đến thiếu nữ tóc vàng bắt lấy cái cổ trắng ngần của nàng đột nhiên vạn một cái răng rắc một tiếng cổ thiếu nữ tóc vàng bị bẻ gãy đồng thời ánh lửa nhảy lên bao phủ thiếu nữ tóc vàng nàng kêu thảm một tiếng mất đi giáp trụ che chở nàng hoàn toàn không ngăn được năng lượng nơi này toàn thân của nàng bị đốt cháy trong ngọn lửa hóa thành cho tàn hình thần câu diệt không nhân tộc đám phản nghịch dương gian các ngươi dám giết quý nữ canh giữ tận cùng thế giới người nhất định phải chết ba người bên ngoài điên cuồng kêu to nhưng cũng chẳng có tác dụng nghe vào tay sở phong chẳng khác nào chó sủa ồ chuyện gì xảy ra vậy hắn đang mạnh lên ba người bên ngoài đột nhiên kinh hãi lúc này sở phong đang phát sinh biến hóa kinh người sau khi liên sát hai vị đại thần vương bát quái đồ lại càng sáng trói một loại cân bằng nào đó bị phá vỡ Hắn nhận được sinh chi hỏa vô tận tầm bổ, toàn thân được rót vào phù văn màu vàng, phù hiệu màu bạc đặc biệt cơ thể được đại đạo chi quang rót vào. Đây chính là lửa nhất bàn sao? Hắn cảm thấy hắn đang được rèn luyện, đang mạnh lên. Là đạo hạnh, là một thân tinh túy hai người an miểu, cảm ngộ tạo hóa của, bọn họ lại trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho hắn. Ba người bên ngoài kêu lên sợ hãi, đây chính là bất hủ bát quái lô sao? Lại còn có thể như vậy, sở phong đang mạnh lên bản thân hắn đã là đại thần vương bây giờ lại càng đáng sợ hơn hắn không phải muốn trở thành quái vật trong truyền thuyết kia đấy chứ sắc mặt ba người cực kỳ khó coi nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ nghĩ đến truyền thuyết kia chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio ba vị đại thần vương bên ngoài oán hận sát ý trong lòng vô biên nhưng cũng chỉ có thể tức giận gầm nhẹ chứ không thay đổi được gì nhất là khi bọn họ nhìn thấy sau khi hai vị đồng bạn bị giết chết lưu lại vết tích quy tắc của riêng mình dường như là đạo quả và cảm ngộ khi còn sống, nhưng lại bị người kia hấp thu. Tuy nhiên, tình huống lại không phải như vậy. Sinh chi hỏa rèn luyện tất cả sinh linh, trong thời điểm nhất định, ngay cả cường giả chết đi cũng sẽ giống như thế, đạo quả lưu lại sẽ bị nấu luyện. Cũng chính vì thế, Sở Phong cảm ngộ rất sâu ở đây. Bên trong thạch lô tích lũy không ít vết tích cường giả, cho dù chỉ lưu lại một chút ấn ký nhưng cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Đây mới là bản chất chân ngã thạch lô nấu luyện chứ không phải vô duyên vô cớ đã có thể niết bàn, trong vòng một đêm tắm trong ánh lửa đã trở thành cường giả. Đương nhiên, điều này cũng khảo nghiệm cùng với tử vong, động một chút là lấy đi tính mệnh của người ta. Ví dụ như bây giờ, cân bằng lại phát sinh thay đổi, nguy cơ một lần nữa tiến đến. Oanh! Tử chi hỏa diễm xuất hiện, đốt cháy sở phong, đốt hắn thủng trăm ngàn lỗ. Dù có tế phẩm, có huyết dịch đặc biệt, hắn cũng bị thương, cũng may mà hắn có kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào ngay lập tức hắn quay trở về cân bằng giữa sự sống và cái chết nửa người trên được sinh chi hỏa tẩy lễ nửa người dưới tiếp nhận ánh lửa tử vong nấu luyện dạng thiên truy bách luyện như vậy mới là chân lý của thạch lô niết bàn sinh cơ nửa người trên sở phong mạnh lên nửa người còn lại như người sắp chết ngay cả hồn quang cũng giống như vậy một bên sinh cơ giạt rào một bên ảm đạm sắt tắt đây chính là chỗ khác thường của địa thế thái thượng là thể nghiệm sơ bộ thế lửa tràn đầy nguy cơ càng đáng sợ hơn sẽ xuất hiện một tiếng ầm vang, bát phương sôi trào, ánh lửa chói mắt sông lên trời. Lần này không phải sinh tử chi hỏa, mà là tám loại ánh lửa che mất sở phong bên trong. Mạnh như hắn cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Nhất định phải tìm được cân bằng, nếu không, hắn nhất định sẽ chết. Nơi này là chủ lô, không phải lô phụ. Cái gọi là tạo hóa đều phải dựa vào bản thân tranh thủ. Chủ thạch lô chưa bao giờ bị hàng phục qua, tràn ngập biến số. Đằng xa, mấy chục lô phụ khác đã sớm được cải tạo, bị hỏa tinh tộc hàng phục. ầm ầm, sở phong ngồi trong liệt diễm, cơ thể có phần đã bị sụp đổ, khô cạn, có một phần lại phát ra quang trạch, vòng đi vòng lại. hắn đang kịch liệt thuế biến. mau, chúng ta cũng nhanh niết bàn. bằng không, chúng ta sẽ không có đường sống. ba người bên ngoài khản giọng kêu to. bọn họ dẫn động một phần bát quái hỏa diễm đốt cháy bản thân. bọn họ có giáp trụ cổ lão bao trùm, riêng phần mình đều thánh khiết ôn hòa sau khi Phật huyết, thiên tiên huyết khôi phục trên giáp trụ, bên cạnh bọn họ xuất hiện tiếng tụng kinh của Đại Phật gia trì, có thiên thiên ngâm sướng thủ hộ. Khí tức cổ xưa mà cường đại lượn lở, quỷ dị mà yêu dị. Đây là thứ mà bọn họ cậy vào. Có giáp trụ, bọn họ có thể sinh tồn trong lò, từ đó có thể thuế biến. Đồng thời, bọn họ đổ hết thứ chất lòng trong bình càn khôn ra để hấp thu, hỗn hợp cùng ánh lửa, muốn nấu luyện chân hồn và bảo cốt của bản thân. Sở phong nhìn chằm chằm bên ngoài, ánh mắt vô cùng sắc bén, Mang theo ánh lửa và điện mang, đồng tử màu vàng cực kỳ có thần, như thiểm điện đảo qua. "Chân huyết để không, chi bằng các ngươi cứ dùng trước. Dù sao thịt nát trong nồi, lát nữa ta cũng sẽ biến các ngươi làm tế phẩm." Lời nói vô tình khiến ba người kia phải run rẩy. Bọn họ nhìn chằm chằm, vốn muốn nói mấy câu ngoan thoại, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh. Bọn họ vốn muốn nửa đường tìm quả đào, đoạt tạo hóa của thiếu niên nhân tộc trước mắt, bây giờ bị người ta để mắt đến, đúng là gieo gió gặt bão. Sở Phong lợi dụng chân huyết hỗn hợp bên trong hai bình càn khôn cộng, với bát quái hỏa quang, vết tích đại đạo các loại cường giả lưu lại, quả thật chính là hành tẩu trong vũng bùn. Cái này không chỉ là cơ duyên mà còn là sát cơ, càng là hủy diệt chi địa. Bởi vì người ta rất có thể sẽ bị nóng chảy bên trong, trở thành một phần của quy tắc này. Ầm ầm, đại hỏa cuồn cuộn, thái thượng địa thế một lần nữa thể hiện nội tình bất phàm của nó. Rất nhiều vết tích quy tắc sắp bị đốt đến tan biến, thể hiện rõ hình thái độc đáo của địa thế thái thượng đốt cháy sở phong đây là đại cơ duyên cũng là hành trình đại tuyệt diệt có thể nhìn thấy cơ thể sở phong bị đốt thủng hồn quang bản thân có lỗ lớn ánh lửa bát quái quá kinh người hắn rất khó tìm được cân bằng triệt đề dù vậy sở phong cũng không sử dụng hai bộ giáp trụ cách đó không xa của an miểu và nam nhân tóc bạc lưu lại bên trên có phật huyết thiên tiên huyết có thể trợ giúp người khác ngăn chặn được rất nhiều vật chất có hại hắn cho rằng thời gian kiên trì càng dài hắn đạt được sẽ càng nhiều Thạch Lô chưa bị hàng phục, đây mới thật sự là nơi ẩn chứa rất nhiều nội tình. Nếu hắn mặc giáp trụ, tương đương với việc ngăn cách một số cơ duyên bên ngoài. Sao? Hắn lại mạnh lên. Ta tin rằng, hắn sẽ lật ngược trần nhà đại thần vương, trở thành cá thể biến dị trong truyền thuyết. Đây là một con quái vật. Ba vị đại thần vương bên ngoài sợ hãi, trong lòng không còn sức mạnh. Cho dù bọn họ đang ngồi trong liệt diễm, giữa hỗn độn hồ quang điện, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được hàn ý. Oanh! Rất nhanh, chuyện càng kinh người hơn đã phát sinh. Hồn quang của sở phong và nhục thân của hắn bị áp xúc, nghiền ép, nấu chín. Cảnh giới của hắn đang bị rơi xuống. Hắn đang quá độ thần cấp. Một người thất thanh la lên, cực kỳ chấn động, muốn rớt từ trên niết bàn rớt xuống. Nhìn thì cảnh giới rơi xuống, thật ra thực lực và chiến lực cũng không giảm bớt, chỉ là áp xúc, giống như đang luyện chế cửu chuyển tiên đan, phẩm chất sẽ cao hơn. Nói như vậy, từ thánh giả áp xúc xuống kim thân, đây mới là chính đồ, là con đường nghiêm chỉnh mạnh nhất. Hiếm có người đạt đến cấp thần vương lại đi con đường như thế. Mặc dù nói thiên tôn cũng có thể hối hận nhưng dù sao cũng chỉ là lý luận, độ khó thực hiện thật sự quá lớn. Năm đại thần vương bọn họ đến, chưa nghĩ đến việc có thể toàn công, chỉ thăm dò có con đường hối hận hay không. Có thể tăng lên chiến lực bản thân là đủ rồi, không dám yêu cầu xa với áp xúc đến thần cấp. Bây giờ có người sắp thành công, chiến lực không giảm, cảnh giới nghiền ép, áp xúc, đây là chuyện kinh thế hãi tục đến cỡ nào. Cùng lúc đó, năm đại thần vương giật mình nhìn thấy kim cương trác, bên cạnh sở phong cũng đang biến hóa theo. Nó phát sáng, hấp thu tinh túy của hai bộ giáp trụ cách đó không xa. Giáp trụ an miểu và nam nhân tóc bạc lưu lại đang ảm đạm đi. Năng lượng thần bí khô kiệt, Phật huyết và thiên tiên huyết cũng không còn ánh sáng, đang tan biến. Sắc mặt ba vị đại thần vương bên ngoài xám như đất, nên biết rằng, bên trong giáp trụ năm người bọn họ đều ẩn chứa mẫu kim đặc biệt, còn có Phật huyết thủ hộ, là vật vô giá. Nhưng bây giờ, chúng lại bị kim cương trác nung nấu, hấp thu tinh túy mẫu kim của hai bộ giáp trụ, thành toàn bản thân. Điều này quả nhiên kinh thế, không thể là vũ khí 33 trọng thiên. Rõ ràng, kim cương trác cũng đang mạnh lên, cũng đang niết bản bên trong lò bát quái thái thượng, tái tạo bản thân, hấp thu hết thảy mẫu kim, tinh hoa của binh khí. Ừm, không đủ chất dinh dưỡng sao? để ta đi tìm cho ngươi sở phong lên tiếng hiển nhiên hắn cũng chú ý đến kim cương chắc biến hóa nó đang chìm nổi trong ngọn lửa càng lúc càng kinh người ầm ầm sở phong giết ra xông ra khỏi khu vực bát quái bước đến ba người kia ngươi bọn họ giật mình người kia chủ động xông ra nếu là cách đây không lâu bọn họ sẽ kinh hỉ vừa lúc có thể liên thủ giết hắn nhưng bây giờ trong lòng bọn họ lại trầm xuống bởi vì đối phương nấu luyện và thuế biến đến bây giờ nhất định đã có được sức mạnh và lòng tin cường đại không gì sánh nổi hắn muốn giết bọn họ giết ba người giống to ầm ầm sở phong trực tiếp ra tay đặc biệt nhằm vào một người toàn lực ứng phó vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp toàn thân đều được xương trắng bao phủ uy năng không gì so sánh nổi tăng lên rất nhiều hắn đánh ra một quyền ấn mạnh nhất thiên địa nổ đi đùng ánh lửa bị hắn đánh cho ảm đảm xuống Hắn không chỉ đánh xuyên tiểu thế giới ngũ hành, mà còn làm cho vị đại thần vương kia phun máu, cơ thể bay thẳng ra ngoài, sau đó giải thể nửa người, nửa người còn lại nổ tung, hóa thành huyết vụ. Không thể nào. Vị đại thần vương kia chấn kinh. Giáp trụ chỉ bị lột ra một chút thôi mà, nhưng lực quyền của vị thiếu niên kia đã có thể đánh xuyên, gần như anh sát hắn ta triệt để. Ba người bọn họ đều biết bọn họ xong rồi, không phải là đối thủ của Sở Phong, không cách nào ngăn cản. Hắn muốn sánh vai với quái thai thượng thương sao? thiếu nữ tóc bạc thất thanh nói sở phong cũng không dừng lại động tác như gió táp cát bay đá chạy mang theo phủ văn ba động một lần nữa đánh giết tới quyết định giết chết bọn họ trước tiên vù vù đại thần vương kia nửa người trên rách dưới toàn thân bốc lên huyết vụ gầm thét không ngừng bay ngược nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng sở phong bị đuổi kịp cứu ta hắn ta hướng hai người còn lại cầu cứu ánh mắt tràn ngập dục vọng cầu sinh hắn ta thật sự không muốn chết nhận được thượng thương trọng thưởng tiền đồ của hắn ta vô cùng sáng sủa về sau con đường có thể nói là phồn hoa như gấm hắn bất luận là làm mưa làm gió ở dương gian hay là tiến đến thượng thương đều sẽ có tiền đồ không tệ nhưng bây giờ có người muốn kết thúc một kiếp huy hoàng của hắn ta không thể hô phong hoán vũ trong tương lai được nữa nên biết rằng hắn ta khó khăn lắm mới có thể tiến đến cảnh giới đại thần vương đông cả thiên địa đều đang run rẩy sở phong truy sát đến gần giống như hoàng kim thiểm điện quá nhanh phá vỡ hư không quanh thân tỏa ra huyết khí nhân vương hoàng kim đặc biệt một vị nhân vương đại thần vương kia kêu lên sợ hãi ra sức chống cự tuy nhiên hắn ta cũng không thay đổi được điều gì giáp trụ trên người hắn ta bị tước đoạt cộng thêm nửa người đều bị đánh nát quyền ấn sở phong rộng rãi như trời lóa mắt như biển sao nổ tung toàn diện đánh đến gần chủ thể lọ đá tách ra mang theo quyền ấn sở phong phụ trợ tấn công khi ảo của vị đại thần vương kia cùng với cánh tay đón đỡ của hắn, còn có màn sáng hộ thể, tất cả đều bị xé mở. Có thể nói là tồi khô lạp hủ, bị huyết khí hoàng kim sở phong bao trùm, bị quyền ấn đánh xuyên. A, à, đại thần vương xuất thân từ dương gian kiêu thảm. Bên trong khe hở giáp trụ cánh tay, vật quang văng khắp nơi, thiên tiên huyết bốc hơi, toàn lực phòng hộ nhưng trung quy vẫn không thay đổi được gì, bởi vì lọ đá đã áp chế giáp trụ. Ngoài ra, nửa người vỡ vụn của hắn ta bị lột một phần giáp trụ. Chống trơn, năng lượng sở phong dựa vào điều này mà toàn diện xâm lấn, rào sát nhục thể của hắn ta. Biến hóa mắt thường có thể thấy được, cơ thể của hắn đang nổ tung, là máu đại thần vương, còn có xương cốt đứt gãy. Đây chính là ngược sát. Hai người còn lại ra tay, nhưng cũng không tạo thành tổn thương mang tính trí mạng cho sở phong. Một là không theo kịp tốc độ của hắn, hai là kim cương chắc đang xoay tròn đằng sau sở phong. Uy năng tăng vọt còn mạnh hơn rất nhiều so với cách đây không lâu, biến thành một lỗ đen ngăn cản công phạt của bọn họ phốc. Một đóa hoa máu nở rộ trên mi tâm của người kia, xương chán chia năm xẻ bảy, hồn quang bị đánh vỡ. Bàn tay sở phong hoành không nghiền ép, trực tiếp đánh giết. Tay không trực tiếp giết chết một vị đại thần vương. Hai người đằng sau nhìn rách cả mí mắt, đồng thời trong lòng nổi lên một luồng hàn khí. Đồng bạn của hai người cứ như vậy mà bị đánh chết, không hề có lực hoàn thủ. Điều này quả thật quá hoang đường. Nên biết rằng, bọn họ đều là đại thần vương, tung hoành trong lĩnh vực vương giả, lẽ ra không có đối thủ, chỉ cần một người xuất hiện là có thể giết sạch trừ vương. Nhưng hôm nay, bọn họ như thổ kê chó kiểng, bị người ta oanh sát, bị người ta đánh nổ, quả thật không chịu nổi. Nhất là bây giờ, sau khi thiếu niên nhân tộc kia được thạch lô tiến thêm một bước thuế biến, hắn đánh bọn họ như đánh người dơm, quá đáng sợ. Đang. Cách đó không xa, giáp trụ vị đại thần vương bị sở phong oanh sát chóc ra, duy trì hình thái nhân hình rơi xuống đất, vang lên một âm thanh điếc tai, tia lửa bắn tung tóe Sở phong thở dốc, làm mọi chuyện nhìn thì dễ dàng mấy lần liền đánh nổ một vị đại thần vương thật ra hắn cũng đã dốc hết khả năng vận dụng năng lượng mạnh nhất truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hắn không muốn kéo dài cuộc chiến muốn trong nháy mắt phải phân ra sinh tử thời gian quý giá phải dành cho tiến hóa sớm một chút giải quyết ba người kia hắn mới có thể yên tâm niết bàn phòng ngừa trong thời khắc mấu chốt bị người ta quấy dày giết một vị nữ đại thần vương tóc bạc khẽ quát Ánh mắt trợn tròn, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự quyết tuyệt. Nếu đã không thể tránh được, chạy thoát cũng không được, vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nàng ta sẽ liều mạng. Cho dù là nữ, nhưng trong tay nàng ta lại cầm một thanh thiên qua màu đen, nặng nề mà thô to, mũi nhọn sáng như tuyết, hơi lạnh bao trùm, vô cùng khiếp người. Sở Phong đưa lưng về phía nàng mà lướt ngang, lưu lại một đạo tàn ảnh. Hư không nơi đó đều bị thiên qua nặng nề ép đến sụp đổ. Sau đó, hắn trực diện hai vị đại thần vương còn lại, cầm kim cương trác trong tay, hắn thẳng tiến không lùi. Hắn có gì mà phải để ý chứ? Liên sát ba vị đại thần vương, hai người còn sót lại tất nhiên không đáng kể. Giết! Một vị đại thần vương khác quá to, kỳ ảo kinh thiên, quanh thân bao trùm long văn, hoành không bay lên đánh giết về phía sở phong. Tất cả vô ích thôi. Sở phong nói, gương mặt lãnh khốc vô tình, nhất quyết tử chiến với bọn họ. Trong thạch lô, ánh lửa nhảy lên, Yên hà ngập trời, năng lượng mãnh liệt, ba người giống như ba ngôi sao thiêu đốt, sau đó kịch liệt va chạm, dẫn phá trận nổ lớn. Hư không vặn vẹo, tiếp theo sụp đổ, âm thanh đại đạo đinh tai nhức óc, Phật huyết hoành không, đại Phật hiển hiện trấn áp xuống, cảnh tượng vô cùng dọa người. Ngoài ra còn có thiên tiên ngâm sướng, giống như đến tiên quốc. Nhân vật tiên đạo thành đàn đều ra tay, cùng nhau kết ấn chấn áp Sở Phong. Ta không tin cái này cũng không giết được ngươi." Thiếu nữ tóc bạc hét lên. Mái tóc dài bóng loáng giống như lưu quang vung vẩy, gương mặt mỹ lệ tràn ngập tuyệt vọng. "Nàng ta đang ngọc thạch câu phần, sử dụng sức mạnh giáp trụ cấm kỵ. Nàng ta không tiếc dùng bản thân tế sống dẫn bạo giáp trụ, để huyết dịch cổ Phật hoàn hồn, tàn hồn thiên tiên trở về, lợi dụng bọn họ giết chết tên địch nhân này." Ông Sở Phong thôi động lọ đá, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh vào giáp trụ, kết quả dẫn đến đại Phật cổ lão đều e ngại lui về phía sau. Một đám nhân vật tiên đạo đều run rẩy, thân ảnh mơ hồ xuống. Đây rốt cuộc là cái thứ gì thế? Tại sao lại như vậy?" Thiếu nữ tóc bạc hét lên, tuyệt vọng đến cùng, mất hết can đảm, ngay cả đòn sát thủ sau cùng lưỡng bại câu thương, liều chết kéo đối phương lên đường cũng không được. "Nàng ta đã thất bại rồi sao?" Oành! Nàng ta bị Sở Phong một quyền đánh xuyên, sau đó đánh thẳng vào huyệt thái dương, cả người ngã xuống, cuối cùng tan rã, huyết dịch chảy ngang, chết oan chết uổng. Một người khác gào thét, "Hoành không tại thiên, phát điên thôi động kỳ ảo!" nhưng tất cả đều bị thất bảo kỳ ảo của sở phong chặn lại, khiến cho hắn ta cũng bị nổ tung. Đang, kim cương chắc mãnh liệt nện vào người hắn ta, giáp phiến bay thấp, huyết quang bắn ra. Sở phong toàn lực ứng phó hạ sát thủ. Chưa được bao lâu, người kia cũng mất mạng, bị hắn giết chết ngã xuống đất, huyết dịch tràn ra ngoài rất xa. Vùng đất này tràn ngập tinh khí sinh mệnh mãnh liệt, đạo văn hiển hiện. Như sở phong đã nói trước kia, thịt nát trong nồi, chân huyết đặc biệt mà bọn họ chuẩn bị cùng với chính bản thân bọn họ đã trở thành tế phẩm. Bát quái đồ chuyển động, sở phong mang theo tế phẩm huyết khí tinh hoa khổng lồ cùng, với ba bộ giáp trụ trở về, một lần nữa ngồi xếp bằng bên trong bát quái đồ, bắt đầu tọa quan. Liệt hỏa nhảy lên, thần diễm ngập trời, ký hiệu đại đạo các loại chen chúc nhau, khuấy động bên trong thạch lô, mãnh liệt tràn vào bát quái đồ. Sở phong bị bao phủ bên trong, hắn đang thuế biến. Ở Nhất Bàn, năng lượng bản thân bị áp xúc, bên trong máu thịt chảy xuôi các loại phù văn, bên trên xương cốt đều hiện lên ký hiệu thần bí khó lường. Đây chính là thạch lô, tám loại hỏa quang phần thiên nung khô sinh vật trong lò, thiên truy bách luyện tái tạo một sinh mạng mới. Đây chính là cơ duyên, cũng là một sự tra tấn và giết chóc lãnh khốc. Người tiến vào, chín thành đều phải chết. Từ xưa đến nay có mấy ai còn sống đi ra. Ngay cả hỏa tinh tộc cư trú bên trong cấm địa thái thượng, cũng không dám đến đây luyện thân. Có thể nghĩ nơi này ma tính đến cỡ nào. Ông, cơ thể sở phong bị rút nhỏ một đoạn, bị áp chế, không chỉ huyết nhục băng liệt mà ngay cả xương cốt cũng bị đốt gãy. Đây chính là sự tra tấn đáng sợ và thống khổ nhất. Hắn trơ mắt nhìn bản thân bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả trái tim cũng bị đốt thành lỗ lớn, huyết dịch chảy ngang, ngay cả hồn quang của hắn cũng bị đốt đến ly thể, người đầy vết rách. Đây chính là tuyệt cảnh tử vong. Vượt qua, phải vượt qua, nhất định phải thành công. Đây chính là tín niệm của sở phong. Đã đi đến bước này, hắn không muốn nửa đường chết trong thạch lô nếu sắp thành lại bại hắn sẽ rất tiếc nuối hối hận cả đời ông thạch lô oanh minh phát ra ánh sáng chói mắt cùng với hỗn độn lùi đỉnh hủy diệt chi quang sở phong gần như bị đánh tan nhục thân và hồn phách tuy nhiên trong thời khắc cuối cùng thạch lô lại phun ra hào quang rực rỡ sinh khí vô tận tràn đầy thay vào bằng năng lượng và khí thức dữ dằn sao sở phong giật mình hắn đang khôi phục nhục thân và hồn quang đều đang nhanh chóng khôi phục lại lúc này mới thật sự là thái thượng bát quái lô, có sinh ra, có chết đi, có nấu luyện, có tầm bổ. Sông núi nuôi thân ta, chân hỏa luyện hồn ta. Sở phong lẩm bẩm, cảm thấy đây mới là chính đồ. Có hủy diệt, có tạo hóa, cứ lặp đi lặp lại rèn luyện như vậy, mới có thể tạo ra được một cơ thể bất bại. Trong cửu tử nhất sinh cũng hy vọng tái tạo một thân bất diệt. Hiện tại sở phong đã là thần, được nung nấu qua, được áp xúc qua, thực hiện một lần niết bàn, đạt được hoàn cảnh trên cả thần. Đương nhiên, chính xác mà nói, hắn là cấp thần tướng, nằm giữa thần và thần vương. Cách đó không xa, kim cương chắc chìm nổi, giống như đang niết bàn, hấp thu tinh hoa mẫu kim bên trong ba bộ giáp trụ, đồng thời hấp thu linh tính Phật huyết và thiên tiên huyết, bản thân lại càng cổ xưa, có được đạo vận nội liễm. Sở phong cảm thấy, nếu hắn ném kim cương chắc ra ngoài, nó có thể đánh xuyên thương khung, giết chết chuẩn thiên tôn các lộ. Bí bảo này càng lúc càng cường đại khó lường. Còn chưa đủ, hắn vẫn muốn tiếp tục hấp thu tạo hóa nơi này, tiến hành niết bàn. Hơn nửa ngày sau, bên trong thạch lô có biến hóa, sở phong bị đốt gần như thịt nát xương tan, sau đó cơ thể dã hơn một nửa, rốt cuộc dẫn đến thạch lô dâng lên hào quang trói lọi, sinh khí tràn ngập. Lần này sở phong niết bàn đến thần cấp, cảnh giới bên ngoài giảm xuống nhưng thực lực bản thân không giảm. Đạo quả tiến thêm một bước áp xúc, xét theo một ý nghĩa nào đó, tiềm năng của hắn lớn hơn. Nếu khôi phục lại thần vương, cảnh, hắn sẽ mạnh đến cỡ nào? tế phẩm nơi này không ít chân huyết năm người chuẩn bị quá đặc biệt sau khi ta niết bàn xong còn có thể trở về cấp độ thần vương hay là đại thần vương sở phong hoặc nghi đại thần vương chính là điểm cuối cùng của cấp thần vương lần này hắn niết bàn nghiền ép bản thân áp xúc đạo quả xốc lên trần nhà khi đó hắn sẽ sưng hô như thế nào sau một đêm toàn thân sở phong kim quang trói mắt sau đó âm một tiếng giải thể toàn bộ đầu tách rời xương cốt tản mát huyết nhục chóc ra, rơi xuống cùng một chỗ, hồn quang cũng bị chia năm xẻ bảy, tiến vào trạng thái tử vong. Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, chờ đến một khắc cuối cùng, hào quang trói lọi lại xuất hiện, sinh khí tầm bổ, sông núi dưỡng sinh. Đạo quả của hắn đang áp xúc đến ánh chiếu cảnh. Nhục thể của hắn hồi phục như cũ. Sau khi hồn quang thuế biến, cơ thể của hắn hoàn hảo, khí tinh thần tràn trề. Một khắc hắn mở mắt ra, kim quang bắn ra bốn phía, hỏa nhãn toát ra phủ văn liên miên, cực kỳ kinh người đây có được xem là viên mãn chưa sở phong thành công nấu luyện cảnh giới của mình từ đại thần vương cảnh đến thần vị sau đó áp xúc đến ánh chiếu cấp huyết khí quanh thân như hồng cô động đến cực hạn huyết dịch hoàng kim của hắn sắp thuế biến muốn thực hiện biến hóa nhân vương thứ ba khi biến hóa nhân vương lần một hắn có được huyết dịch màu lam lần thứ hai hắn có được huyết dịch hoàng kim còn lần thứ ba thì sẽ như thế nào nhục thể và hồn quang của hắn đều mạnh đến cực hạn muốn tiến hóa thêm lần nữa lại càng mạnh hơn Cùng lúc đó, hai mắt của hắn đáng sợ vô cùng. Khi mở, đạo văn lấp lóe, phù hiệu màu vàng óng dày đặc, ánh mắt có thể giết chết địch thủ. Một bên khác, kim cương chắc chìm nổi, hấp thu tinh hoa bên trong ba chiếc giáp trụ sạch sẽ. Sở phong đứng dậy, đi lại bên trong thạch lô. Đến một bước này, hắn đã không cách nào áp xúc đạo quả tiểu âm phủ đạt đến cực hạn. Kim cương chắc mạnh hơn có thể làm bị thương thiên tôn hay không? Hắn giật mình. Bí bảo trưởng thành cùng với hắn, binh khí mạnh đến một bước này bản thân hắn cũng phải có uy thế đó mới đúng sở phong tìm kiếm cẩn thận quan sát dù sao cũng đã có quá nhiều cường giả đến đây từ trước đến nay không tin tà muốn niết bàn ở đây có lẽ bọn họ đã lưu lại dấu vết gì đó quả nhiên hắn nhìn thấy được ghi chép đặc biệt trên một tảng đá có thể ghi lại lời nhắn ở đây tuyệt đối là nhân vật tỏa sáng trong lịch sử cổ đại chỉ có như vậy mới có thể có những bản khắc bất tử có một số người tiếc nuối có một số người cực kỳ bi ai bởi vì bọn họ đều thất bại nhưng cũng có người điên cuồng nguyền rùa càng có cuồng đồ thôi diễn đủ loại cho rằng nơi này chẳng lành không thể niết bàn đồng thời sở phong nhìn thấy một ghi chép đặc biệt ta muốn thành hàng vương nhìn kỹ sở phong ý thức được điều gì trên đại thần vương trong lý luận thôi diễn có lẽ tồn tại hàng vương nhưng rốt cuộc có thể đi đến một bước đó hay không chưa từng có ví dụ thực tế không ai biết có tồn tại đó hay không rất nhiều người còn cho rằng không thể thực hiện có người suy đoán, có lẽ có cá thể biến dị, có một hai sinh vật cổ lão thành công trong dòng sông thời gian, nhưng lại che giấu chân tướng, không có bại lộ. Ta muốn thành hàng vương. Sở phong lẩm bẩm, ánh mắt sáng bừng, biểu hiện càng lúc càng kiên định. Hàng vương có thể sẽ giết được thiên tôn. Đây là suy đoán của hắn. Nếu không, tại sao lại như vậy? Tại sao nó lại đặc biệt? Sở phong muốn khôi phục thần vương chính quả ở đây, xem có thể tiếp tục thành tựu hàng vương hay không? Âm thanh đặc biệt truyền đến, bên dưới đáy thạch lô có ánh lửa yếu ớt chập chờn nhưng sở phong lại cảm thấy rung mình run rẩy một hồi lông tóc dựng đứng trong truyền thuyết thái thượng bắt quái lô thai ngén ra tam thập tam thiên vô thượng hỏa là thật sao nó sắp ra rồi sở phong giật mình dàn sẵn trận địa đón quân địch đồng thời hắn tế ra kim cương trác nếu lửa này xuất hiện hắn sẽ dùng nó nấu luyện binh khí bản thân đồng thời thu lấy một tòa tử kim lô chuẩn bị làm chất dinh dưỡng cho kim cương trác đây là hàng nhái nhân vương lô của nguyên tộc, nhưng lại từ phế liệu nhân vương lô chính phẩm luyện thành, là mẫu kim tử phủ hàng thật giá thật. Tiếng xào sạt truyền đến, ánh lửa ảm đạm chập chờn muốn thổi bùng lên. Lúc này, lọ đá phát động, sáng bóng trong suốt khiến sở phong phải kinh hãi. Rốt cuộc là loại lửa nào sắp xuất hiện? Ngay cả lọ đá cũng di chuyển. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nó đang kêu khẽ, hơi phát ra âm thanh rung động. Không nghĩ đến nó lại có phản ứng đặc biệt như thế, Sở Phong ý thức được có vấn đề xảy ra, nhất định sẽ có sự kiện cực kỳ đáng sợ và dọa người xuất hiện. Hắn ngừng thở, tập trung tinh thần cao độ, ánh lửa dâng lên trong mắt, phù hiệu màu vàng sáng chói. Hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ hiện tượng gió thổi cỏ lay nào, lúc nào cũng nhìn chằm chằm đáy thạch lô. Ánh lửa như biển, tiên quang bừng bừng, cả tòa thạch lô lấp lánh, cùng với đại đạo thần âm, ký hiệu trật tự. Đồng thời, bên trong thạch lô còn có nhật nguyệt tinh đấu, từng tinh cầu màu đỏ đen màu tím đậm u u chuyển động, tiếng gầm thét chói tai. Xuất hiện rồi. Con ngươi Sở Phong co vào, nhìn chằm chằm đằng trước. Cùng với tiếng xào sạc, hai luồng ánh sáng mông lung cùng nhau xuất hiện, dây dưa lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Một luồng ánh sáng làm tan rã không gian, cắt kim loại thiên địa, giống như muốn bổ đôi thế giới này, nghiền thành mảnh vỡ, chia cắt thành cửu thiên thập địa. Luồng ánh sáng còn lại kèm theo mưa nhẹ chính là thời gian tích lũy, là quang âm chi lực bay múa, giống như muốn đốt sập dòng sông thời gian vạn cổ. Đây là luồng ánh sáng quỷ dị gì thế? Hai luồng ánh sáng dây dưa lẫn nhau, giống như đối lập, lại giống như một người có hai gương mặt, vốn cùng một chủ thể tách ra. Đây là vô thượng hỏa đến từ 33 trọng thiên. Sở Phong mang theo sự kinh ngạc, khóa chặt đằng trước. Tay hắn cầm lọ đá, cơ thể kéo căng, để phòng kỹ hơn. Tương truyền, từ ngày ánh lửa rơi xuống, nó tạo thành địa thế thái thượng bắt quái lô. Vậy thứ trước mắt được gọi là trung cực nguyên sao. Tuy nhiên, hỏa nguyên này quá nhỏ. Hai luồng dây dưa hợp lại cùng nhau cũng chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, đúng là có chút yếu ớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Tuy nhiên, Sở Phong tuyệt đối sẽ không khinh thường, cũng không dám khinh thường. Thứ có thể khiến lọ đá kêu lên làm sao có thể làm phàm vật? Nó không phải là hai loại hỏa diễm trong truyền thuyết chứ? Sở Phong cao mày, nội tâm khẩn trương. Hắn đã gặp được chân thần, nhìn thấy đại bản nguyên hai ngọn lửa hợp lại cùng nhau cũng không to bằng nắm đấm trẻ em đột nhiên nhảy lên kịch liệt khiến thiên địa sụp đổ không gian và mảnh vỡ không gian cùng múa sau đó đột nhiên hóa thành quang vũ lao đến sở phong cảm thấy đau đầu khi tiến vào lọ đá hắn tin chắc hắn không thể đối kháng được nếu chúng chính là hỏa nguyên đúng như hắn phỏng đoán đừng nói là hắn ngay cả đại năng đến cũng phải hóa thành cho tàn nó có thể đốt tinh hải đốt diệt vạn linh thiên địa cũng sẽ bị thiêu đốt đang lọ đá vừa khép kín, ánh lửa kia đã xông đến, hóa thành một lớp thật mỏng, bao trùm lọ đá, kịch liệt đốt cháy. Thiên điệu oanh minh, cách đó không xa, các tinh cầu màu đỏ đen, màu tím sậm, quy tắc đại đạo đều run rẩy theo, sau đó giải thể. Bên trong ngọn lửa này, cái gì cũng không đỡ nổi. Ngay cả những loại lửa khác bên trong thạch lô cũng bị xung kích dập tắt, ngay cả thiểm điện hỗn độn cũng suy yếu và biến mất. Lọ đá chấn động, phát ra ánh sáng chói mắt. Hai loại ánh lửa dung hợp dây dưa bên trên. Oành! lọ đá gầm thét sở phong cũng theo đó kịch chấn sau đó hắn cảm nhận một luồng năng lượng nóng rực đốt cháy bản thân khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ đau nhức điều này sao có thể vẫn còn cách lọ đá mà đã như thế rồi sau đó sở phong nhìn thấy chân tướng bởi vì một mặt của lọ đá bị đốt cháy đến bóng loáng gần như trong suốt hắn nhìn thấy ánh lửa đang bám vào bên trên một mặt lọ đá đang phát sáng năng lượng ba động kịch liệt từ đó khiến cho nội bộ không còn ổn định nhiệt độ tiếp tục lên cao Sở Phong lau mồ hôi lạnh, ý thức được không phải ngọn lửa kia muốn đốt cháy, mà là bản thân lọ đá đang tản ra ba động, năng lượng lưu chuyển dẫn đến nội bộ thay đổi. Tuy nhiên, có thể khiến cho lọ đá như vậy, cũng đủ chứng minh hai ngọn lửa dung hợp cùng nhau kia có uy năng không thể tưởng tượng, nổi siêu phàm dọa người, tuyệt đối nghịch thiên. Vật chất và năng lượng có thể khiến cho lọ đá biến hóa to lớn như vậy, quá hiếm thấy. Khi ánh lửa đốt cháy, mảnh vỡ không gian như thiên đạo chi nhận không ngừng phách trảm, khiến cho tia lửa lọ đá bắn tung tóe ngoài ra còn có sức mạnh thời gian hiển hiện biến thành cối say hóa thành lưỡi đao cường thế nghiền ép khiến lọ đá kịch chấn sở phong nghẹn họng nhìn chân chối đây chính là lực không gian và sức mạnh thời gian một trong những tổ hợp năng lượng mạnh mẽ nhất của đạo tắc nếu đánh vào sinh linh đây tuyệt đối là vạn cổ dai không bây giờ không gian đạo tắc còn có năng lượng thời gian vô thượng tất cả đều đánh trúng lọ đá khó trách lọ đá tự phát động gợn sóng dữ dội đặc biệt chưa từng có bởi vì nó bị ánh lửa kia công kích không hổ danh là vô thượng hỏa 33 trọng thiên. Sở phong thở dài, hắn đã biết loại lửa kia rốt cuộc là gì. Chứng cứ quá rõ ràng, suy đoán đã trở thành sự thật. Đại không chi hỏa và cổ trụ chi diễm, biểu hiện sở phong phức tạp. Xuyên qua vách đá ông ánh nhìn thấy được một tầng ánh lửa, tin chắc rằng đó chính là hai loại vật chất vô thượng kia, không có loại lửa nào có thể so sánh, lại còn có thể dung chuyển lọ đá. Thiên nan táng giả, yểm mai tứ cực phổ thổ gian, phạt âm giữ dương nhị xài, dẫn đại không chi hòa, nạp cổ trụ chi viêm, phần chi. Sở phong vĩnh viễn không bao giờ quên đoạn văn này. Lúc trước nó cũng đã mang đến cho hắn rúng động thật lớn. Khi còn ở, thác nước thông thiên, tổ chức Tây Thiên đã mua bán một vật cổ xưa cực kỳ đặc biệt, thì quang lô, và nó cũng đã hiển thị dị tượng yêu tà. Lúc trước, sở phong lấy được thổ chất trung cực từ luân hồi, từ trong cơ thể lão lô nghe được âm thanh yêu dị, đồng thời sau khi tay của hắn cho vào giống như bị một hắc thủ nắm qua, lưu lại hắc ấn đáng sợ. Hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy hai loại lửa ngay cả lịch đại cũng không thể nhìn thấy, gần như không có bao nhiêu người từng nghe nói từ trước đến nay. Thì quang lô là vật bất tường, sinh linh lịch đại có được nó đều chết một cách không rõ ràng. Năm đó, đại hắc thủ lê cũng chết một cách khó hiểu, không biết tung tích. Nghe nói, Vũ Phong tử ngoài ý muốn có được một đại không chi hỏa, quý như tính mạng. Hôm nay, ta lại có thể nhìn thấy hai loại vô thượng hỏa quấn lấy nhau ở đây. Bang bang không gian chi lực như thiên đao, điên cuồng phách chảm, khiến lọ đá kịch chấn. Thì quang luân xoay tròn, mài mòn thiên địa đến vạn vẹo, bám vào bên trên lọ đá, điên cuồng tấn công. Phía sau lưng sở phong bốc lên hơi lạnh. Nếu không phải hắn có lọ đá trong tay, hắn làm sao có thể sống sót? Chủ lô này phải gọi là tất sát chi địa. Cho dù là đại năng siêu Việt, tồn tại kinh khủng tiến vào cũng phải nuốt hận. Nơi này chính là tuyệt địa trong tuyệt địa. ầm ầm kịch chấn lại vang lên, như hoàng trung đại lữ réo vang ba ngàn giới, giống như hắc ám vô biên bị xé nứt, quang minh chiếu dọi tuyên cổ tuyên kim. Lọ đá bốc lên hỏa tinh, ký hiệu đại đạo vẩy ra, trật tự thần liên sen lẫn cắt kim loại, cảnh tượng vô cùng dọa người. Sở Phong co mày, lo lắng lọ đá bị hao tổn. Tuy nhiên, một lát sau, lông mày của hắn rất nhanh thả lỏng. Cái gọi là tia lửa bắn tung tóe, còn có đại đạo phù vỡ vụn, tất cả đều có nguồn gốc từ ánh lửa chứ không phải lọ đá hắn dùng hỏa nhãn kim tinh siêu cấp cẩn thận quan sát thành lọ đá trong suốt óng ánh phát hiện nó không hề bị tổn hao vẫn kiên cố bất hủ cổ kim bất phôi tuy nhiên nó cũng có thay đổi bên trên thành lọ đá óng ánh trong xuất hiện lên một đồ án đó là một địa thế tất cả đều là đại hung địa vô thượng giữa thiên địa trong truyền thuyết trước kia sở phong cũng đã nhìn thấy qua nhưng không rõ ràng như lúc này giống như thân lầm kỳ cảnh tiến vào một mảnh sơn hà trắng lệ ngoài địa thế thái thượng bắt quái lô tất nhiên còn có những địa thế khác so với địa thế thái thượng chỉ mạnh hơn chứ không yếu ví dụ như tiên chủ đoạn đầu phong cửu thiên băng phôi đại liệt cốc hỗn độn dựng chân linh địa trong ghi chép của lịch sử những địa thế này hiển hiện một cách rõ ràng như thể chúng đã tiến vào lịch sử tiến vào niên đại đặc biệt bên trong địa thế ẩn chứa đại hung trôn giấu bí mật vạn cổ chưa từng bị phá giải nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha